Diệp Quân có chút hiếu kỳ, ngụy thần. Người bên trong quan tài cười nói, nơi điểm giao hư chân có một vị được gọi là thật, thuật này chính là người đó sáng tạo, ngươi không cần lo lắng ngụy thần đó cản bản không có cách nào đến được nơi này, vì vậy ngươi tín ngưỡng hắn ta cũng chẳng qua đi quá trình thôi. Diệp Quân gật đầu, thì ra là như thế. Người bên trong quan tài nói, bản chất của ngươi không tệ, ta cũng không có gì có thể dạy ngươi, ở chỗ ta có mấy thứ cũng không tồi tặng ngươi vậy. Nói xong, một chiến nhẫn không gian từ trong quan tài từ từ bay ra. Diệp Quân nhận lấy nhẫn không gian nhìn thử, trong nhẫn không gian có ba loại thần khí cấp thần vật, tuy kém hơn đại đạo hà nhưng đều hơn cây kiếm u tuyển đó, ngoài ra trong nhẫn không gian còn có một số tinh thạch đặc thù. Người bên trong quan tài nói, loại tinh thạch này đến từ chỗ điểm giao hư chân, là chân linh tinh, có lợi ích cực lớn với ngươi hiện tại. Diệp Quân sau khi cất nhẫn không gian, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Người bên trong quan tài lại nói, ngươi mau rời đi đi. Nơi này bởi vì đại chiến năm đó là để lại một số cường giả đến từ nơi điểm ra hư chân, bọn họ đối với những sinh linh đến từ thế giới này tương đối ác ý, với thực lực bây giờ của ngươi căn bản không có cách nào đối kháng với sinh linh lớn mạnh đó, đừng bởi vì một số tham niệm của bản thân mà hại tính mạng. Diệp Quân nói, vãn bối hiểu. Nói xong, hắn hành lễ sau đó quay người rời đi. Nhưng lúc đến cửa điện, hắn đột nhiên dừng bước chân lại, sau đó quay người nhìn về phía quan tài, tiền bối, thuật khôi âm này. Người ở bên trong quan tài, có chỗ không hiểu à? Diệp Quân gật đầu, đúng vật, trong bí tịch tiền bối cho vãn bối có cách chế tạo khôi âm nhưng lại không có cách tín ngưỡng ngụy thần. Người bên trong quan tài cười nói, cái này thật ra rất đơn giản, chỉ cần làm một nghi thức đơn giản là được, chỉ cần tín ngưỡng ngụy thần. Nhận được sức mạnh tín ngưỡng của ngụy thần hạ xuống thì có thể dùng để luyện khôi âm. Diệp Quân, xin tiền bối dạy ta. Người bên trong quan tài nói, chút nữa người đọc với ta. Diệp Quân gật đầu một cái, được. Nói xong hắn dừng lại, có chút lo lắng, tiền bối, tín ngưỡng ngụy thần này có. Người bên trong quan tài cười nói, người sợ nhân quả chưa biết. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Người bên trong quan tài nói, không có vấn đề gì, nếu như ngươi thật sự lo lắng cũng không cần dùng cách này, nhưng mà cần ngươi đạt đến xúc chân tám phân mới được, lúc đó ngươi không cần mượn sức mạnh tín ngưỡng của ngụy thần, chỉ xem ngươi có đồng ý đợi không thôi. Sau khi Diệp Quân nghĩ một lúc, nói, vẫn xin tiền bối dạy ta. Người trong quan tài cười nói, được, chút nữa ngươi đọc theo ta. Diệp Quân gật đầu một cái, được. Một lát sau, Diệp Quân đột nhiên đưa ngón tay ra. Ngón tay nứt ra một giọt máu tươi chảy ra, hắn bắt đầu đọc theo, Diệp Huyên ta lấy máu để thề, kính phụng ngụy thần. Nam ma mà hắc giát kéo nhà thổi vải la kia giát la uy đức la oa kia giát kéo nhà a đất mục để khánh tư mà sau kiệu a tini. Khi giọng nói của Diệp Quân dứt thì trong nháy mắt, quang, một trụ máu đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi thẳng vào trong cơ thể của Diệp Quân, đôi mắt của Diệp Quân mở to, trong mắt xuất hiện màu đèn kỳ lạ. Ha ha. Người lúc này người trong quan tài đột nhiên cười lớn, ta biết ngươi đọc là tên giả. Nhưng chắc chắn ngươi không ngờ đến bùa chú này một khi thành thì ngươi cùng với người mà ngươi đọc tên sẽ cùng chịu huyết tế rời hồn. Ủa, người mà ngươi đọc cũng khá mạnh, ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha. Nghe người trong quan tài nói thế, tiểu tháp có chút khó tin nói, người này. Đúng là bụng dạ khó lường. Vẻ mặt Diệp Quân rất bình tĩnh, tựa như không hề thấy bất ngờ. Thấy Diệp Quân như thế, tiểu tháp bỗng hỏi, người biết từ trước rồi hả? Diệp Quân nhìn chằm chằm vào quan tài, ánh mắt âm trầm, khóe miệng hiện lên nụ cười, người có thể tạo ra hai người giấy trước cửa kia sao có thể là hạng người thiện lương được? Hơn nữa nơi này rõ ràng đã bị người phong ấn, nhưng gã lại gạt ta rằng là ông tự nguyện ở đây chữa thương. Quan trọng nhất là lòng tốt của người này có chút ảo, lúc một người vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi mà không phải người thân, thì tất có tính toán khác. Tiểu tháp trầm mặc một lát rồi nói, giống y như ta nghĩ, như tầm như mã tầm mã. Diệp Quân, người kia còn đang điên cuồng cười to, tiếng cười xen lẫn sự điên loại cùng giải thoát. Mà trong cơ thể Diệp Quân, hào quang đỏ ngầu kia không ngừng tuôn ra, sau đó phá vỡ hư không, lao về một phương hướng không biết. Lúc này, người trong quan tài chậm rãi bay lên, tứ chi ông ta bị xích sắt đen khóa lại, trên mắt xích còn có lớp phong ấn mạnh mẽ dán chặt lên. Khuôn mặt ông ta dữ tợn, lệ khí lồ lộ, tựa như ác quỷ, lại thêm tiếng cười cực kỳ điên cuồng của ông ta làm tăng thêm bội phần khủng bố.
Diệp Quân nhìn chằm chằm người bay ra khỏi quan tài, người hẳn là Ngụy Thần, đúng không? Ha ha! Người đàn ông bắt đầu cười lớn, không thể không nói người rất thông minh, từ khi vào đây đến giờ ngươi vẫn luôn phòng bị ta, chưa bao giờ nới lỏng cảnh giác, nhưng đáng tiếc ngươi không ngăn lại được tham dục sâu trong nội tâm của mình, mà chỉ cần như vậy thì khi niệm thần chú, ngươi chắc chắn phải chết. Cho dù ngươi có đọc tên giả cũng vô dụng thôi, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu mô nào cũng chỉ là phù du. Diệp Quân nói, đó là tên của cha ta. Ha ha! Ngụy Thần lại phá lên cười, vậy cha ngươi cũng có đứa con có hiếu ghê, ngay cả cha mà cũng hãm hại, ha ha! Tiếng cười của ông ta như sấm, cực kỳ vui sướng, bởi vì ông ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng có một tên đến thế mạng. Mặc dù sẽ vứt bỏ thân thể này, nhưng chỉ cần có thể giải thoát thì cũng đáng giá. Hơn nữa thiếu niên trước mắt này này có căn cơ vô cùng tốt, huyết mạch cũng đặc biệt, nếu cắn nuốt hết thì ông ta sẽ có thể thoát vây trong thời gian cực kỳ ngắn, có được một cuộc đời mới. Không thể không nói, đúng là ông trời đang giúp ông ta mà. Nghĩ tới đây, tiếng cười của ông ta càng lớn thêm, toàn bộ thế giới bên dưới lúc này cũng bắt đầu rung lên kịch liệt. Nhưng rất nhanh, ông ta nhíu mày lại, chỉ thấy cột máu phá vỡ thời không kia đột nhiên xuất hiện ở một vùng tinh không không rõ tên, mà trong vùng tinh không đó có một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng. Người đàn ông áo trắng nhìn cột máu đang lao về phía mình, lắc đầu nở nụ cười, chủ nhân bút đại đạo, việc này không thể trách ta được, là do đối phương ra tay trước, ta chỉ tự vệ mà thôi. Dứt lời, ông ấy vung tay áo lên, một luồng ánh kiếm chém ra. Nhìn thấy người đàn ông áo trắng xuất kiếm, Ngụy Thần bỗng cười khẩy, sắp chết còn muốn giãy giụa. Buồn cười. Còn chưa dứt lời, vẻ mặt ông ta chợt sượng lại, bởi vì khi ông ta nhìn rõ được thì đã thấy cột máu kia ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, trong tròng mắt đang co rụt lại của ông ta, một thanh kiếm đang dần phóng lớn. Xoẹt. Đột nhiên, một thanh kiếm xuyên qua trán, ghim ông ta lại tại chỗ. Á! Ngụy Thần hét lên, á! Không thể, tuyệt đối không thể. Khuôn mặt ông ta mở mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì đối phương không chỉ phá nát huyết tế của ông ta dễ như ăn cháo, còn tung chiêu cách vô số thời không để giết bản thể ông ta, kinh khủng nhất là kiếm của đối phương không bị phong ấn thần bí nơi này áp chế, hơn nữa ông ta còn phát hiện thân thể của mình đang nhanh chóng bị hủy diệt. Chiêu kiếm này đã phá vỡ tam quan của gã. Ngụy Thần đột nhiên quay mặt về phía Diệp Quân, hoảng sợ nói, ngươi! Cha ngươi căn bản không phải gần bảy phân chân. Diệp Quân gật đầu, ta lừa ngươi thôi. Á á! Ngụy Thần gào thét, thứ xúc sinh nhà ngươi. Ngươi dám lừa ta, ngươi! Ta nguyền rủa ngươi! Nói đoạn, trong miệng ông ta chợt trào ra một ngụm máu, đống máu kia lập tức biến thành một dãy bùa chú quỷ dị. Thấy thế, Diệp Quân giật nảy trong lòng, lập tức la lên, cha đẻ của ta ở đây, sao ông ấy có thể để ngươi làm hại con trai cưng của mình được? Ngụy Thần la hét loạn xạ, bùa máu kia lấy thế như sấm sét lao tới chỗ Diệp Quân, Diệp Quân hoảng hốt, xoay người định chạy, nhưng đúng lúc này, một ánh kiếm lại chém thẳng xuống, nháy mắt đã chém nát bùa máu kia. Diệp Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm, mẹ kiếp, may là cha ruột của mình. Ngụy Thần thấy thế thì vẻ mặt khó mà tin nổi, làm sao có thể? Sao có thể? Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào tinh không, cha, con muốn thần hồn của tên này. Nhưng không cần ý thức. Nói gì vậy? Trong hư không, giọng nói của Diệp Huyên chậm rãi truyền đến, ta nói rồi, cuộc tranh danh đại đạo của con với chủ nhân bút đại đạo ta sẽ không tham dự nữa, làm người phải giữ lời, đã bảo không can thiệp thì sẽ không can thiệp. Còn tên này, do tên này ra tay với ta trước, ta giết ông ta chỉ là tự vệ, không liên quan gì đến con hết, hiểu chưa? Dứt lời, một luồng kiếm quang xuyên thẳng qua giữa hàng mày Ngụy Thần. Trong thời gian ngắn, ý thức của Ngụy Thần lập tức bị xóa sổ, chỉ còn dư lại linh hồn không có ý thức. Diệp Quân, ánh kiếm biến mất, nơi này khôi phục lại sự tĩnh lặng. Trong trời sao phía xa, Diệp Huyên quay đầu vào sâu trong cổ khư, nơi đó cũng có một cặp mắt màu vàng óng đang nhìn chằm chằm ông ta. Diệp Huyên mỉm cười nói, đây là con trai ta, nó đang tranh giành đại đạo với người khác, nếu đến nơi đây mà nó có chỗ mạo phạm, các hạ cứ việc dạy dỗ. Ta thân là bậc cha mẹ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, cho dù nó có bị đánh chết ta cũng sẽ không ra mặt. Thật đấy. Đôi mắt màu vàng óng kia nói, các hạ quá lời rồi. Diệp Huyên cười nói, ông cũng đừng thiên vị nó,
chủ nhân bút đại đạo kia cũng không tệ. Hay, nói chung ta chỉ để lại một câu thôi, ta chắc chắn sẽ không xen vào chuyện của bọn họ, các hạ có thể yên tâm nhé. Tuyệt đối, ông ta xoay người biến mất. Đôi mắt vàng. Cung điện dưới lòng đất. Sau khi Diệp Quân thấy cha biến mất, hắn bước nhanh đến chỗ linh hồn của Ngụy Thần, bắt đầu cười hắc hắc. Luyện chế khôi âm thật ra cần một linh hồn mạnh mẽ, linh hồn càng mạnh, đạo pháp càng cao thâm thì khôi âm luyện chế ra được sẽ có giới hạn càng cao. Nếu không có linh hồn mạnh mẽ thì chỉ có thể luyện ra được mấy con khôi âm hàng giỏm, chỉ dọa người được chứ không có sức chiến đấu. Nếu có linh hồn mạnh mẽ thì sức chiến đấu của khôi âm sẽ tăng vọt lên đáng kể. Diệp Quân không hề rời đi, mà xòe tay ra, nhẫn không gian trên thân thể Ngụy Thần đang nằm liệt ở đằng xa lập tức bay đến tay hắn. Nhìn thấy chiếc nhẫn không gian kia, trong lòng Diệp Quân ấm áp. Bởi vì với thực lực của cha, một kiếm chém xuống thì nhẫn không gian không thể chịu được sức tàn phá, nhẫn không gian vẫn còn nguyên vẹn thế này hiển nhiên là do cha hắn cố tình làm vậy. Cha vẫn hiểu mình lắm. Diệp Quân mở nhẫn không gian ra, một lát sau, hắn lập tức bật cười ha hả. Tất cả bảo bối của Ngụy Thần đều ở trong nhẫn, bên trong có hơn 130 món thần vật cấp bậc tiên khí, không chỉ thế còn có một cái đế khí. Diệp Quân xòe tay ra, một lá bùa màu đỏ như máu xuất hiện trong tay hắn, lá bùa này là một đạo khí, được Ngụy Thần giấu ở trong hộp, rõ ràng là rất coi trọng. Khi cầm lá bùa này, vẻ mặt của Diệp Quân nghiêm lại, bởi vì hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm rất lớn, hắn biết thả huyền khí vào là sẽ thôi thúc được lá bùa này. Nhưng trực giác bảo hắn là đừng làm như vậy. Đạo khí. Thần vật cấp bậc này tuyệt đối không phải thứ bây giờ hắn có thể khống chế. Diệp Quân cất lá bùa đi, hắn phát hiện trong nhẫn không gian của Ngụy Thần còn có thêm mấy trăm nghìn viên đá chân linh, ngoài ta là một vài bùa chú linh tinh, trong đó cũng có vài lá là tiên khí. Hắn còn tìm được không ít đan dược, đến cấp bậc như bọn họ thì tác dụng của đan dược là cực kỳ nhỏ, nhưng đây là thứ Ngụy Thần mang theo bên người. Chứng tỏ nó không phải đan dược bình thường. Tất nhiên hắn cũng không dám ăn bậy, cái này trở về rồi nghiên cứu kỹ hơn sau. Ngoại trừ đan dược, còn có một vài sách luyện đan. Ngụy Thần này không chỉ có thể luyện phù mà còn có thể luyện đan. Diệp Quân không lập tức rời khỏi đại điện mà là ngồi xuống tại chỗ, hắn bắt đầu luyện chế khôi âm, hắn muốn xem thử thần hồn của Ngụy Thần sẽ luyện ra được khôi âm trình độ nào. Bởi vì ý thức của Ngụy Thần đã bị xóa đi. Nên Diệp Quân luyện chế cũng khá đơn giản trôi chảy, nhưng cần phải tiêu hao quá nhiều đá chân linh, chưa tới một phút, hắn đã tiêu hơn 10.000 viên đá chân linh, chuyện này khiến hắn hơi đau lòng, bởi vì đá chân linh rất rất quý giá ở thế giới này. Hết cách rồi, Diệp Quân chỉ có thể tiếp tục luyện, không bao lâu sau, trước mặt hắn đã có một người giấy, bên trong người giấy là thần hồn của Ngụy Thần. Nhưng vẫn chưa được kích hoạt. Diệp Quân búng tay một xia. Một giọt máu bay vào giữa trán người giấy. Người giật lập tức mở hai mắt ra, một luồng hơi thở đáng sợ cũng bộc phát ra. Gần 7 phần chân. Sắc mặt Diệp Quân lập tức đen lại, sao chỉ gần 7 phần chân? Không khoa học. Ngụy Thần mạnh như thế, sao khôi âm luyện chế ra lại kém như vậy? Hắn tiếp tục lật xem quyển thuật khôi âm, một lát sau mới hiểu ra. Thuật này có hạn chế. Thuật khôi âm luyện chế ra khôi âm không thể có cảnh giới vượt quá xa chủ nhân, bởi vì đây là một loại kiềm hãm, nếu khôi âm quá mạnh thì sẽ thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. Diệp Quân không hề xoắn xuýt, bởi vì chỉ cần thực lực của hắn nâng lên, thực lực của khôi âm cũng sẽ được tăng lên theo. Ví như bây giờ lực chiến đấu của hắn có thể đạt được đến gần 7 phần chân thì khôi âm này có thể sẽ đạt đến cảnh giới gần 9 phần chân. Hơn nữa sức chiến đấu cũng vượt xa 9 phần chân bình thường. Bởi vì thần hồn trong này là khôi thần, là đại lão đỉnh cao đến từ điểm giao hư chân. Diệp Quân không rời khỏi đại điện, hắn lại ngồi xuống rồi luyện chế ra thêm một người giấy nữa, có điều lần này người giấy là giả, chỉ có hơi thở của Ngụy Thần chứ không có sức chiến đấu. Ngoài ra Diệp Quân còn thông qua thuật khôi âm để điều khiển luồn người giấy ở bên ngoài. Khôi âm hắn tự luyện chế ra được đặt tên là Ngụy Thần, còn ở ngoài cửa thì được đặt là Ngụy Thần số 2. Thu hoạch bội thu. Diệp Quân cất hết mọi thứ vào rồi rời khỏi đại điện. Hắn lập tức chạy vọt về thôn, bây giờ hắn cầm trong tay hai khôi âm thực lực gần 7 phần chân, không dám nói là vô địch nơi đây, nhưng muốn giết chết chủ nhân bút đại đạo chắc chắn là chuyện dễ như ăn cháo. Trước tiên phải đánh chết chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân nhanh chóng trở về thôn.
mà khi Diệp Quân xông vào thôn lại phát hiện chủ nhân bút đại đạo căn bản không ở đó. Tên này chạy mất rồi. Sắc mặt Diệp Quân sầm xuống. Hắn biết chủ nhân bút đại đạo kiến thức nhiều, am hiểu giải phong ấn, mà nơi này đâu đâu cũng có di tích bí cảnh, lỡ như tên đó tìm được một bí cảnh nào đó, gặp được kỳ ngộ. Cổ bàn vẫn ở đó, thấy Diệp Quân trở về thì sắc mặt gã có hơi khó coi. Diệp Quân không để ý tới gã mà chỉ nhìn trưởng thôn Nguyên Phiên ở một bên, trưởng thôn dẫn cháu gái của mình đến, cười nói, Diệp công tử. Diệp Quân mỉm cười nói, để ta đào vài cái giếng cho ông. Nguyên Phiên hơi nghi hoặc một chút, không phải không đào được à? Diệp Quân nói, bây giờ thì được rồi. Nói xong, hắn xòe tay ra, ba luồng kiếm quang bay ra ngoài. Mặt đất cách hắn không xa lập tức bị cắt ra, trong chớp mắt, ba cái giếng đã xuất hiện trong sân, miệng giếng có nước phun trào. Thấy thế, Nguyên Phiên lập tức vui vẻ, kích động nói, Diệp công tử. Chuyện này, chúng ta biết phải cảm ơn cậu như thế nào đây, chuyện này. Nguyệt Nhi kia cũng vô cùng hưng phấn, nhìn cái giếng kia một lát rồi lại nhìn sang Diệp Quân, khuôn mặt rạng rỡ. Diệp Quân cười nói, không cần cảm ơn, chỉ là chuyện dễ như ăn cháo với ta thôi, trưởng thôn, ta muốn rời đi. Nguyên Phiên do dự một chốc rồi nói, bây giờ đi liền à? Diệp Quân gật đầu. Nguyên Phiên vội hỏi, cơm nước xong rồi đi nhé, Nguyệt Nhi nấu cơm ngon lắm. Diệp Quân nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thấy hắn nhìn mình thì vội vã cúi đầu. Thấy ánh mắt đầy áp sự mong đợi của Nguyên Phiên, Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được. Nguyên Phiên vội vàng nói, Nguyệt Nhi, mau lên cơm đi. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày ra thịnh soạn. Diệp Quân không thích ích cốc, nên hắn ăn rất ngon miệng, cổ bàn cũng ngồi xuống, gã ăn cũng rất bon mồm, chắc là bị giam lâu quá, cảm giác ăn cơm no say này cũng mê hoặc gã. Nguyên Phiên đột nhiên muốn nói gì lại thôi. Diệp Quân thấy ông ta có điều muốn nói nên mở lời trước, trưởng thôn có gì muốn nói à? Nguyên Phiên thấp giọng thở dài, công tử, ta thấy các cậu đều không phải người bình thường. Như vậy đi, lần này các ngươi đến Ung Thành có thể giúp ta hỏi thăm hai người được không? Diệp Quân hỏi, ai? Nguyên Phiên nói, là cha mẹ Nguyệt Nhi, 3 năm trước hai đứa cùng đến Ung Thành bán đồ, nhưng lại một đi không về. Nếu cậu có đến Ung Thành thì có thể giúp chúng ta hỏi thăm một chút không? Diệp Quân nhìn về phía Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi theo bản năng muốn cúi đầu, nhưng lại lấy dũng khi ngẩng lên nhìn Diệp Quân. Diệp Quân gật gật đầu, được. Nguyên Phiên vội vàng nói, đa tạ Diệp công tử, con trai của ta tên là Nguyên Trấn, con dâu tên là Tần Liên, nếu có tin tức gì của hai đứa, kính xin công tử cho người đến báo một tin. Diệp Quân gật đầu, được. Sau khi cơm nước xong, Diệp Quân đứng dậy cáo từ, mà lúc hắn ra đến cửa thì Nguyệt Nhi đột nhiên cầm một chiếc túi lớn đi đến trước mặt Diệp Quân, cô đưa cái túi đó cho Diệp Quân rồi khẽ nói, cho huynh, ăn, trên đường. Diệp Quân không từ chối, hắn nhận lấy cái túi rồi cười nói, cảm ơn. Nói xong, hắn lấy ra một sâu kẹo hồ lô đưa cho Nguyệt Nhi, cười nói, đây là kẹo hồ lô, cô có thể ăn thử. Nguyệt Nhi có chút ngạc nhiên, cô ta nhận lấy sâu kẹo rồi cảm ơn. Diệp Quân cười, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên Phiên vội hỏi, Diệp công tử, nhớ đi đường lớn, những nơi kỳ lạ khác tuyệt đối đừng đi. Phía xa, Diệp Quân nói, cảm ơn đã nhắc nhở. Nguyệt Nhi đứng trước cổng sân, nhìn Diệp Quân rời đi. Trưởng thôn Nguyên Phiên đi tới bên cạnh Nguyệt Nhi, khẽ thở dài, nhà đầu, hắn và chúng ta là người của hai thế giới. Nguyệt Nhi gật đầu. Cũng khẽ nỉ non, con biết. Bên ngoài, tiểu tháp đột nhiên nói, sao không cho cô bé kia một quyển phương pháp tu luyện. Diệp Quân lắc đầu, tháp ra, nơi đây hung hiểm vạn phần, đừng nói cô ấy là một người chưa từng tu luyện, chính những người tu luyện hàng ngày như chúng ta cũng gặp phải nguy hiểm. Nếu cô ấy tu luyện mà không nhận ra được hung hiểm nơi đây thì trái lại chỉ có hại cô ấy thêm mà thôi. Tiểu tháp nói, vậy cho cô ấy một ít tiền cũng được. Diệp Quân khẽ nói, cũng sẽ hại cô ấy thôi. Tiểu tháp nói, ta hiểu, cho dù có muốn giúp người thì cũng chỉ có thể giúp vừa sức người đó thôi, nếu giúp quá mức nhận của bọn họ, thì đó không phải phúc, mà là họa. Diệp Quân gật gật đầu. Cổ bàn ở bên đột nhiên nói, chủ nhân bút đại đạo đâu? Diệp Quân nói, chết rồi. Cổ bàn. Diệp Quân quay đầu liếc mắt nhìn gã, tại sao bản thể của ngươi lại bị phong ấn? Cổ bàn lạnh giọng,
liên quan đếch gì đến ngươi? Diệp Quân nghiêm túc nói, nên sửa lại tính tình đi. Cổ Bàn lạnh lùng nói, tính tính của ông đây đã như vậy mấy chục triệu năm rồi, không đổi được đâu. Diệp Quân gật gật đầu, không nói thêm nữa. Cổ Bàn đột nhiên nói, các ngươi lấy được bảo vật ở dưới lòng đất đúng không? Diệp Quân nói, liên quan gì đến ngươi? Sắc mặt Cổ Bàn lập tức đen kịt lại. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn, ta thấy ngươi tuy tính tình cáu kỉnh, nhưng tính tình ngay thẳng, làm người chính trực, ta đây cũng có chút bội phục. Vậy nên ta cho ngươi một lời khuyên, đừng chọc vào chủ nhân bút đại đạo, tên đó ngươi không động vào được đâu. Cổ Bàn cười gằn, ta mà sợ ông ta. Nực cười, quá là nực cười, người trẻ tuổi, tuy rằng mưu mô cũng nhiều, nhưng vẫn tốt hơn tên chủ nhân bút đại đạo kia. Ta cũng cho ngươi một lời khuyên là ngươi nên biết điều khiêm tốn một chút, đừng có lên mặt làm càn như chủ nhân bút đại đạo, loại người như ông ta, sớm muộn gì cũng bị đánh chết. Diệp Quân gật gật đầu, ta đồng ý lời này của ngươi. Cổ Bàn âm trầm nói, ta chỉ mong ông ta đừng chết sở đây, đợi bản thể của ông đây thoát ra thì sẽ tóm ông ta lại đánh chết đầu tiên. Diệp Quân có chút ngạc nhiên, nói, mật Phật rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào? Nghe vậy, sắc mặt Cổ Bàn lập tức trở nên dữ tợn, người hỏi lão già kia làm gì? Đệt bà! Diệp Quân nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, sao tự dưng tên này nổi giận đùng đùng vậy? Bởi vì cuộc trò chuyện kết thúc trong không vui, hai người lúc sau không lên tiếng nữa. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi xa khỏi thôn, sau khi đến một ngọn núi lớn, lúc đi ngang qua họ cũng gặp một vài ngôi làng, nhưng những thôn dân kia đều rất đề phòng, nên họ cũng không nán lại. Diệp Quân vốn định phi hành, nhưng hắn vẫn có chút không dám, đại lão thần bí ở nơi đây nhiều lắm, nếu ngự kiếm bay đi thì đúng là quá hoành hoang, sơ sẩy một chút thì có khi sẽ bị tấn công, hơn nữa người còn không biết cường giả tấn công mình thuộc cấp bậc nào. Giống như ngụy thần kia, nếu không phải có cha, thì có là 100 hắn cũng không đánh lại được. Ở nơi này thì phải biết điều một chút. Không thấy ngay cả Cổ Bàn cũng tém tém lại đấy à? Tuy tên này cứng, nhưng không ngu. Diệp Quân lại hỏi, người đến từ nền văn minh nào? Hắn vẫn thấy rất tò mò với lai lịch của người này, bởi vì rõ ràng đối phương không phải đến từ điểm giao hư chân, nhưng thực lực lại cực kỳ nghịch thiên. Đừng nói là bản thể, ngay cả phân thân cũng rất mạnh, không đúng, nói đúng hơn chỉ là một sợi ý thức, hơn nữa xem ra hiện tại bản thể người này chắc chắn còn lá bài tẩy nào đó nữa. Cổ Bàn bình tĩnh nói rồi ngươi cũng không biết. Diệp Quân nói, có thể ta từng nghe qua. Cổ Bàn nói, đại khư, từng nghe chưa? Diệp Quân cau mày lại. Cổ Bàn khẽ nói, sao ngươi từng nghe qua được? Nói rồi, ánh mắt gã gợn lên từng đợt sóng, như nhớ đến chuyện cũ. Diệp Quân nói, ngươi có hiểu biết nhiều về điểm giao hư chân không? Cổ Bàn gật đầu, biết một ít. Nói rồi, gã cười lạnh một tiếng rồi mới tiếp lời, đừng xem chỗ đó thần thánh quá. Sinh linh ở đấy chẳng qua là được trời cao ưu ái thôi, chỗ khác thì ta không biết, nhưng đại khư bọn ta không sợ họ. Trong giọng nói gã không hề che giấu sự kiêu ngạo. Được trời cao ưu ái. Diệp Quân im lặng, hắn cũng không biết quá nhiều về chỗ đó, mà hiện tại hắn chỉ có thể tiếp xúc được với hư chân linh, lúc trước còn muốn đến đó dạo thử một vòng, bây giờ xem ra hắn cần phải tăng cao thực lực trước đã. Hiện tại mà đi e là sẽ lại bị đánh. Cổ Bàn lại nói. Nước cổ thần hẳn là đã xảy ra xung đột với họ. Diệp Quân hỏi, người biết về nước cổ thần nhiều đến mức nào? Cổ Bàn lắc đầu, nước cổ thần cách đại khư chúng ta rất xa, không thuộc cùng một nền văn minh, nhưng thật ra ta đã từng nghe đến vị thần quốc chủ của nước cổ thần, người này năm đó được xưng là người đứng đầu chỉ sau điểm giao hư chân. Năm đó ta đến đây để thử sức gã, ai ngờ lại gặp biến cố. Diệp Quân liếc mắt nhìn Cổ Bàn, không nói gì. Cổ Bàn cười lạnh nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, có phải ngươi đang nghĩ ta mạnh như vậy mà tại sao lại bị trấn áp giam giữ đúng không? Ta cũng lười giải thích, chờ bản thể ta ra rồi thì ngươi sẽ biết được cái gì gọi là vượt quá nhận thức. Diệp Quân. Một lát sau, Diệp Quân nói, phải làm sao ngươi mới ra ngoài được? Cổ Bàn lạnh nhạt nói, một cái đế khí là đủ. Diệp Quân nói, ta có sông đại đạo. Cổ Bàn đáp ngay, không muốn. Diệp Quân nhìn về phía Cổ Bàn, ta cũng đã nói cho ngươi đâu. Nếu như người này sau khi thoát ra sẽ lập tức túm chủ nhân bút đại đạo đánh ngay thì hắn không ngại giúp đối phương, nhưng hắn sợ tên này thoát ra còn đánh luôn cả hắn.
hiện tại hắn chắc chắn không đánh lại gã. Cổ Bàn lạnh lùng nói, sông đại đạo của ngươi có vấn đề. Diệp Quân nói, có vấn đề gì? Cổ Bàn nói, mắc gì ta phải nói cho ngươi biết. Diệp Quân nghiêm túc nói, ngươi đang bị nhốt mà không oán không hận thật hả? Cổ Bàn vô cảm nói, chờ ta ra ngoài đi, mẹ nó phải chết hết cho ta. Diệp Quân không thảo luận với gã về vấn đề này nữa, hắn thấy rõ rồi, tính khí tên này quá tệ, toàn gây gổ với người khác, người kiểu này phải tránh xa một chút mới được. Hai người đi một lúc lâu mà chẳng hề nói chuyện, chừng sau một canh giờ, hai người lại thấy một gò núi ở phía bên phải, gò núi đó đen kịt một màu, trông hơi u ám. Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, bởi vì ở đây thần thức của hắn không thể làm gì cả. Ngọn núi này không trên đường chính, mà nằm lệch sang mấy dặm. Bỗng, hai người sửng sốt. Bởi vì cả hai gặp được một người quen, chính là chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo đứng ở trên đỉnh núi, tay cầm một cái gậy màu đen, đang khiêu khích nhìn Diệp Quân và Cổ Bàn lớn tiếng nói, hai thằng ngu kia, tới đây. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân cùng Cổ Bàn đều thấy hơi kỳ lạ, tên này đang làm gì vậy? Chủ nhân bút đại đạo còn ở đó quơ pháp trượng khiêu khích. Cổ Bàn nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, trầm giọng nói, tên này có âm mưu. Nói xong, ánh mắt của gã rơi vào pháp trượng màu đen ở trong tay của chủ nhân bút đại đạo, tạo hình của pháp trượng đó có chút kỳ lạ, phía trên đầy những tấm bùa kỳ lạ hơn nữa tỏa ra ánh sáng lập lòe, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Cổ Bàn lại nói, tên này muốn thu hút chúng ta qua đó. Diệp Quân nói, vậy thì qua đó. Nói xong, hắn đi về phía gò núi. Cổ Bàn hơi ngẩn ra, gã do dự một chút sau đó đi theo. Trong lòng hắn tuy có chút hiếu kỳ với hành động của Diệp Quân nhưng không hỏi. Diệp Quân chủ động giải thích, sở dĩ ông ta làm như vậy bề ngoài là thu hút chúng ta qua đó, thực tế có lẽ ông ta sợ chúng ta qua đó. Cổ Bàn lập tức hiểu ngay, ông ta đang lạt mềm buộc chặt, hành động ngược lại. Diệp Quân gật đầu. Cổ Bàn quay đầu nhìn Diệp Quân, nếu lỡ như ông ta thật sự muốn chúng ta qua đó thì sao? Diệp Quân nói, vậy thì xem như ta chưa nói. Sắc mặt của Cổ Bàn đột nhiên trầm xuống. Diệp Quân cười nói, đánh không lại vậy thì chạy thôi. Mặt của Cổ Bàn không có biểu cảm, chạy trốn, đó là hành động của người đàn ông nhu nhược, nếu như chiến thì phải là chết vì chiến đấu. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn một cái, ta ủng hộ ngươi. Cổ Bàn lạnh lùng nói, ngươi là kiếm tu, cũng nên có tín niệm này. Diệp Quân nhìn gò núi đó, chút nữa nếu như đánh với người này ngươi muốn đánh ông ta một mình hay là hai người chúng ta cùng nhau đánh ông ta? Nếu như cùng nhau đánh thì chút nữa cùng nhau ra tay, nếu như đánh một mình thì ta cho ngươi cơ hội để ngươi có thể quang minh chính đại chiến đấu với ông ta, ngươi yên tâm ta chắc chắn không nhúng tay vào. Sau khi Cổ Bàn im lặng một lúc, nói, vậy thì cùng nhau đánh ông ta đi. Đối với thứ vô liêm sỉ này không cần nói đến đạo nghĩa giang hồ. Diệp Quân quay đều nhìn Cổ Bàn, thì ra ngươi cũng là người không biết xấu hổ. Cổ Bàn. Ở nơi xa sự kiêu ngạo trên mặt của chủ nhân bút đại đạo đó dần mất đi khi nhìn thấy Diệp Quân hai người đi về phía gò núi. Đột nhiên, tốc độ của Diệp Quân và Cổ Bàn tăng cao. Chủ nhân bút đại đạo nheo mắt lại, quay người bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cổ Bàn biết tên này cố ý làm ra vẻ huyền bí, lập tức nhảy lên nhanh chóng đi về phía chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân cũng tăng nhanh tốc độ, nhưng không biết cố ý hay vô tình mà hắn chậm hơn Cổ Bàn nửa nhịp. Rất nhanh hai người đã đến đỉnh gò núi, trên đỉnh gò núi có một ngôi mộ, tay của chủ nhân bút đại đạo cầm pháp trượng ngồi ở trước mộ thần bí niệm gì đó. Mà lúc này Diệp Quân cùng Cổ Bàn đã xông qua đó. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên chỉ vào bia mộ ở trước ngôi mộ, mở. Giọng nói vừa dứt, bia mộ đột nhiên run kịch liệt, tiếp đến một ánh sáng mờ từ trong đó tỏa ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt của Diệp Quân hai người, chính xác mà nói là trước mặt Diệp Quân bởi vì tốc độ của gã nhanh nhất, ở ngay phía trước nhất. Biến cố đột ngột đến khiến cho sắc mặt của Cổ Bàn đột nhiên thay đổi, gã đánh một cú đấm mạnh ra. Bùm! Ánh sáng mờ đó trực tiếp đánh bay Cổ Bàn ra ngoài, bay đến dưới chân núi ở nơi xa. Diệp Quân dừng lại, hắn nhìn về phía sau chủ nhân bút đại đạo, ở đó có một linh hồn đang trôi nổi, linh hồn đó giống như u linh, khí tức rất kỳ lạ đứng sánh vai cùng với chủ nhân bút đại đạo. Nhìn thấy linh hồn đó, Diệp Quân nhíu mày lại.
Chủ nhân bút đại đạo nhìn cổ bàn bay ra ngoài đó một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, Diệp Quân, cậu cho rằng ta đang cáo mượn oai hùm ư. Nói xong, ông ta gõ nhẹ pháp trượng trong tay, nụ cười dần dần thay đổi, Minh huynh, ra tay. Nghe thấy lời của chủ nhân bút đại đạo, U Linh đó đột nhiên phất tay áo lên, ba viên ám cầu trong chốc lát bay về phía Diệp Quân. Đồng tử của Diệp Quân co lại, tên này ít nhất là cường giả cảnh giới xúc chân cấp 7, hắn không dùng thuật khôi âm mà quay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh điều khiển kiếm lên muốn rời khỏi gò núi, mà lúc này chủ nhân bút đại đạo đó nhanh chóng nói, Minh huynh, đừng để cậu ta đi. Giọng nói vừa dứt trên đỉnh gò núi đó đột nhiên bị một mảng mây đen dày đặc che phủ, một sức mạnh kết giới kinh khủng đang bao trùm ở gò núi. Diệp Quân bị bao phủ lại, không thể chạy trốn được, hắn quay người lại thúc giục sức mạnh của ba loại huyết mạch cùng với sức mạnh tín ngưỡng, chém một nhát mạnh xuống. Bùm! Kiếm quang tan vỡ, Diệp Quân bị sức mạnh cực lớn trong đó đánh đến liên tục lùi về sau. Ủa! Chỗ xa hư ảnh đó có chút kinh ngạc nói. Vậy mà có thể đỡ được đòn công kích này của ta. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân ở nơi xa, Minh huynh có chỗ không biết, người này rất nhiều át chủ bài, sức chiến đấu không thể thảo luận theo lẽ thường. Hư ảnh đó nói, thật sự có chút yêu nghiệt, huyết mạch này của hắn. Chủ nhân bút đại đạo nói, huyết mạch này đến từ ông nội, cha của cậu ta. Cũng chỉ như vậy còn không bằng Minh huynh. Sau khi hư ảnh đó im lặng một lúc, nói, đạo huynh, chỉ là cơ thể này của ta bị phong ấn, không phải não bị phong ấn. Chủ nhân bút đại đạo. Hư ảnh đó nhìn Diệp Quân ở nơi xa, thật không dám giấu, ta tuy chỉ là thần pháp sư không phải thuật sư nhưng cũng từng nghiên cứu thuật đạo, huyết mạch của người này không tầm thường như vậy theo lý mà nói mệnh cách có lẽ nên vô cùng đáng sợ mới đúng, nhưng kỳ lạ là mệnh cách của người này lại không có chỗ nào đặc biệt. Chẳng qua có hai loại khả năng, thứ nhất là có người cố ý che giấu mệnh cách của hắn. Thứ hai là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mà mệnh cách của người này đã không hiển ra, người ngoài không thể thấy. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, đúng không? Đạo huynh. Chủ nhân bút đại đạo im lặng, sắc mặt trầm thấp. Hư ảnh đó tiếp tục nói, không chỉ như vậy, ta thông qua mệnh thuật suy đoán người này lại phát hiện số mệnh của người này lại là vô định số. Đạo huynh, huynh giúp ta phá phong ấn khiến cho linh hồn của ta được trốn ta. Ta rất cảm kích huynh cũng hứa với huynh sẽ giúp huynh nhưng người này. Ta không thể chống đối thêm nữa, mong huynh hiểu cho. Chủ nhân bút đại đạo không ngờ tới, tên này vậy mà còn biết một chút thuật pháp. Thuật pháp là một loại đại đạo vô cùng cổ xưa, vũ trụ này không có chỉ là nơi điểm giao hư chân mới có, mà cho dù ở nơi đó cũng chỉ có cực ít người mới biết. Đương nhiên cho dù là thuật pháp cũng không thể nào suy diễn chuẩn được số mệnh của Diệp Quân. Nhưng chính vì như vậy, lúc này mới càng đáng sợ. Thuật pháp lợi hại như vậy cũng không có cách suy diễn số mệnh. Điều đó nghĩa là gì? Chủ nhân bút đại đạo biết muốn để cho tên này tiếp tục ra tay với Diệp Quân là không thể nào rồi. Lúc này hư ảnh đó lại nói, đạo huynh, dựa theo ước định của chúng ta sau khi ta ra ngoài giúp đỡ huynh nhưng thành thật xin lỗi ta không ngờ kẻ thù của huynh lại mạnh đến như vậy. Đây không phải ta đủ khả năng làm được, ta muốn đổi điều kiện huynh xem thử được không? Ta theo bên cạnh huynh, khi huynh có nguy hiểm ta sẽ giúp đỡ huynh nếu như huynh không có nguy hiểm ta sẽ không ra tay. Nếu như huynh có thể chấp nhận ta sẽ theo bên cạnh huynh, nếu như không thể chấp nhận. Vậy thì ta chạy đây. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên tối sầm lại, tên này ngay thẳng đấy, nhưng không nhiều. Hư ảnh nhìn chủ nhân bút đại đạo, đợi ông ta trả lời, hư ảnh muốn thoát ra nhưng không muốn chết. Hơn nữa chủ nhân bút đại đạo gài bẫy hư ảnh trước. Vì vậy đối với việc hủy định ước, về tình về lý về đạo đức, hư ảnh đều không áy náy. Chủ nhân bút đại đạo hiển nhiên cũng hiểu ý đồ thật sự của hư ảnh, sau khi ông ta im lặng một lúc, nói, được. Ông ta không có lựa chọn. Bởi vì Diệp Quân có thể trở về từ nơi sâu trong lòng đất đó thì đồng nghĩa với việc hắn ở nơi đó chắc chắn có được cuộc gặp gỡ nào đó cũng chính là nói bây giờ Diệp Quân chắc chắn có lá bài lợi hại nào đó, hơn nữa lá bài này trước mắt bây giờ ông ta không thể đỡ được. Vì vậy, ông ta cần linh hồn thần bí ở trong ngôi mộ này giúp đỡ. Nghe được lời của chủ nhân bút đại đạo, linh hồn thần bí kia gật đầu, nói, được, ra nơi này rồi hai chúng ta sẽ không nợ nhau. Nói xong, linh hồn thần bí hóa thành một ánh sáng mờ nhạt ở trên người chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân đang bò lên từ phía xa,
ông ta đi đến trước mặt Diệp Quân, cười nói, đồ ngốc, hôm nay ta tha cho cậu một mạng. Diệp Quân lau máu tươi ở khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, hắn đang do dự có cần dùng thuật khôi âm để giết chết tên này không? Có 5 phần chắc chắn. Hiển nhiên chủ nhân bút đại đạo cũng nhìn ra ý đồ của hắn, cười nói, ta biết cậu ở nơi đó có được cuộc gặp bất ngờ, bây giờ có lá bài lớn mạnh, nhưng nếu như cậu cảm thấy có thể giết ta, vậy thì cậu có thể thử. Nói xong, ông ta nhìn xung quanh sau đó nói, nơi này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của chúng ta, nếu như chúng ta đại chiến chắc chắn sẽ khiến cho sinh linh khác dòm ngó, kết quả cả hai đều bại thì sẽ có lợi cho người khác, cậu có thể suy nghĩ kỹ. Diệp Quân lắc đầu, ta không có lá bài gì, đa tạ ông đã tha ta một mạng, sau này ta sẽ báo đáp ông. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, cút. Cuối cùng Diệp Quân vẫn không lựa chọn ra tay, bởi vì hắn không nắm chắc, sức mạnh vừa nãy của linh hồn đó quả thật quá mạnh, tuy chỉ là sức mạnh của cường giả cảnh giới xúc chân cấp 7 nhưng đó là người sống, đối phương chắc chắn có con át chủ bài. Nếu như hắn liều mạng thì có lẽ chỉ có thể hai bên đều thương. Ngay lúc này cổ bàn ở nơi xa đó cũng bò lên, vết thương của gã tương đối nặng, thân xác đã rách ra, máu tươi toàn thân chảy ròng giống như mưa vậy, quả thật thảm hại. Chủ nhân bút đại đạo nhìn về phía cổ bàn, sắc mặt của gã vô cùng hung dữ, chó đại đạo. Nói xong, hai tay của gã siết chặt, khí tức trong cơ thể gã như dao động thủy triều vậy, uy nghiêm cuồn cuộn. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nhìn gã, ra tay đi. Linh hồn thần bí ở trên người chủ nhân bút đại đạo đột nhiên xuất hiện khí tức lớn mạnh, trong chốc lát chấn áp khí tức của cổ bàn. Cổ bàn ngơ người, sau đó quả quyết buông tay, tức giận nói, chó đại đạo, người đợi đó đợi bản thể của ông đây ra sẽ đánh ngươi chết. Bản thể. Diệp Quân lắc đầu, tên này sắp bị chủ nhân bút đại đạo ép cho phát điên rồi. Thế nhưng đó cũng là chuyện bình thường thôi, khi tên này mới vừa bước ra cũng suýt chút nữa đã khiến chủ nhân bút đại đạo phát điên. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo tức suýt hộc máu như vậy. Đối mặt với sự đe dọa của cổ bàn, chủ nhân bút đại đạo nhàn nhạt liếc gã, ta sợ quá đi. Thấy chủ nhân bút đại đạo khinh thường mình như vậy, cổ bàn giận sôi nhưng vẫn nhịn lại được. Chuyện nhỏ mà còn không nhịn được thì chuyện lớn sẽ thế nào? Không sao cả, chỉ cần bản thể của gã lộ ra thì tất cả chỉ là muỗi. Nghĩ vậy, lòng gã lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thấy cổ bàn không mở miệng đáp thêm lời nào, chủ nhân bút đại đạo cũng không chế nhạo gã nữa mà quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, đồ ngốc, đi qua bên phải mấy trăm dặm có một di tích chiến cổ, có muốn đi không? Diệp Quân nói, đi chứ, sao lại không? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, không sợ ta lừa cậu sao? Diệp Quân nói, tiền bối đâu phải là người như vậy. Chủ nhân bút đại đạo ha ha cười phá lên. Ông ta cũng không nói thêm gì nữa mà quay người đi về phía nơi xa. Diệp Quân liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo một cái rồi đi theo. Cổ bàn do dự một lúc, sau đó cũng đi theo. Dù đi theo hai con người thiển cận này là nguy hiểm nhưng không đi theo họ thì lại còn nguy hiểm hơn. Nếu như bản thể của gã ở đây, tất nhiên không phải sợ gì có thể quét sạch mọi thứ nhưng với tình trạng hiện tại. Gã ở đây không khác gì một tên gà mờ yếu ớt. Thế nên vẫn nên đi theo hai tên thiển cận này đi. Trên đường đi, chủ nhân bút đại đạo bất ngờ nói, có phải cậu lấy được đồ gì của Ngụy Thần không? Diệp Quân nói, không có. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn một cái, ta tin cậu. Nói xong, hai mắt ông ta dần khép lại. Linh hồn bí ẩn trong người ông ta nói, bình thường mà nói, cậu ta không thể nào đối phó với Ngụy Thần kia được. Cho dù bây giờ sức mạnh của Ngụy Thần kém xa lúc đỉnh cao lại còn bị phong ấn, thì đó cũng không phải là lúc bây giờ cậu ta có thể đối phó được. Nhưng, đúng là khí tức Ngụy Thần đã biến mất. Chủ nhân bút đại đạo không tỏ vẻ gì, bởi vì ông ta cũng nghĩ chuyện đó là không thể nào nhưng ông ta biết linh hồn bí ẩn sẽ không lừa mình. Khí tức Ngụy Thần kia đã biến mất, vậy có nghĩa là đối phương đã bị tiêu diệt, ai có thể tiêu diệt được tên kia chứ? Diệp Quân. Rõ ràng là không thể nào. Chỉ có một lời giải thích, đó là người nhà của tên này đã đến. Nghĩ vậy, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo lạnh dần, ông ta mở mắt ra hỏi lại, Diệp Quân, cậu chắc là cậu không gọi ai sao? Diệp Quân quả quyết nói, không có. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Quân nghiêm túc nói, ta thật sự không gọi ai. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Quân,
vậy cậu giải thích xem tại sao ngụy thần kia đột nhiên biến mất. Cậu đừng nói với ta là cậu đã tiện tay xử lý rồi. Diệp Quân nói, ngụy thần rất tốt, không chỉ truyền thừa cho ta mà còn cho ta đồ vật của ông ta. Ta rất cảm động. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói lời nào. Diệp Quân nói, nếu ta thật sự phạm quy, còn không bằng kêu cha ta xử lý ông nói xem. Chủ nhân bút đại đạo thu lại ánh mắt, Diệp Quân, mặc kệ cậu dùng cách gì giải quyết ngụy thần. Chỉ là ta muốn nói cho cậu biết rằng nếu cậu muốn vượt qua cha mình thì hãy dựa vào khả năng của chính cậu, cậu gọi một lần cũng là một nguyên nhân, hậu quả sau này sẽ không nuốt trôi đâu. Diệp Quân gật đầu, cảm tạ tiền bối đã nhắc nhở. Cổ Bàn chợt xen ngang, chủ nhân bút đại đạo, ông thật là không biết xấu hổ, ông đi cầu cứu khắp nơi mà lại không cho người ta đi cầu cứu, mặt còn dày hơn tường thành đấy. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Cổ Bàn, người biết tại sao mà người bị nhốt không? Cổ Bàn vừa định nói thì chủ nhân bút đại đạo lại nói, người như ông có thể sống và trưởng thành thì đúng là kỳ tích đấy. Thực sự, ta không có ý xúc phạm ông, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Cổ Bàn cũng không tức giận, đợi bản thể ta lộ ra, thì ta cũng hy vọng ông sẽ nói lại lời này lần nữa. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nhìn gã một cái rồi nói, vậy thì chờ bản thể của ngươi ra đi rồi nói, còn bây giờ thì câm miệng đi, hiểu chưa? Cổ Bàn tức giận cười nói, ông chờ đấy, sông có lúc người có khúc. Đến lúc đó ta sẽ làm ông muốn khóc cũng không khóc được. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, được, ta đợi. Diệp Quân nhìn Cổ Bàn rồi nói, giận làm gì, miệng ông ta không được thơm lắm. Cổ Bàn trừng mắt nhìn Diệp Quân, ngươi thì là người tốt sao? Ngươi cũng chả phải. Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là kẻ thù của ông ta, ngươi cũng là kẻ địch của ông ta. Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hai chúng ta có thể hợp tác sao? Cổ Bàn tức giận nói, hợp tác, ta đây cần phải hợp tác với ngươi sao? Đợi bản thể ta xuất hiện rồi thì các ngươi đều phải chết. Diệp Quân cũng cạn lời. Nếu không phải hắn với chủ nhân bút đại đạo là kẻ địch thì tên này đã chết lâu rồi. Sở dĩ bây giờ hắn và chủ nhân bút đại đạo cho tên này còn sống là bởi vì tên này đều xúc phạm cả hai bên. Nói đến đây, Diệp Quân chợt hiểu ra mọi chuyện. Diệp Quân liếc nhìn Cổ Bàn một cái rồi không nói gì nữa. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Diệp Quân đột nhiên nói, chủ nhân bút đại đạo, ông biết tại sao nơi này xảy ra trận đại chiến không? Chủ nhân bút đại đạo nói, biết, nhưng không muốn nói. Diệp Quân nói, ông biết ngụy thần chết thế nào không? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân bình tĩnh nói, không muốn nói. Chủ nhân bút đại đạo. Cổ Bàn ở phía sau nhìn bọn họ không nói lời nào. Bởi vì vừa rồi giao lưu không vui vẻ, nên trên đường đi Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo cũng không nói gì nữa. Mà Cổ Bàn kia thì lại càng không nói gì, bởi vì Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đều không muốn nói chuyện với gã. Ba người cứ bước đi, bầu trời dần dần tối sầm xuống khiến ba người phải tăng tốc độ bước chân. Ở nơi này, sau khi trời tối, bốn bề đều có lộ ra một cảm giác khủng bố. Không biết qua bao lâu, ba người đột nhiên dừng lại, phía trước mấy trăm thước có một đầm lầy mà trong đầm lầy đó có một chút ánh sáng màu xanh lá cây giống như mấy con đom đóm đang bay lơ lửng. Linh hồn thần bí trên người chủ nhân bút đại đạo ngạc nhiên nói, vùng đất hồn tức. Sao lại ở đây? Chủ nhân bút đại đạo nói, vùng đất hồn tức. Giọng nói bí ẩn nói, là nơi năm đó hồn thần ngã xuống, nơi hắn chết đã biến thành vùng đất hồn tức. Nhưng ta nhớ là nơi hắn ngã xuống cũng không phải nơi này, hồn tức nơi này. Không xong, vùng đất hồn tức này đã có linh trí riêng rồi. Giọng nói bí ẩn còn chưa nói xong thì chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân đã quay người bỏ chạy. Cổ Bàn hơi chậm một nhịp nhưng rất nhanh đã tỉnh táo và quay người chạy đi. Tuy tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt họ đã chạy khỏi nơi đó nhưng ngay sau đó vẻ mặt ba người họ cứng đờ lại. Vì bọn họ thấy cái đầm lấy trước đó cách họ không xa. Bọn họ không hề chạy thoát. Vẫn đứng tại chỗ. Sắc mặt của ba người đều tối sầm lại. Giọng nói bí ẩn kia nói. Vùng đất hồn tức này đang theo các ngươi. Chủ nhân bút đại đạo nói, nó muốn làm gì? Giọng nói bí ẩn nói, khả năng cao là muốn nuốt chửng linh hồn của các ngươi. Ba người. Giọng nói bí ẩn nói, vị thần hồn này là một vị chuyên tu luyện thần hồn cấp cao nhất, mà hắn có một loại thần thông đó là tuật phệ hồn, cũng tức là nuốt chửng linh hồn,
Thuật phệ hồn của hắn không chỉ đơn giản là nuốt chửng linh hồn, mà còn là trong khi nuốt chửng linh hồn còn có thể nuốt thẳng tu vi của đối phương, biến thành sức mạnh của mình. Vì thế, lúc đó thần hồn này cũng được xếp vào hàng ngũ ác thần. Chủ nhân bút đại đạo nhìn ra đầm lầy ở phía xa, vùng đất hồn tức. Nơi hồn thần ngã xuống, hắn ngã xuống đây là vì linh trí của mình. Giọng nói bí ẩn nói, đúng vậy. Bỗng Diệp Quân nói, chúng ta cũng nuốt chửng nó được, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn đều ngạc nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân. Giọng nói bí ẩn nói, trên lý thuyết thì có thể, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, ba người các ngươi bây giờ không phải là đối thủ của nó. Diệp Quân nói, linh hồn của ba người chúng ta hẳn là không mạnh như vậy, có lẽ mục tiêu thật sự của người này là ngươi đấy. Giọng nói bí ẩn. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chia nhau chạy. Nó theo ai thì người đó xui. Nói xong, hắn quay người bỏ chạy ngay. Chủ nhân bút đại đạo thấy vậy, nheo mắt, nghĩ cũng không kịp nghĩ là đã chạy theo Diệp Quân. Cổ bàn do dự một lúc rồi cũng đi theo. Thấy chủ nhân bút đại đạo chạy theo, sắc mặt Diệp Quân chợt tối sầm lại, bởi vì hắn phát hiện ra vùng đất hồn tức kia lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Mục tiêu của vùng đất hồn tức này chắc chắn là kẻ bí ẩn kia. Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng nói, Diệp Quân, lúc này chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cậu thấy thế nào? Diệp Quân không nói gì, bởi vì hắn biết mình không thể thoát khỏi người này. Lúc này, ánh sáng mờ ảo của vùng đất hồn tức kia bỗng nhiên khẽ run lên, sau đó tất cả chúng bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại. Diệp Quân nói, để người bí ẩn bên cạnh ông ra tay, nhanh lên. Chủ nhân bút đại đạo do dự một chút, sau đó nói, Minh Huynh. Linh hồn bí ẩn nói, không được, ta là hồn thể, ta càng tấn công thì sức mạnh của nó càng mạnh. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn Diệp Quân, lấy át chủ bài của cậu ra đi. Diệp Quân nói, không có át chủ bài. Chủ nhân bút đại đạo tức giận nói, lúc nào rồi mà còn giấu. Diệp Quân nói, ông tưởng tôi có truyền thừa của Ngụy Thần là có thể bất khả chiến bại sao? Ông đang đùa vui cái gì vậy? Chủ nhân bút đại đạo nói, cho dù không phải là bất khả chiến bại thì cũng phải có át chủ bài gì đó, lấy ra nhanh. Nếu không chúng ta đều phải chết. Diệp Quân vẫn lắc đầu, không có. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo tối sầm lại, ông ta quay đầu nhìn cổ bàn lạnh lùng nói, nếu bản thể ta xuất hiện, bọn đạo trích này. Chủ nhân bút đại đạo vung tay lên, được rồi, mẹ kiếp, ngươi ngậm mồm lại đi. Cổ bàn. Nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo như vậy thì cổ bàn kia lập tức nổi đoá, muốn động thủ, nhưng đúng lúc này, mảng ánh sáng u ám của ở phía xa xa kia đã ngưng tụ thành một linh hồn. Linh hồn cực kỳ khủng bố. Sắc mặt của cả ba người đều thay đổi. Diệp Quân cũng có vẻ mặt căng thẳng, linh hồn này thật sự là có hơi khủng bố, đối phương vừa mới ngưng tụ lại thì trong không gian thiên địa đã tràn ngập toàn sức mạnh linh hồn, khí tức này đã vượt xa cảnh giới gần 7 phần chân. Hơn nữa, khí tức còn đang trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Ba người không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Đây tuyệt đối là thứ mà bây giờ bọn họ không đánh lại được. Tuy rằng thực lực của cường giả thần bí trên người chủ nhân bút đại đạo bút rất mạnh, nhưng đối phương đúng lúc lại có khắc chế linh hồn. Ba người không có một chút phần thắng nào. Cổ bàn chạy theo một hướng, mà chủ nhân bút đại đạo thì đi theo sát Diệp Quân, bởi vì ông ta biết. Mục tiêu của thể linh hồn kia rất có khả năng là cường giả thần bí trên người ông ta, chỉ có đi theo Diệp Quân, mới có thể kéo Diệp Quân xuống nước theo mình được. Nhưng mà, ông ta đã đoán sai rồi. Người mà thể linh hồn kia đuổi theo không phải ông ta và Diệp Quân, mà là cổ bàn. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt cổ bàn đang ở phía xa lập tức thay đổi, mẹ nó, cái quái gì vậy? Mà Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đều ngây ngẩn cả người. Mục tiêu của người này lại là cổ bàn. Chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân đứng yên tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Cổ bàn tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng tốc độ của gã lại kém xa khi so với thể linh hồn kia, trong nháy mắt đã bị vây tại chỗ. Cổ bàn nhìn chằm chằm vào thể linh hồn kia, người muốn làm gì? Thể linh hồn kia đột nhiên nói, phệ linh đạo. Cổ bàn hai mắt híp lại. Phệ linh đạo. Đây là một loại đạo pháp của gã. Có thể nuốt khí phệ linh để tẩm bổ cho bản thân. Cổ bàn có chút nghi hoặc, tại sao đối phương lại biết mình biết loại đạo pháp này. Mà ngay tại thời điểm gã đang nghi hoặc, thể linh hồn kia đột nhiên hóa thành một luồng u quang phi thẳng đến chỗ cổ bàn.
Đôi đồng tử của Cổ Bàn chợt co rút lại, muốn phản kháng, nhưng tốc độ của thể linh hồn kia thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt đã đâm thẳng vào giữa lông mày của gã. Đùng! Hai mắt của Cổ Bàn trợn tròn, căn bản không thể phản kháng lại được. Ở phía xa xa, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cười ha ha, ha ha. Cái tên tạp chủng như ngươi cũng có hôm nay. Nhưng đang cười thì đột nhiên biểu cảm của ông ta cứng đờ. Bởi vì thể linh hồn kia vẫn chưa cắn nuốt linh hồn của Cổ Bàn, ngược lại, sau khi thể linh hồn kia nhập thể, khí tức của Cổ Bàn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày. Lúc này, linh hồn thần bí đang bám vào trên người ông ta nói, không đúng, mục đích của cái vùng đất hồn tức kia không phải muốn hấp thụ gã, mà là muốn bám vào trên người gã. Chủ nhân bút đại đạo sửng sốt, giống như ngươi. Linh hồn thần bí nói, đúng, các ngươi đều là người ngoại lai, không chịu sự ảnh hưởng của phong ấn của nơi này, bởi vậy, vùng đất hồn tức kia muốn rời khỏi nơi này thì chỉ có thể dựa vào người bên ngoài thì mới ra ngoài được. Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng nói, vậy tại sao ông ta lại chọn tên này? Linh hồn thần bí nói, tên kia tu phệ linh đạo, mà phệ linh đạo này cũng bắt nguồn từ điểm giao hư chân. Đại đạo bút chủ nhân nhìn chằm chằm vào Cổ Bàn, ý của ngươi là, gã có thể có một chút liên quan đến hồn thần kia. Linh hồn thần bí nói, khó mà nói. Lúc này, khí tức của tên Cổ Bàn kia đã càng ngày càng mạnh. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, ông ta muốn đánh ông. Chủ nhân bút đại đạo cười nhạo, ta sợ gã à. Lúc này, hai con mắt của tên Cổ Bàn đang ở phía xa xa kia mở lớn, nơi sâu thẳm trong mắt gã có hai vòng xoáy màu đen tuyền. Ánh mắt của Cổ Bàn rơi vào trên người chủ nhân bút đại đạo trước, chủ nhân bút đại đạo lại không chút sợ hãi, nhàn nhạt nhìn gã. Diệp Quân nhìn hai người, chủ động lui sang một bên, chuẩn bị nhường lại chiến trường cho hai người. Đánh đi! Đánh đi! Trong lòng Diệp Quân hét lên điên cuồng. Cổ Bàn cũng không động thủ, gã thu hồi lại ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải, không nói gì, gã cứ vậy mà đi về phía bên phải. Linh hồn thần bí bám vào chủ nhân bút đại đạo nói, đi theo đi. Chủ nhân bút đại đạo nghi hoặc, tại sao? Linh hồn thần bí kia nói, linh hồn của vùng đất hồn tức kia chắc chắn là muốn dẫn ông ta đi lấy bảo vật do hồn thần kia đã để lại. Nghe vậy, chủ nhân bút đại đạo nheo mắt, vội vàng đi theo. Diệp Quân thấy thế, cũng đi theo sau. Không biết đi bao lâu, Cổ Bàn đột nhiên dừng lại, ở phía trước cách chỗ gã không xa có một vũng máu, giữa vũng máu có một thần quang đang lơ lửng. Linh hồn thần bí bám vào chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, đó là linh hồn của hồn thần. Ăn vào cực kỳ bổ. Hai mí mắt của chủ nhân bút đại đạo giật giật, nhưng vẫn không động thủ. Diệp Quân cũng không hề động thủ. Cổ Bàn chỉ nhìn chằm chằm sang đó, cũng không động thủ. Linh hồn thần bí lại nói, các ngươi làm sao biết có nguy hiểm? Chủ nhân bút đại đạo. Lúc này, Cổ Bàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, chia nhau. Chủ nhân bút đại đạo không nói lời nào. Diệp Quân nói, được được. Cổ Bàn nhìn về phía Diệp Quân một cái, sau đó nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân cũng nhìn về phía gã. Nếu chủ nhân bút đại đạo không đồng ý thì bọn họ sẽ liên thủ giết chết chủ nhân bút đại đạo trước. Chủ nhân bút đại đạo đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, ông ta gật gật đầu, được. Cổ Bàn thu hồi ánh mắt, gã bước về phía trước một bước, khi vừa đặt chân xuống, vũng máu trên mặt đất phía xa xa kia đột nhiên nhúc nhích, ngay sau đó, những vũng máu kia đột nhiên tụ thành một kỵ sĩ huyết diễm kia toàn thân đều là màu máu đỏ tươi, trên cơ thể mặc một chiếc giáp màu đỏ như máu. Tay phải cầm một thanh kiếm lớn, tay trái cầm một tấm khiên máu cực lớn, cảm giác cực kỳ áp bách. Linh hồn thần bí nói, kỵ sĩ huyết diễm, tùy tùng năm đó của hồn thần đã ngã xuống, nhưng nó lại không hề ngã xuống. Nhưng xem ra, cũng không phải đang ở trạng thái đỉnh cao. Cổ Bàn đột nhiên nói, cùng ra tay đi. Diệp Quân nói, được được. Chủ nhân bút đại đạo và Cổ Bàn đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Quân nghiêm túc nói. Ta không có ý kiến gì cả. Cổ Bàn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trước tiên chúng ta giết tên kỵ sĩ huyết diễm này trước, về phần cuối cùng ai có thể có được hồn linh này, phải xem bản lĩnh của người đó. Diệp Quân nói, được. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cười nói, được thôi. Ba người đều có sự tự tin của riêng mình. Bởi vì cả ba người đều có át chủ bài. Nhưng vào đúng lúc này,
tên kỵ sĩ huyết diễm kia đột nhiên tung người nhảy lên, cầm thanh kiếm lớn trong tay mãnh mẽ chém về phía ba người họ. Cảnh giới gần 7 phần chân đỉnh cao. Chỉ với phát chém này mà ba người bỗng nhiên cảm thấy nghẹt thở. Cổ Bàn dẫn đầu đánh một quyền trước, quyền cước như mang theo một vòng xoáy màu đen, khí tức linh hồn tán ra khắp nơi lại cực kỳ khủng bố, một quyền này của gã cũng đạt tới được sức mạnh của cảnh giới gần 7 phần chân. Hiển nhiên, gã cũng không hề nương tay, dùng hết sức mạnh của linh hồn hồn tức trên người. Chủ nhân bút đại đạo cũng không dám tự mình xông lên, đột nhiên linh hồn thần bí bám vào trên người ông ta bắt đầu ra tay, hóa thành một trụ sấm màu đen hung hăng đánh về phía tên kỵ sĩ huyết diễm kia. Đối mặt với một quyền của cường giả cảnh giới gần 7 phần chân đỉnh cao, Diệp Quân cũng không dám tự mình đánh, phất tay áo vung tay lên, trực tiếp triệu hồi khôi âm số 2 ra, người giấy kia giơ nắm đấm lên đánh về phía kỵ sĩ huyết diễm một cách mạnh mẽ. Đùng đoàng! Sức mạnh của ba người hội tụ ngay cùng một chỗ, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp đánh ép được tên kỵ sĩ huyết diễm kia, nhưng mà mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, sức mạnh của ba người lại trực tiếp bị tên kỵ sĩ huyết diễm kia chặn lại được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của cả ba người đều thay đổi, mà lúc này, tên kỵ sĩ huyết diễm kia đột nhiên thu kiếm lại, lập tức đập mạnh về phía trước, lửa nổi lên ngập trời. Đùng đoàng! Mấy người Diệp Quân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệp Quân liên tục thối lui, có khôi âm trợ giúp thì hắn mới nhanh chóng dừng lại được, hắn quay đầu nhìn về phía khôi âm, cánh tay của khôi âm đã xuất hiện vết rạn, hắn lại nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn, lúc này vẻ mặt hai người này cũng vô cùng nghiêm trọng. Sau một kiếm của kỵ sĩ huyết diễm đánh bay đám người Diệp Quân ra thì vẫn chưa dừng lại, mà tung người nhảy lên, lại cầm thanh kiếm lớn trong tay hung hăng nện xuống ba người Diệp Quân thêm lần nữa. Đập một cái. Thời không bốn phía đều run lên kịch liệt. Cổ Bàn đột nhiên nói, không nên nương tay. Dứt lời, gã xông về phía trước, trong phút chốc vô số hồn quang nổi lên, đối diện với tên kỵ sĩ huyết diễm kia. Cường giả thần bí trên người chủ nhân bút đại đạo cũng hóa thành một trụ sấm đánh về phía tên huyết diễm lần nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khôi âm dưới sự điều khiển của Diệp Quân, thân hình rung lên. Phi thẳng chỗ của kỵ sĩ huyết diễm. Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đều không ra tay, bởi vì cứu chiến đấu với cấp bậc này, hai người bọn họ cũng không giúp được gì. Rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Ba cường giả cảnh giới gần 7 phần chân vây quanh tấn công tên kỵ sĩ huyết diễm kia, nhưng mà, lại không thể làm gì được tên kỵ sĩ huyết diễm, sức mạnh của bọn họ dùng ở trên người nó, đều bị tấm khiên trong tay nó ngăn cản lại. Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đột nhiên đồng thời nhìn về phía hồn linh đang ở phía xa xa, hai người lại đồng thời chạy về phía của hồn linh kia. Mà đúng lúc này, tên kỵ sĩ huyết diễm kia đột nhiên giống giận, tay trái cầm tấm khiên mạnh mẽ đi về phía trước, khôi âm, linh hồn thần bí, cổ bàn trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, nó mạnh mẽ xoay người một cái, một kiếm hung hăng đập về phía chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân đang chạy về phía hồn linh kia. Kiếm còn chưa đánh tới, hai người đã cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ áp bức. Hai người quyết đoán từ bỏ hồn linh kia, thân hình run lên, lùi về phía sau. Phanh! Thanh kiếm lớn chém vào không khí, rơi xuống đất, thiên địa rung lên kịch liệt. Tên kỵ sĩ huyết diễm kia đưa tay ra, thanh kiếm lớn đã trực tiếp bay trở lại về trong tay, hắn ta xoay người lạnh lùng nhìn chăm chằm vào đám người Diệp Quân, trong mắt như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Vẻ mặt của Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo bút ngưng trọng lại, thực lực của tên kỵ sĩ huyết diễm này thật sự đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Tên kỵ sĩ huyết diễm kia không ra tay nữa, hắn ta đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi, không thể lay động được. Sắc mặt của cổ bàn cũng hơi khó coi, ánh mắt của gã nhìn chằm chằm về phía hồn linh đang ở phía xa xa kia, nếu như gã lấy được món đồ đó, vậy có cơ hội giải được phong ấn bản thể của mình. Nhưng bây giờ... Đối mặt với tên kỵ sĩ huyết diễm này, gã cũng cảm giác được sự bất lực một cách sâu sắc. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, trận này chúng ta đánh không nổi, chúng ta đổi sang cái khác, chờ sau khi thực lực tăng lên thì lại đến. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Quân đột nhiên nói, ta có một cách có thể đánh được. Chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân nói, các vị hãy tin tưởng ta có thể đánh được. Cút! Chủ nhân bút đại đạo trực tiếp nổi giận, chỉ thẳng vào Diệp Quân, giận dữ quát, trời có bao xa thì cút bấy nhiêu xa cho ông đây. Diệp Quân!
chủ nhân bút đại đạo cảm thấy thật là tức cười. Thằng danh chuyên phản bội này lại dám có ý nghĩ như vậy. Đúng là đang nằm mơ hão huyền. Nhưng mà, cổ bàn lại đột nhiên nói, tin tưởng ngươi. Ngươi tu đạo trật tự. Diệp Quân vội vàng gật đầu, đúng vậy. Mục tiêu thật sự của hắn không phải là chủ nhân bút đại đạo, mà là cổ bàn, bởi vì hắn biết chủ nhân bút đại đạo không thể nào tin tưởng hắn được. Nhưng cái tên cổ bàn này lại rất có bản lĩnh, bởi vì gã rất để ý đến hồn linh kia, mà chỉ cần cổ bàn này tin tưởng hắn, hắn sẽ giết chết tên chủ nhân bút đại đạo này ngay. Lúc đó hắn đã nắm chắc được phần thắng. Cổ bàn có hơi động tâm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, cổ bàn, chỉ cần ngươi tin tưởng hắn, thực lực của hắn có thể đạt được mức độ cực kỳ lớn mạnh, hơn nữa còn có thêm người giấy trong tay hắn kia nữa. Đến khi đó, cứ coi như là ngươi đã có được hồn linh, cuối cùng cũng sẽ để cho hắn trục lợi, hơn nữa tên nhóc này còn dám lấy một con người giấy ra, có nghĩa là hắn chắc chắn không chỉ có một người giấy. Sắc mặt cổ bàn trầm xuống. Gã rất ghét chủ nhân bút đại đạo, nhưng cũng giống như những điều mà ông ta vừa nói, gã cũng không dám giúp đỡ Diệp Quân giết chết chủ nhân bút đại đạo. Đơn giản thôi, nếu như giết chết chủ nhân bút đại đạo, như vậy thì tên Diệp Quân này sẽ không còn đối thủ. Khi đó, gã sẽ không có quyền lên tiếng nữa. Mà bây giờ, hai người này đang kiềm chế lẫn nhau, như vậy thì gã sẽ có quyền lên tiếng, cũng có quyền được lựa chọn. Bất kể là chủ nhân bút đại đạo hay là Diệp Quân, cũng đều không dám tùy tiện nhằm vào gã. Nhìn thấy cổ bàn im lặng, Diệp Quân đương nhiên biết được gã đang nghĩ gì, người này không hề ngu xuẩn, ngược lại còn rất khôn khéo. Đương nhiên gã như vậy cũng bình thường thôi, cường giả ở cấp bậc này rồi không thể ngu dốt được, nếu là kẻ ngu đần thì đã không thể tu luyện được tới trình độ này. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, hơn nữa, cho dù ngươi có tin tưởng hắn, hắn cũng không chắc có thể đánh thắng được tên kỵ sĩ huyết diễm kia. Vừa rồi chúng ta lấy 3-1, tên kỵ sĩ huyết diễm kia không hề xước sát gì, ngược lại còn có thể áp chế chúng ta. Điều này đủ chứng minh khả năng chiến đấu đã đạt đến được cảnh giới gần 7 phần chân. Cổ bàn nhanh chóng quyết định, quay đầu nhìn về phía tên kỵ sĩ huyết diễm, vậy thì để sau này rồi nói. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cười lạnh. Diệp Quân nhún vai. Cũng không hề thất vọng, dù sao vốn dĩ chỉ là thử thăm dò ý kiến thôi, hơn nữa tên cổ bàn này cũng không lập tức từ chối, nói cách khác, sau này vẫn có cơ hội. Ba người xoay người rời đi, mà tên kỵ sĩ huyết diễm cũng không đuổi theo, đợi đám người Diệp Quân đi xa, tên kỵ sĩ huyết diễm kia đột nhiên tản đi, lại hóa thành một vũng máu một lần nữa. Ba người trở lại đường chính, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đã là đêm khuya, bốn phía một mảnh đen kìn kịt. Cảm giác rất khủng bố. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía linh hồn thần bí đang bám vào trên người chủ nhân bút đại đạo, nói, linh hồn thần bí kia, hồn thần là gì? Đối với thứ gọi là thần ở chỗ điểm giao hư chân, hắn vẫn có chút tò mò. Linh hồn thần bí nói, thần ở chỗ điểm giao hư chân chỉ là một cách nói, chỉ cần có thể vượt qua giới ngoại, cũng chính là nhập chân, là có thể thành lập lên một con đường cho riêng mình, có thể tự xưng là thần. Tất nhiên, muốn làm được như vậy rất khó. Diệp Quân nói, ngươi không làm được. Linh hồn thần bí cười nói, ta còn thiếu một chút nữa. Diệp Quân có chút tò mò nói, điểm giao hư chân có bao nhiêu loại, thần, như thế này. Linh hồn thần bí nói, câu hỏi của ngươi làm khó ta rồi. Diệp Quân có chút nghi hoặc, ngươi không biết. Linh hồn thần bí nói, điểm giao hư chân, rất lớn. Hơn nữa, thời không nơi đó do có một số nguyên nhân đặc biệt nên cực kỳ phức tạp. Diệp Quân lại hỏi, tại sao các ngươi lại tới đây? Linh hồn bí ẩn lần này im lặng. Diệp Quân thấy thế cũng không hỏi nhiều. Cổ bàn cười lạnh, đến những nơi như thế này, đơn giản chính là muốn cướp bóc. Linh hồn thần bí nói, là vì cướp bóc, nhưng mà, cũng không phải vì cướp bóc tài nguyên của hư thế giới này, mà là vì cướp bóc một món thần vật vốn dĩ đang thuộc về nơi điểm giao hư chân. Diệp Quân tò mò hỏi, thần vật thần bí. Linh hồn thần bí nói, ừ. Không muốn nói nhiều. Diệp Quân cũng không hỏi lại, hắn nhìn khắp bốn phía xung quanh, đối với trận đại chiến năm đó, hắn rất tò mò, từ trong lời nói của linh hồn thần bí này, hắn đã biết được một ít tin tức. Rõ ràng năm đó có vô số cường giả, thần, kéo đến hư thế giới, đánh nhau với nước cổ thần vì món thần vật kia. Mà xem xét từ tình hình hiện tại, nước cổ thần tuy rằng đã bị diệt vong,
nhưng những người gọi là thần kia hình như cũng đã phải chịu thiệt rất lớn. Nước cổ thần mạnh như vậy. Bởi vì bình thường luôn là nền văn minh cấp cao thôn tính nền văn minh cấp thấp, mà thời không nơi đây rõ ràng kém hơn điểm giao hư chân kia nhiều. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, người này chắc chắn biết một số tin tức gì đó. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn Diệp Quân một cái, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Diệp Quân cười nói, ông vui là được. Chủ nhân bút đại đạo thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới. Linh hồn thần bí đột nhiên hỏi, Diệp công tử, ngươi nhận được truyền thừa của ngụy thần kia rồi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Linh hồn thần bí nói, ngụy thần kia có một món vật phẩm, là một tấm bùa. Ở trên người ngươi sao? Diệp Quân nghi hoặc nói, tấm bùa thần bí, không thấy đâu cả. Sau khi linh hồn thần bí im lặng một lát, nói, đó là một món đạo khí, đó là bảo bối được ngụy thần giấu kỹ, vật này có uy lực rất lớn, nhưng có một cái điều cực kỳ tai hại. Nhưng, nếu Diệp công tử đã không nhìn thấy vậy thì không cần phải để ý đến nữa. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn nhìn về phía Diệp Quân một cái, người này rất không thành thật. Cường giả thần bí lại nói, Diệp công tử rất không đơn giản, vị ngụy thần này không chỉ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà trí mưu cũng cực kỳ đỉnh cao. Trận đại chiến năm đó, gã dựa vào mưu trí của mình để trở thành người sống sót cuối cùng, cũng là một trong số ít thần còn sống sót, mà Diệp công tử lại có thể có được truyền thừa của gã. Thật sự là không đơn giản. Diệp Quân cười nói, nhờ ngụy thần tiền bối coi trọng. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, tên ngốc, ngươi đừng giả bộ nữa, tên ngụy thần kia đã chết ở trong tay ngươi đúng không? Không đúng, ngươi không có đủ thực lực để giết chết gã. Nếu như ta không đoán nhầm thì gã đã chết dưới. Nói đến đây, ông ta lại đột nhiên ngừng lại, không có nói tiếp. Diệp Quân cười nói, chủ nhân bút đại đạo, ta biết, ông vẫn luôn cảm thấy là ta đang gọi người, nhưng ta có thể nói cho ông biết, ta quả thật không có gọi người đến, về phần tin hay không thì tùy ông, nhưng nếu như ông không tin thì chúng ta sẽ bỏ vụ tranh đấu này đi. Hai mắt của chủ nhân bút đại đạo híp lại. Bỏ tranh đấu. Ông ta biết. Nếu như ông ta bỏ tranh đấu thì chắc chắn tên nhóc này sẽ không còn ràng buộc nào cả. Ông ta không hề hoài nghi việc tên này sẽ gọi người nhà đến chém chết mình ngay tức khắc. Sau khi chủ nhân bút đại đạo cân nhắc xong xuôi, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, ta tin ngươi, Diệp Quân ngươi sao có thể chủ động gọi người chứ? Nếu như ta không đoán sai thì ngụy thần kia chắc là đã bị ngươi gài bẫy, lại không có đầu óc mà lại chủ động đi trêu chọc người nhà của ngươi, đúng không? Diệp Quân không nói lời nào. Chủ nhân bút đại đạo thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, ngươi còn ác độc hơn cha mình, cha ngươi chỉ là tự mình lừa dối chính mình, nhưng ngươi thì sao? Đúng là không có lần nào ngươi gọi người, nhưng luôn có cách khiến kẻ địch, chủ động, chọc vào người nhà ngươi. Như vậy thì lương tâm của ngươi sẽ không cắn rứt chứ gì. Dù sao, người không phải do ngươi gọi đến, là kẻ thù của ngươi chủ động trêu chọc. Điều này vừa giải quyết được phiền toái. Lại có thể yên tâm sống tiếp, không có tâm ma trong lòng. Nói đến đây, ông ta nở nụ cười, như vậy chứ gì? Diệp Quân bình tĩnh nói, chủ nhân bút đại đạo, ông muốn phá đạo tâm của ta à? Ha ha! Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, ta làm sao có thể phá hủy được đạo tâm của ngươi? Đến cả tâm của mình mà cũng có thể lừa gạt, người khác làm sao có thể phá được đạo tâm của ngươi? Diệp Quân cười nói, chủ nhân bút đại đạo, chúng ta đổi một góc độ khác để bàn luận đến vấn đề này, từ khi vừa mới bắt đầu, ông đã luôn nhắm vào ta. Ông cứ nhắm mãi vào ta, đối với ta mà nói, có công bằng không? Chủ nhân bút đại đạo không nói gì. Diệp Quân tiếp tục nói, ông luôn nói người nhà ta thế này thế nọ. Nên ông tới ức hiếp ta lại tự cảm thấy là điều đương nhiên, là sao? Còn người nhà ta bắt nạt ông thì lại không được, ông tiêu chuẩn kép với ta à? Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, còn muốn nói cái gì đó nữa nhưng hai mắt Diệp Quân đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, ngươi còn nói nhảm thêm một câu, bây giờ ông đây sẽ gọi người, gọi cha ta, gọi cô ta, gọi ông nội ta, gọi bác ta, để cho bọn họ cùng chém chết ngươi. Bầu không khí này trong lúc bất chợt đã trở nên dương cung bạt kiếm. Chủ nhân bút đại đạo im lặng một lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ bàn đang cách mình vài trượng, giận dữ quát. Con mẹ nó, người đi chậm một chút được không? Sắp đâm vào ta rồi, vội đi đầu thai à? Cổ bàn vẫn luôn xem kịch hay. Một giây sau, gã tức giận đến sắc mặt đều biến thành xanh,
cả người như bị thiêu đốt lên, đệt bà, người con mẹ nó không coi ta là người đúng không? Ức hiếp người quá đáng. Lần này Cổ Bàn không thể nhịn được nữa, sau khi cơ thể bị cháy đã đánh thẳng một quyền qua chủ nhân bút đại đạo. Hiển nhiên là chủ nhân bút đại đạo đã chuẩn bị từ lâu nên đã giơ tay đáp lại một quyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân ở bên cạnh liên tục vỗ tay, hay, hay, hay lắm. Khi sức mạnh của Cổ Bàn và chủ nhân bút đại đạo va chạm nhau đã tạo ra một làn sóng xung kích với sức mạnh bùng nổ khủng khiếp, khiến cả hai lảo đảo lùi lại phía sau. Ánh mắt Diệp Quân rơi vào trên người chủ nhân bút đại đạo, hắn đang chuẩn bị ra tay, lúc này thể linh hồn của người kia trên người chủ nhân bút đại đạo đang cúi người ghì chặt hắn lại. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Sau khi một hồi đối đầu của Cổ Bàn và chủ nhân bút đại đạo, cả hai đều không thể làm gì được đối phương nhưng lại thu hút được rất nhiều cường giả nhìn ngó. Thế nên cả hai đều dừng lại. Cổ Bàn liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người của chủ nhân bút đại đạo rồi cười khẩy, ông sợ người nhà hắn vậy sao? Nếu là ta thì ta cũng không nhịn nổi. Châm dầu vào lửa. Chủ nhân bút đại đạo không thèm để ý đến tên Cổ Bàn đang châm dầu vào lửa mà quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ông ta phát hiện tên ngốc này càng ngày càng khó đối phó. Thật là kiểu gì cũng không chịu. Dù mềm hay cứng, người này cũng không chịu, gần như là không có khả năng ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Hơn nữa, ý của người này bây giờ lại là kiểu thế này, dù bây giờ ta không gọi người nhưng ta sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lợi gọi người. Hơn nữa, bây giờ người này dường như không hề phản đối việc gọi người chút nào. Không thể ép được. Cứ ép buộc bản thân thì chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Chủ nhân bút đại đạo chợt cười, Diệp Quân, giao thiệp với nhà họ Dương nhiều năm như vậy, ta vẫn rất tin tưởng vào nhân phẩm và danh dự của nhà họ Dương cậu. Diệp Quân liếc mắt nhìn thoáng qua chủ nhân bút đại đạo, lần này hắn thật sự động sát tâm rồi. Thật không biết xấu hổ. Mẹ nó. Cảnh giới ông cao hơn ta không biết bao nhiêu, ông tới đánh ta mà còn không cho ta gọi người ư. Thật nực cười. Lần này hắn đến đây tranh đại đạo với người này là do sự sắp xếp của cha hắn. Nếu không hắn sẽ không lãng phí thời gian ở đây với chủ nhân bút đại đạo, bởi vì hắn biết sự sắp xếp của cha hắn chắc chắn là có ý nghĩa thâm sâu. Phải cho cha nở mặt nở mày. Nhưng không có nghĩa là chủ nhân bút đại đạo ông có thể lải nhải dài dòng với ta. Sau chuyện này, chủ nhân bút đại đạo không dám giễu cợt Diệp Quân nữa, ba người nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng không muốn nói nên suốt đường đi không nói lời nào. Đi không biết bao lâu, bất ngờ linh hồn bí ẩn lên tiếng, không ổn. Ba người lập tức nhíu mày lại vì không biết từ lúc nào, sương mù đã xuất hiện xung quanh họ. Diệp Quân đã âm thầm đề phòng. Lúc này, bất chợt có một chàng cười ở xa truyền đến. Ba người nhìn về phía xa. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang lơ lửng trong sương mù, tuy rằng dáng dấp cô ta rất đẹp nhưng lúc này lại có hơi đáng sợ. Nhìn thấy người phụ nữ mặc váy đỏ này, ba người đều có chút cảnh giác. Cũng không phải bọn họ sợ ma quỷ, mà chủ yếu là những sinh vật xuất hiện ở nơi này đều rất khác thường nên cần phải cẩn thận. Nhìn thấy ba người, người phụ nữ váy đỏ nở nụ cười duyên, tiếng cười như tiếng hạt châu rơi trên đĩa ngọc vô cùng trong trẻo và ngọt ngào. Ánh mắt liên tục đánh giá ba người Diệp Quân, cuối cùng lại dừng trên người chủ nhân bút đại đạo cười nói, ngài là chủ nhân bút đại đạo sao? Chủ nhân bút đại đạo hơi ngạc nhiên, cô biết ta sao? Người phụ nữ váy đỏ mỉm cười nói, ta không biết ngài nhưng chủ nhân ta biết ngài. Chủ nhân bút đại đạo khó hiểu, chủ nhân của cô. Người phụ nữ váy đỏ nói, đúng vậy, chủ nhân ta ở cách đây trăm dặm, muốn gặp mặt ba vị, mong ba vị nể mặt. Ba người đều im lặng. Đi về phía bên phải chẳng khác nào đi chệch khỏi đường chính. Ở đây u ám, lỡ như đối phương muốn ra tay. Như biết được nỗi lo lắng của ba người, người phụ nữ váy đỏ cười nói, ba vị yên tâm, chủ nhân chỉ mời ba vị tụ tập chứ không có ác ý gì cả. Chủ nhân bút đại đạo nói, vậy xin dẫn đường. Người phụ nữ váy đỏ mỉm cười nói, được thôi. Nói rồi, cô ta bay sang bên phải. Diệp Quân đi theo sau. Diệp Quân và Cổ Bàn liếc nhau một cái rồi cũng đi theo ngay sau đó. Sợ cái gì? Bây giờ họ cũng có chút tự tin. Sau khi rời khỏi đường chính, những đám sương mù đó lập tức biến mất nhưng chúng lại càng đen hơn. Đột nhiên Diệp Quân nói, vị tiên nữ tỷ tỷ này phải xưng hô thế nào?
Người phụ nữ váy đỏ nghe Diệp Quân gọi thì bật cười, tiểu đệ đệ này có cái miệng cũng ngọt ngào quá. Chủ nhân bút đại đạo nói, cậu ta có vợ rồi, hơn chục cô vợ. Diệp Quân. Người phụ nữ váy đỏ mím môi cười nói, vị tiểu đệ này tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy, và lại còn đẹp trai. Có nhiều cô gái thích thì cũng là chuyện bình thường. Chủ nhân bút đại đạo nói, đẹp trai gì đó cũng chỉ là bề ngoài, vô dụng thôi. Người phụ nữ váy đỏ liếc nhìn hắn một cái rồi nói, ta vẫn thích vừa anh tuấn vừa có tiền. Chủ nhân bút đại đạo. Người phụ nữ váy đỏ nhìn Diệp Quân cười nói, ta tên là Phù Âm. Diệp Quân nói, tỷ tỷ đến từ điểm giao hư chân sao? Phù Âm gật đầu, đúng vậy. Điểm giao hư chân. Diệp Quân vội bước đến bên cạnh Phù Âm để hỏi tiếp, Phù Âm tỷ, có thể kể cho ta nghe về trận đại chiến năm đó không? Nghe vậy, tươi cười trên mặt Phù Âm đã dần biến mất. Cô ta nhỏ giọng nói, trận đại chiến năm đó, rất khốc liệt, có 19 vị thần đã ngã xuống. Còn lại là vô số kẻ cường giả ở bên ngoài. Diệp Quân có vẻ kích động, nước cổ thần mạnh như vậy sao? Phù Âm lắc đầu, không phải nước cổ thần mạnh, mà là do người đàn ông kia mạnh, hắn. Quá mạnh. Nói xong, trong mắt cô ta lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng sâu sắc. Đột nhiên, chủ nhân bút đại đạo nói, hắn mạnh tới mức này rồi sao? Phù Âm liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo, vượt quá sự suy đoán của mọi người. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày lại. Diệp Quân nói, vậy là trận đó hai bên đều bị thương ư? Phù Âm gật đầu, phải. Diệp Quân nói, có phải các người không có cách nào rời khỏi đây không? Phù Âm, đúng vậy, sau trận chiến năm đó, người đó đã dùng sức mạnh của bản thân mình phong ấn nơi này. Tất cả các cường giả từ điểm giao hư chân đều không thể trở về nơi đó. Rồi nơi này cũng biến thành một cái nhà tù to lớn. Diệp Quân tò mò nói, người đó chính là đế chủ của nước cổ thần à? Phù Âm gật đầu, ta biết công tử muốn biết tên của hắn nhưng ta không thể nói được. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Phù Âm quay đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, công tử, nếu nói ra tên người này, đối phương sẽ cảm ứng được. Nếu đối phương không vui, e là khó mà giữ được mạng nhỏ của ta. Diệp Quân trầm giọng nói, đối phương còn sống sao? Phù Âm lắc đầu, ta không biết, trận chiến năm đó thực lực của ta quá yếu nên đã xuống sân khấu từ sớm. Cho nên cũng không nhìn được kết cục của trận đại chiến đó. Diệp Quân đang định nói nhưng đúng lúc này, Phù Âm chợt nói, cẩn thận. Nói rồi, cô ta ngừng lại. Cách đó không xa, cô ta đột nhiên nghe thấy từng tiếng bước chân ngay ngắn, rất nhanh, khoảng 100 binh lính mặc trọng giáp đồng thời bước đi, khôi giáp trên người bọn họ rất dày dặn chắc chắn, tay trái đều cầm những chiếc khiên hình vuông to lớn, tay phải đều cầm những thanh giáo dài, theo bước đi của họ mặt đất đều rung chuyển cả lên. Nhìn thấy những binh lính này, sắc mặt mấy người Diệp Quân đều cứng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, cấp độ thấp nhất của những binh lính trọng giáp này là cảnh giới gần 7 phần chân. Ba người có hơi khiếp vía, này cũng khủng bố quá rồi. Ba người đang muốn bỏ chạy, bỗng Phù Âm đột nhiên nghiêm giọng nói, đừng nhúc nhích. Ba người nhìn về phía Phù Âm, cô ta thấp giọng nói, bọn họ chết rồi. Chết rồi hả? Ba người lại nhìn những binh lính trọng giáp một lần nữa, quả thật họ phát hiện ra những binh lính trọng giáp này chỉ là ảo ảnh. Phù Âm nhìn những binh lính trọng giáp đang tiến tới với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đây là thần hộ vệ cổ xưa của nước cổ thần, họ là một trong hai đội quân tinh nhuệ nhất của nước cổ thần. Ở thời kỳ đỉnh cao, họ đều là cường giả cảnh giới xúc chân cấp 9, thực lực vô cùng khủng bố. Năm đó điểm giao hư chân xảy ra chiến tranh, họ gần như quét sạch tất cả những cường giả dưới danh nghĩa của thần, cuối cùng họ bị tiêu diệt bằng toàn bộ sức mạnh của một vị thần. Nói đến đây, trong mắt cô ta hiện lên một tia phức tạp, mặc dù bọn họ đã chết, nhưng đức tin của bọn họ vẫn còn đó, mà đức tin của bọn họ là bảo vệ nước cổ thần này. Sở dĩ những làng xóm và thành trấn không bị phá hủy, cũng là vì những vị thần hộ vệ nước cổ thần này. Khi họ nói chuyện, nhóm thần hộ vệ nước cổ thần này đã đến trước mặt họ, vẫn tiếp tục di chuyển tiến về phía trước mà không dừng lại. Phù Âm nói, đừng nhúc nhích, đừng tạo ra bất kỳ dao động năng lượng nào. Nếu không họ sẽ ra tay. Cả ba người đều không cử động. Ngay sau đó, những vị thần hộ vệ nước cổ thần đã thực sự xuyên qua họ và tiếp tục ngay ngắn đi về phía nơi xa. Ba người quay người lại, nhóm thần hộ vệ nước cổ thần tiếp tục đi về phía nơi xa,
rồi chỉ trong chốc lát họ đã biến mất trong màn đêm. Diệp Quân thì thầm, đức tin của họ thật sâu sắc. Phù Âm gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân im lặng, từ lời nói vừa rồi của Phù Âm. Hắn đã biết được một tin tức là những vị thần hộ vệ của nước cổ thần này đều từng là cường giả cảnh giới xúc chân cấp 9 nhưng lại bị một vị cổ thần tiêu diệt. Lúc này, hắn nghĩ đến vị ngụy thần kia, không thể không nói là hắn vẫn hơi sợ. Mấy người cứ đi tiếp. Phù Âm nói, trên đường tới đây các người đều không bay lên đúng không? Chủ nhân bút đại đạo nói, không. Phù Âm mỉm cười nói, đây là một cách tiếp cận đúng đắn. Nếu các người bay lên, thì đừng nói là có thể khiêu khích một số cường giả bí ẩn, mà chắc chắn là sẽ bị những vị thần hộ vệ nước cổ thần này nhắm vào và một khi bị họ nhắm thì ắt là khó sống. Chủ nhân bút đại đạo nói, cô nương, chủ nhân của cô là một vị thần sao? Phù Âm gật đầu, đúng vậy. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cô ta rồi không nói gì. Phù Âm nói, sau khi chủ nhân biết các ngươi đến đã bảo ta đi tìm các ngươi. Yên tâm, ông ấy không có ác ý với các ngươi. Hơn nữa, với tình hình hiện tại của chủ nhân, cũng không thể làm gì các ngươi được. Chủ nhân bút đại đạo hỏi, bị phong ấn sao? Phù Âm gật đầu, đúng vậy. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bỗng Diệp Quân nói, các vị thần ở điểm giao hư chân tới đây đều là để lấy một món thần vật sao? Phù Âm quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quân cười nói, đúng vậy. Diệp Quân nói, vậy bây giờ thần vật kia nằm trong tay ai? Phù Âm nhẹ giọng nói, Diệp công tử, ta ở đây cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Những gì mà ta biết cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu đâu. Diệp Quân gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lúc này, Phù Âm chợt nói, chúng ta đến rồi. Ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau đó vẻ mặt đều trở nên quái lạ. Nơi chủ nhân của Phù Âm ở hóa ra là ngọn đồi giống như một phần mộ không có mộ bia nhưng lại có một cánh cửa. Phù Âm khẽ cúi chào phần mộ rồi bước sang một bên. Lúc này, bỗng trong mộ truyền ra một thanh âm, đạo huynh, không ngờ lại gặp được ngươi ở nơi này. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào phần mộ, ngươi biết ta sao? Giọng nói kia cười nói, ta đã nghe nói đến ngươi rồi. Chủ nhân bút đại đạo hỏi, nghe ai nói? Giọng nói kia nói, Ngôn Vương. Chủ nhân bút đại đạo hơi nheo mắt lại. Nhưng Diệp Quân và Cổ Bàn lại trở nên cảnh giác lên. Giọng nói kia cười nói, lúc đó ta gặp hắn, hắn còn đang chống cự với thế lực bên ngoài. Lúc đó hắn đã nhắc tới ngươi với ta, nói rằng trận pháp ngươi giúp hắn xây dựng rất mạnh, ít nhiều cũng là nhờ ngươi giúp đỡ. Chủ nhân bút đại đạo nói, hắn thế nào rồi? Giọng nói kia nói, không biết, nơi này đã cách ly với thế giới bên ngoài. Chủ nhân bút đại đạo nhỏ giọng nói, năm đó các ngươi tới đây làm gì? Giọng nói kia cười khổ nói, không có cách nào, thật ra điểm giao hư chân đang hỗn loạn và thế giới bên ngoài đang bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Chúng ta cũng không còn cách nào mới nghĩ tới thứ thần vật kia nhưng không ngờ là hắn đã đạt tới trình độ kia, và lại có thể phát huy ra ba phần thực lực của thứ thần vật kia. Khi chúng ta biết thì mọi thứ đã quá muộn. Chủ nhân bút đại đạo nói, lúc đầu nên hợp lực, nhưng về sau có hợp lực cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Giọng nói kia nói, dù là thần hay người thì đều sẽ như thế. Chỉ khi sự việc xảy ra bị tha hóa ở một mức độ nhất định mới thể có bỏ qua những định kiến, lợi ích riêng để đồng tâm hiệp lực hợp tác. Nhưng thường thì đến thời điểm đó thì mọi chuyện sẽ không còn khả năng cứu rỗi nữa. Chủ nhân bút đại đạo nói, hắn vẫn còn ở đó sao? Giọng nói kia khẽ nói, đúng vậy, sâu trong nước cổ thần. Nhưng bây giờ hắn, tuy nói là còn sống nhưng cũng không khác gì là chết. Bởi vì năm đó khi hắn chiến đấu chống lại 16 vị thần bằng thực lực của mình và dù đã giết được một số thần và phong ấn một số thần, nhưng bản thân cũng bị tổn thất nặng nề mà không những thế, hắn còn bị thần vật kia phản phệ. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói, đạo huynh, người tới đây là vì thứ thần vật kia sao? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, vốn là không phải nhưng bây giờ tự nhiên ta cũng muốn đi nhìn một chút. Giọng nói kia im bặt. Chủ nhân bút đại đạo nhìn thoáng qua phần mộ, có một sức mạnh thần bí bị phong ấn trên ngôi mộ. Sau khi nhìn chằm chằm vào sức mạnh bị phong ấn một lúc lâu, chủ nhân bút đại đạo nói, sức mạnh của ta bây giờ không thể giúp ngươi phá hủy phong ấn này. Giọng nói kia cười nói, ta biết, ta mời đạo huynh đến đây không phải để phá vỡ phong ấn, mà chỉ muốn hỏi đạo huynh hai vấn đề.
Chủ nhân bút đại đạo nói, nói. Giọng nói kia nói, vẫn còn có uy hiếp ở điểm giao hư chân nhưng nếu muốn phá vỡ tình thế. Thì ta phải làm sao? Chủ nhân bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, ta biết cách phá vỡ tình thế nhưng không thể nói cho ngươi biết vì nó sẽ gây bất lợi cho ta. Giọng nói kia im bặt. Cổ bàn chợt nói, nếu hắn đã nói như vậy, tức là người họ Diệp ở bên cạnh này có thể phá vỡ tình thế, ngươi nói với tên họ Diệp này. Chủ nhân bút đại đạo. Ta đã để ý đến vị Diệp công tử này. Giọng nói kia, vị Diệp công tử này không đơn giản. Theo lý mà nói, tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tích như vậy thì số phận và vận mệnh đã vô cùng phi thường, nhưng giờ không có cái nào. Vậy là bị người ta che giấu sao? Diệp quân cười nói, ban đầu cũng có một ít, nhưng sau này vì bị người nào đó nhắm tới nên người trong nhà ta đã loại bỏ luôn. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Ra là vậy. Giọng nói bí ẩn kia nói, vị công tử này đã đến điểm giao hư chân chưa? Diệp quân nói, có đến nhưng cũng không biết gì về nơi đó. Giọng nói bí ẩn kia im lặng một lúc mới nói, đạo huynh. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, nếu ngươi chọn cậu ta vậy thì ngươi sẽ là kẻ thù của ta không thể giết được cậu ta nhưng người khác. Nói đến đây, ông ta cũng không nói tiếp. Diệp quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, bất ngờ ông ta cười lớn rồi đổi chủ đề, thật ra, đúng là vị Diệp công tử này có điểm đột phá nên ngươi hoàn toàn có thể chọn cậu ta. Diệp quân âm thầm đề phòng, người này chắc chắn là có ác ý. Giọng nói bí ẩn vang lên từ phần mộ kia, đạo huynh, vị Diệp công tử này có thủ oán gì với ngươi sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, sao lại nói thế? Giọng nói bí ẩn cười nói, ngươi nên biết nhân quả này lớn đến mức nào. Nếu bây giờ để hắn tiếp quản nhân quả này thì đừng nói chi là tương lai, cho dù bây giờ, hắn cũng sẽ không thoát khỏi nơi này. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, vậy thì ngươi đã đánh giá thấp cậu ta rồi, cái khác ta không dám nói nhưng chỉ chút này thì tên này sẽ không chết được. Ồ, giọng nói bí ẩn có chút tò mò, là sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, ta thấy, bây giờ ngươi không phải nghĩ đến vấn đề ở điểm giao hư chân, mà là vấn đề của chính ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm bị mắc kẹt ở đây cả đời sao? Giọng nói kia cười lớn nói, không cam tâm thì có thể làm gì? Vốn là chúng ta có mượn xác thoát thân nhưng, mấy năm nay chỉ có ba người các ngươi tiến vào mà ba người các ngươi lại không đơn giản, còn mượn xác các ngươi là chuyện không thể nào. Chủ nhân bút đại đạo ngẩng đầu nhìn vào bầu trời xa xôi, sở dĩ hắn có thể phong ấn các ngươi là vì thứ thần khí đó phải không? Giọng nói kia nói, phải. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, thật ra, người muốn chúng ta đi cướp thứ thần khí kia là bởi vì chỉ cần chúng ta lấy được thứ thần khí đó thì phong ấn của các ngươi sẽ tự động được giải bỏ. Giọng nói bí ẩn kia nói, thật sự ta không gạt đạo huynh được, có sự giúp đỡ của ta thì ta tin tưởng các ngươi có thể an toàn đến được thần đô của nước cổ thần. Chủ nhân bút đại đạo hơi nheo mắt lại, đến. Giọng nói bí ẩn kia cười nói, đạo huynh, ngươi tưởng là chuyến đi này sẽ rất dễ dàng sao? Không đơn giản, sau khi đi qua thành Khâu Ung thì ngươi sẽ không thể nào tưởng tượng được trình độ nguy hiểm ở phía sau đó. Chủ nhân bút đại đạo nói, ngươi có ý kiến gì? Giọng nói bí ẩn kia nói, các ngươi muốn đến thần đô của nước cổ thần thì phải có thần hộ vệ của nước cổ thần hộ tống. Còn muốn được thần cổ thần vệ hộ tống thì trước tiên phải được một người hỗ trợ, đó là thống lĩnh của đội hộ vệ của nước cổ thần và chỉ có hắn mới có thể đủ sức nặng để chỉ huy những vị thần hộ vệ của nước cổ thần đó. Chủ nhân bút đại đạo hỏi tiếp, làm thế nào mới nhận được sự ủng hộ của hắn? Giọng nói bí ẩn nói, năm đó hắn bị huyết thần giết chết, thân thể bị xé thành 7 bộ phận. Sau đó lại bị huyết thần trấn áp bằng phong ấn tối cao của thuật huyết hồn. Nếu các ngươi có thể giúp hắn trốn thoát, chắc là hắn sẽ giúp các ngươi một phen. Chủ nhân bút đại đạo trầm mặt lại, ngươi thấy bây giờ chúng ta có thể đối kháng với một vị thần sao? Giọng nói bí ẩn nói, trong hoàn cảnh bình thường thì không thể, nhưng, huyết thần kia bây giờ cũng rất yếu nên các ngươi vẫn có cơ hội. Nếu như các ngươi không có thần hộ vệ của nước cổ thần hộ tống, thì dọc đường đi không chỉ sẽ bị các cường giả tại điểm giao hư chân nhắm tới mà còn bị những cường giả của nước cổ thần cổ nhắm vào. Điều quan trọng nhất là, một số nơi ở nước cổ thần cổ vẫn còn một số tàn dư khủng bố từ trận chiến năm đó, những trận hình lớn đó vẫn còn tác dụng. Một khi các ngươi bị mắc kẹt sâu trong đó thì với sức mạnh của các ngươi bây giờ sẽ không thể nào thoát ra được.
Sắc mặt của ba người đều tối sầm lại. Giọng nói bí ẩn nói tiếp, nếu các ngươi không có sự hộ tống của thần cổ thần vệ thì dù các ngươi có vượt qua những mối hung hiểm này cũng không thể vào thần đô của nước cổ thần được. Thần đô nước cổ thần bây giờ, đừng nói là các ngươi mà ngay cả chúng ta cũng không vào được, bởi vì nơi đó có khí thế của đế vương canh giữ. Khí thế của đế vương khác với đế vương thế tục, chỉ cần tới gần là chết, cho dù các ngươi đã đạt tới cảnh giới gần 9 phần chân cũng không thể nào chống lại khí thế của đế vương kia. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, cổ trần kia chết ở đâu? Giọng nói bí ẩn nói, ở ngay bên ngoài, thành Khâu Ung, nhưng ta cũng không biết địa điểm cụ thể. Các ngươi chỉ có thể đi theo những cổ thần vệ đó. Sau khi họ tuần tra xong, họ sẽ quay trở lại nơi đó. Diệp Quân gật đầu, đã hiểu. Nói rồi, hắn dừng lại một chút rồi lại nói, tiền bối, chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, ông có bảo bối gì không? Ví dụ như đế khí gì đó. Cổ Bàn quay đầu lại nhìn Diệp Quân với khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Chủ nhân bút đại đạo lại lắc đầu với vẻ mặt khinh thường, đồ. Không biết xấu hổ, đúng là không biết xấu hổ. Phù Âm liếc nhìn Diệp Quân cười duyên một cái. Vẻ mặt Diệp Quân rất bình tĩnh, nên tranh thủ thì phải tranh thủ một chút lỡ có thể thì sao. Không có thì thôi. Cho dù có thật sự không có cũng không sao cả, dù sao hắn cũng không có gì để mất. Còn mặt mũi, cha hắn còn không cần, thì con trai như hắn còn cần làm cái gì? Giọng nói bí ẩn cười nói, vị công tử này, người cứ mở miệng ra là đế khí. Ta hơi hoảng đấy. Diệp Quân vội nói, tiên khí gì đó cũng được. Giọng nói bí ẩn kia trầm mặc một lát mới nói, đúng là ta có mấy vật hộ thân, chỉ cần không gặp thần thì có thể cản giúp các ngươi chút nguy hiểm. Người đó dừng lại chút rồi nói, đạo huynh, còn cả vị kia nữa. Hai người có lấy không? Chủ nhân bút đại đạo do dự một lát rồi nói, vậy. Thì lấy. Cổ Bàn mỉa mai nói, không phải là cần sĩ diện à? Sao lại lấy rồi, ông? Chủ nhân bút đại đạo trừng mắt nhìn Cổ Bàn, người cầm miệng lại cho ta. Cổ Bàn tức giận nói, con mẹ nhà ông. Chủ nhân bút đại đạo tức giận nói, hay, hay lắm. Cổ Bàn tức giận chỉ vào chủ nhân bút đại đạo, mẹ của ông không biết dạy ông sao? Chủ nhân bút đại đạo. Bỗng nhiên Diệp Quân vỗ tay, là đàn ông thì đừng cãi nhau, đánh được thì cứ đánh nhanh đi. Cổ Bàn quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Quân, ngươi cũng chả tốt lành gì, cả nhà ngươi cũng vậy, đợi bản thể ta xuất hiện đi ta sẽ giết cả nhà ngươi, diệt cả nhà ngươi. Đột nhiên, không gian giữa đất trời trở nên hư ảo. Chủ nhân bút đại đạo sững sờ, ngay sau đó quay người bỏ chạy, mẹ nó. Người phụ nữ kia đến rồi. Mẹ nó, ông đây bị thằng ngu hại chết rồi. Chủ nhân bút đại đạo cắm đầu cắm cổ chạy khi phát hiện ra khí tức của người phụ nữ kia. Mẹ nó, thằng chó Cổ Bàn chỉ biết báo đời. Ông ta thật sự chỉ muốn bóp chết gã. Chủ yếu là vì đối tượng đánh cược của chủ nhân bút đại đạo bây giờ là Diệp Quân chứ không phải người phụ nữ kia. Ông ta chỉ sợ nếu bà ấy nhúng tay vào thì mọi chuyện đều thành công cốc. Chạy được một hồi. Ông ta nhận thấy có gì đó bất thường. Bèn dừng lại nhìn về đằng xa với vẻ hoài nghi. Nơi Cổ Bàn bị phong ấn. Gã ngẩng đầu lên khi cảm nhận được gì đó, bỗng thấy một người mặc váy trắng thì hỏi. Ngươi là ai? Người phụ nữ váy trắng đáp. Là người nhà của hắn. Ngươi. Cổ Bàn tái mặt. Gã là bản thể, vốn cũng có thể điều khiển phân thân nhưng vì phong ấn của khu vực thần hư mà lại thành ra không thể. Chỉ có thể biết được phân thân đang nói gì làm gì. Người phụ nữ váy trắng vung tay lên, xóa sạch phong ấn trên người Cổ Bàn. Gã sửng sốt. Được tự do rồi sao? Khí tức gã tăng vọt. Trong nháy mắt vượt qua xúc chân cấp 9 và chưa hề dừng lại. Ha ha ha. Gã cười như điên. Sau đó lại thấy người phụ nữ váy trắng vươn tay. Đồng tử Cổ Bàn rụt lại, định vung tay đấm ra nhưng hai gối khuỵu xuống. Gã ngu người. Người phụ nữ váy trắng lại vung tay, khiến cơ thể gã bị phân giải từng chút một. Gã chết rồi. Cổ Bàn nhìn lên đầy khó tin, muốn phản kháng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình biến mất khỏi cõi đời. Không bao lâu sau, người phụ nữ váy trắng lại vung tay, Cổ Bàn vừa biến mất lại xuất hiện ở nơi đó. Làm gã càng dại ra. Chẳng phải đã chết rồi ư? Ta là ai? Ta đang làm gì? Người phụ nữ váy trắng vung tay, dùng kiếm quang bắt gã quỳ tại chỗ. Rồi xoay người biến mất.
mặt cổ bàn xám ngoét. Đây là một phong ấn mới. Mà nó lại. Thôi xong rồi. Gã cảm thấy chẳng khác gì một giấc mộng. Giây trước chết, giây sau sống lại. Không biết nói ra có ai chịu tin không. Bỗng gã bừng tỉnh, vội nói, phân thân, mi đừng có tạo nghiệt. Tiếc rằng bên kia không nghe được. Khu vực cổ hư. Cổ bàn ngẩng đầu lên nhìn quanh quất, thấy chủ nhân bút đại đạo đang chạy có cờ thì cười khẩy, nhát như chuột. Có cái quái gì xảy ra đâu? Chủ nhân bút đại đạo. Cổ bàn liếc sang Diệp Quân, đợi bản thể của ta thoát ra thì hai đứa chúng bây cứ nằm đó chờ chết đi. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo đầy hoang mang. Rõ ràng vừa cảm nhận được khí tức của người phụ nữ kia mà. Sao lại không thấy? Bà ta đi đâu rồi? Chẳng lẽ bây giờ cứ thoải mái mắng người nhà thằng này cũng được? Ông ta vừa nhìn Diệp Quân vừa nghĩ. Hay là thử xem. Nhưng rồi ông ta quyết định từ bỏ. Cái gì nguy hiểm thì thôi đừng thử. Chủ nhân bút đại đạo nói với phần mộ kia, bây giờ chúng ta đi, mau đưa bảo vật đây. Có ba lá bùa từ nơi đó bay ra. Màu tím, lớn bằng bàn tay, trên có viết chữ cổ. Giọng nói bí ẩn, trong lá bùa này có một tia ý thức của ta, khi nào gặp nguy hiểm thì hãy dùng nó để thoát khỏi. Nhưng nếu gặp CG cấp thần thì nó sẽ không có tác dụng. Diệp Quân cầm lá bùa lên ngắm nghía một hồi rồi hơi khom người, đa tạ tiền bối. Giọng nói bí ẩn kia cười, không cần khách sáo, giúp các ngươi cũng là giúp ta mà thôi. Chủ nhân bút đại đạo cũng nói, cảm ơn. Giọng nói bí ẩn, chúc may mắn. Ba người rời đi. Phía sau, phụ âm lại hỏi, chủ nhân, liệu họ có thành công không? Giọng nói bí ẩn, ai mà biết? Phụ âm, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Giọng nói bí ẩn, vậy thì hãy hy vọng đi. Ba người trở về chủ đạo. Bây giờ đang là thời khắc đen tối nhất, còn tầm nửa giờ nữa là sáng nhưng cũng khiến họ cảm giác mất tự nhiên, như thể xung quanh đang có thứ gì đó dòm ngó họ. Bọn họ không hẹn mà cùng tăng tốc. Phải làm sao đến thành Khâu Ung càng nhanh càng tốt. Mà chủ nhân bút đại đạo vẫn cứ thắc mắc, ông ta biết tính khí người phụ nữ kia thế nào, vậy làm sao nãy giờ vẫn bình an vô sự. Chẳng lẽ đổi tính à? Không thế nào. Nghĩ mãi mà không ra. Bỗng một giọng nói vang lên, ba vị, xin dừng bước. Ba người nhíu mày. Chỉ nghe giọng, lại không thấy người. Là ai? Cổ bàn dừng lại theo phản xạ, nhưng thấy Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo vẫn đi phăm phăm thì vội đuổi theo. Ba vị. Giọng nói bí ẩn kia lại vang lên, xin hãy dừng lại. Không ai dừng lại. Giọng nói bí ẩn, ba vị, đằng trước có nguy hiểm. Diệp Quân la lên, các hạ có biết người bên cạnh ta là ai không? Là chủ nhân bút đại đạo đấy. Nghe chưa? Chủ nhân bút đại đạo liếc hắn cháy mắt. Giọng nói bí ẩn, chủ nhân bút đại đạo, chưa nghe bao giờ. Diệp Quân chớp mắt, ơ. Giọng nói bí ẩn, phía trước thật sự có nguy hiểm. Đây là lúc cổ thần vệ đang nghỉ ngơi, là lúc bóng tối ập đến, không thể tiếp tục đi tới, sẽ rất nguy hiểm. Diệp Quân nhíu mày, thời khắc bóng tối. Giọng nói bí ẩn, đúng vậy. Diệp Quân phóng thần thức ra khắp nơi nhưng không cảm nhận được gì. Giọng nói bí ẩn, ta đã bị phong ấn, ngươi không cảm nhận được đâu. Chủ nhân bút đại đạo cười nhạt, phong ấn, nói ngươi căn bản không ở trong thời gian này thì đúng hơn. Hả? Giọng nói bí ẩn ngạc nhiên, ngươi. Chủ nhân bút đại đạo dừng bước, nhìn vào nơi xa, dùng hình dạng trong quá khứ để xuất hiện trong tương lai. Ngươi muốn làm gì? Giọng nói bí ẩn cười, không ngờ lại là cao nhân, tại hạ xấu mặt rồi. Chủ nhân bút đại đạo, chúng ta không thù không oán, không cần làm chuyện này chứ. Giọng nói bí ẩn, không dám, ta có việc muốn xin các vị. Chủ nhân bút đại đạo, việc gì? Giọng nói bí ẩn, không giấu gì, ta quốc chủ nước Tu Du ở điểm giao hư chân, năm xưa phụng mệnh đến đây chiến đấu, nào ngờ quốc chủ cổ thần quá mạnh đã đánh vỡ thân xác và thần hồn ta. Trước lúc chết, ta để lại một ảnh ảo của tương lai ở đây. Diệp Quân vội hỏi, tiền bối có tâm nguyện chưa hoàn thành đúng không? Giọng nói bí ẩn, đúng vậy. Các cường giả theo ta đến đây năm xưa đã chết, địa vị của nước chúng ta ở điểm giao hư chân cũng sẽ giảm sút mạnh, không biết hôm nay ra sao. Ba vị không phải người phàm, chẳng biết có thể giúp ta một chuyện nhỏ được không? Nếu bằng lòng, ta sẽ có trả ơn bằng lễ vật hậu hĩnh. Cổ bàn hỏi ngay, lễ vật gì? Giọng nói bí ẩn,
một món đế khí, mấy trăm nghìn hư chân tinh. Cổ bàn vội nói, để ta cho. Giọng nói bí ẩn trần trừ, ta cảm nhận được bản thể của các hạ rất mạnh, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Chủ nhân bút đại đạo cười nhạo, ý bảo ngươi không đủ trình đấy hiểu chưa? Cổ bàn. Đến lượt chủ nhân bút đại đạo hỏi, là chuyện gì, nói nghe xem. Giọng nói bí ẩn, các hạ cũng mạnh, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Chủ nhân bút đại đạo sượng chân. Há há. Cổ bàn phá ra cười đến là khoái trá, ngươi cũng không đủ trình đấy hiểu chưa? Chủ nhân bút đại đạo sầm mặt, ngươi dám nói ta không đủ trình. Giọng nói bí ẩn, các hạ đừng giận, nhưng chuyện này thật sự không đơn giản. Chủ nhân bút đại đạo, không đơn giản, ta sâu cạn ra sao còn không nhìn ra, năm đó ngươi chết cũng không oan. Giọng nói bí ẩn, cổ bàn cười, đến ngươi cũng sồn sồn lên à. Chủ nhân bút đại đạo quay lại, ngươi sớm muộn gì cũng bị đánh cho phọt cứt. Cổ bàn vặn lại, ngon đánh đi, đánh được tao ăn lại luôn cho coi. Diệp Quân vỗ tay liên hồi, hay quá. Đánh đi đánh đi. Tiểu tháp. Cổ bàn và chủ nhân bút đại đạo đồng thời chừng hắn. Giọng nói bí ẩn kia, công tử này có thể giúp ta không? Diệp Quân, sao tiền bối lại chọn ta? Giọng nói bí ẩn, trông ngươi giống kiểu có thể gọi nhiều người tới giúp ấy. Diệp Quân. Giọng nói bí ẩn, công tử tuy không mạnh bằng hai vị kia nhưng còn trẻ mà đã có thành tích này thì tương lai vô hạn. Nếu cậu giúp ta sẽ tặng đế khí cho. Diệp Quân, hay là tiền bối thấy ta còn trẻ nên muốn đoạt xá? Giọng nói bí ẩn cười, không, ta không phải linh hồn nên không đoạt xá được. Diệp Quân im. Giọng nói bí ẩn, việc này thật ra cũng không khó, chỉ cần công tử đến điểm giao hư chân, mang thần ấn trấn quốc của Tu Du chúng ta trả lại cho họ là được. Diệp Quân chớp mắt, thế thôi à? Giọng nói bí ẩn, nếu công tử sau này có thể trông chừng nước Tu Du một chút thì càng tốt hơn. Diệp Quân không đáp. Giọng nói bí ẩn, công tử đề phòng cũng là thường, nhưng yên tâm là ta thà lừa hai người họ còn hơn lừa cậu. Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy. Mặt cổ bàn đen xì. Diệp Quân hỏi, đế khí của ông đâu? Giọng nói bí ẩn, cậu còn chưa đồng ý mà. Diệp Quân, ông lấy ra ta xem trước đã. Giọng nói bí ẩn kia suy tính một hồi, được. Một thanh trường đao chậm rãi bay là tới nhưng không đi vào đường chính. Nó cong như trăng khuyết, mỏng như cánh ve, chiều rộng chỉ bằng một ngón tay, còn không có cán đao. Không phát ra khí tức nhưng lại có uy áp vô hình khiến lòng người rét run. Ba người kia thấy nó thì đanh mặt. Nó là đế khí. Hàng thật giá thật. Chủ nhân bút đại đạo thì thầm, là thần khí thú liệp trong truyền thuyết. Ồ! Giọng nói bí ẩn kia ngạc nhiên, ngươi biết nó à? Chủ nhân bút đại đạo giật mình, nó nằm trong tay ngươi. Vì sao năm đó không có tin tức gì? Giọng nói bí ẩn cười, vì người thấy ta dùng nó đã chết hết rồi. Chủ nhân bút đại đạo. Giọng nói bí ẩn, không ngờ ngươi lại biết nó. Ôi, nhưng nó đã yếu đi rồi, mà ta bây giờ căn bản không đánh thức nó được. Nếu công tử cầm được nó, xin hãy tìm cách đánh thức, như vậy mới có thể phát huy uy lực thật sự. Diệp Quân, yếu đi nghĩa là sao? Chủ nhân bút đại đạo. Là bị đánh cho co đầu rụt cổ đấy. Diệp Quân. Giọng nói bí ẩn kia vang lên đầy phức tạp. Năm đó ta từng đánh với quốc chủ cổ thần, đao mang vô hạn, lựa chọn đối mặt với một thần khí của y. Cuối cùng đao vỡ, không bao giờ ngưng tụ ra đao phong được nữa. Diệp Quân tò mò, thần vật của người kia là gì mà lợi hại vậy tiền bối? Giọng nói bí ẩn, là một thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, cực kỳ mạnh. Diệp Quân. Nếu ta đồng ý với yêu cầu thì tiền bối sẽ cho ta thanh đao này sao? Giọng nói bí ẩn, ừ. Diệp Quân, không còn gì khác chứ? Giọng nói bí ẩn, không. Diệp Quân gật đầu, vậy ta đồng ý. Giọng nói bí ẩn, chỉ có một điều kiện nhỏ. Diệp Quân, là gì? Giọng nói bí ẩn, ta sẽ giữ thanh đao này lại trước, cậu phải mang thần ấn trấn quốc đến Tu Du rồi trở lại đây, ta sẽ đưa đao cho. Diệp Quân ngẩn ra. Vãi ò. Diệp Quân điếng người. Đầu tiên phải làm nhiệm vụ, sau đó mới nhận được thần vật. Lúc trước không phải sẽ lấy thần vật trước rồi mới làm nhiệm vụ à? Sao quy trình lại thay đổi rồi? Giọng nói bí ẩn kia chợt vang lên, không phải là ta không tin ngươi, chủ yếu là. Ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Quân đen mặt.
dù cảm thấy hơi khó chịu, nhưng hắn cũng có thể hiểu được, đúng vậy, lỡ như cầm đao của người ta xong lại không làm việc thì. Người ta lo lắng cũng là chuyện bình thường. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, được rồi. Người kia cười nói, cảm ơn, đúng rồi, bây giờ con đường này không được thái bình cho lắm, các ngươi phải cẩn thận, nhớ là tuyệt đối đừng rời khỏi đường chính dù vì bất cứ lý do gì, hiện tại đang là thời khắc bóng tối, vô cùng nguy hiểm. Diệp Quân mỉm cười nói, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua thanh đao với vẻ lưu luyến. Đây chắc chắn là một món thần khí siêu cấp. Đế khí. Nước tu du. Hắn thầm ghi nhớ trong lòng. Lúc này, thanh đao kia bỗng chậm rãi biến mất, thần ấn trấn quốc rơi xuống trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân nhận lấy nó. Ba người tiếp tục tiến về phía trước. Diệp Quân bỗng nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, ông biết thần khí đó không? Chủ nhân bút đại đạo đáp, không biết. Diệp Quân cười nói, mục đích chính ông đến đây là vì thần khí đó đúng không? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, nếu đã biết đến món thần khí đó thì đương nhiên phải đến xem thử rồi. Diệp Quân chợt nói, chủ nhân bút đại đạo, ông và mật Phật đã quen biết nhau từ rất lâu rồi đúng không? Chủ nhân bút đại đạo híp mắt. Diệp Quân cười nói, chắc hẳn chúng ta đi vào đây không phải ngoài ý muốn nhỉ? Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, không có chứng cứ thì đừng ăn nói bậy bạ, cũng như việc bây giờ ta không nói người dựa vào người nhà vậy, chúng ta đều không có chứng cứ. Diệp Quân cười đáp, đúng thế thật. Trời đã sắp sáng, nhưng đúng vào lúc này, xung quanh lại ngày càng u ám hơn. Bóng tối vô tận. Vì thần thức không thể nào di chuyển, nên họ cũng không thể nhìn thấy rõ những khu vực tối đen kia. Cũng may ba người đều không phải người bình thường, vì thế dù khắp nơi ở đây đều có vẻ kỳ quái, nhưng họ đều rất bình tĩnh. Sau khi đi chưa bao lâu, bên cạnh đường chính phía xa bỗng xuất hiện ánh đèn. Ba người nhất thời nhíu mày. Bên cạnh đường chính cách đó không xa có một bà lão đang đứng, bà lão cầm đèn lồng, ánh sáng mờ tối, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão, trông đáng sợ một cách lạ thường. Ba người đi về phía xa, bà lão cầm đèn lồng nhìn chằm chằm họ, trên mặt bỗng xuất hiện nụ cười kỳ quái. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm đối phương, mẹ kiếp, đây là thế giới tu hành, ngươi giả ma hù ai vậy? Có não không? Bà lão cười hì hì, ba kẻ liều mạng à. Chủ nhân bút đại đạo bỗng quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, đều tại cha của ngươi hết, nếu không vì ông ta phong ấn đạo pháp của ta thì đám tép siêu này sao dám lởn vởn trước mặt lão tử. Diệp Quân bình tĩnh nói, cha ta phong ấn đạo pháp của ông, vậy ta đề nghị ông đánh ông ấy một trận. Nét mặt chủ nhân bút đại đạo trở nên cứng đờ. Lúc ba người đi ngang qua bà lão, bà ta bỗng dưng bật cười lần nữa. Chủ nhân bút đại đạo giơ tay đánh một quyền về phía bà ta, nhưng sức mạnh của ông ta vừa rời khỏi con đường chính đã lập tức biến mất. Chủ nhân bút đại đạo sửng sốt. Lúc này, cổ bàn ở bên cạnh ông ta bỗng giơ chân đá vào mông ông ta một cái. Hành động bất ngờ của cổ bàn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, cả chủ nhân bút đại đạo cũng không ngờ, dưới tình huống không kịp đề phòng, ông ta bị lực lượng mạnh mẽ của cổ bàn đá ra khỏi đường chính. Vào lúc chủ nhân bút đại đạo định quay lại con đường chính thì một sức mạnh bí ẩn đáng sợ bỗng bao phủ lấy ông ta. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu lại, thấy bà lão kia đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên mặt cũng trở nên dữ tợn. Chủ nhân bút đại đạo. Sau khi đá chủ nhân bút đại đạo, cổ bàn xoay người chạy về phía xa. Diệp Quân thấy tình hình không ổn cũng vội vàng bỏ chạy. Chủ nhân bút đại đạo ở phía sau giận dữ hét to, tên khốn kiếp, người đợi đấy cho lão tử. A! À, sau lưng nhanh chóng vang lên tiếng nổ đáng sợ. Lúc Diệp Quân và cổ bàn bỏ chạy, họ phát hiện trong bóng tối có không ít khí thế mạnh mẽ đang di chuyển về phía chủ nhân bút đại đạo phía sau. Diệp Quân quay đầu nhìn cổ bàn. Hắn thật sự không ngờ gã lại làm ra chuyện như thế. Rốt cuộc gã đã chịu đựng bao lâu rồi. Cổ bàn quay đầu nhìn lại, phía xa đã trở nên đen kịt, không nhìn rõ được gì. Cổ bàn hỏi, ông ta có khả năng sẽ chết không? Diệp Quân đáp, e là hơi khó. Hắn không biết chủ nhân bút đại đạo còn lá bài tẩy nào không, nhưng hắn biết trên người ông ta còn có linh hồn bí ẩn kia, dù linh hồn đó không phải cường giả thần, nhưng có vẻ cũng không đơn giản như thế. Cổ bàn im lặng, gã cũng cảm thấy hơi khó khăn. Gã bỗng nhiên bật cười. Diệp Quân hỏi, người cười gì vậy? Cổ bàn đáp, thoải mái chết đi được.
Ha ha. Diệp Quân. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy cơ hội. Cổ Bàn nói, người có nghĩ tới hai vấn đề không? Thứ nhất, sau khi đi vào, chúng ta đã bị cuốn vào trong ân oán giữa những cao thủ kia và nước cổ thần ở điểm giao hư chân rồi. Diệp Quân gật đầu, đó là đương nhiên. Cổ Bàn nói tiếp, vấn đề thứ hai, nếu chúng ta thật sự đi đến cổ thần đô lấy được thần khí kia, thì tất cả thần bị phong ấn đều sẽ được thả ra. Diệp Quân cười nói, đương nhiên ta có nghĩ đến điều này. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, nhưng ngươi và chủ nhân bút đại đạo vẫn chọn làm như thế, đúng không? Diệp Quân gật đầu, ta không lấy thần khí đó thì chủ nhân bút đại đạo cũng sẽ lấy, về việc thả những thần bị phong ấn kia ra. Nói đến đây, hắn im lặng. Cổ Bàn lại nói, thật ra mục tiêu từ đầu của hai người cũng chỉ có một, đó là đánh bại đối phương, nếu chủ nhân bút đại đạo đánh bại ngươi, thì ông ta có thể khôi phục toàn bộ thực lực, chỉ cần ông ta khôi phục thực lực thì những thần ở nơi này hoàn toàn không thể làm gì ông ta. Còn ngươi, nếu ngươi đánh bại ông ta thì ngươi sẽ không bị ràng buộc nữa, có thể gọi người nhà giúp đỡ, đúng không? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn, thấy đối phương phân tích mọi chuyện một cách rõ ràng như thế, thật ra hắn cũng không thấy bất ngờ, vì từ đầu hắn đã biết đối phương không đơn giản, sở dĩ đắc tội chủ nhân bút đại đạo và hắn cũng chỉ vì tự vệ mà thôi. Thấy Diệp Quân không nói gì, Cổ Bàn lại tiếp tục, chúng ta có thể ra điều kiện. Diệp Quân cười hỏi, điều kiện gì? Cổ Bàn nói, ta có thể hợp tác với ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Cổ Bàn tiếp tục, ta cũng không muốn ép buộc, đều phải xem lựa chọn của ngươi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía bóng tối xa xa, mục đích của ngươi là gì? Cổ Bàn đáp, bản thể có thể ra ngoài. Diệp Quân nói, không đúng. Cổ Bàn nhíu mày. Diệp Quân tiếp tục, chắc chắn mục đích của ngươi cũng là món thần khí đó. Cổ Bàn bật cười, ngươi sai rồi. Diệp Quân nhìn chằm Cổ Bàn, không nói một lời. Cổ Bàn tiếp tục, dù ngươi đưa thần khí đó cho ta cũng cảm thấy đó là một tai họa ngút trời, ta không thể ngăn cản những thần kia, hơn nữa những thế lực và vô số cao thủ ở điểm giao hư chân đều ao ước có được nó. Có thể nói khi ta lấy được thần vật, thì ngày đó cũng là ngày giỗ của ta. Diệp Quân cau mày. Cổ Bàn nói tiếp, ta chỉ lấy những gì ta có thể lấy thôi. Diệp Quân đáp, được, nhưng ta hơi tò mò, tại sao ngươi lại chọn ta? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi và chủ nhân bút đại đạo có mâu thuẫn? Cổ Bàn đáp, ta chướng mắt ông ta, lý do này có được không? Diệp Quân cười đáp, được. Cổ Bàn ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối, cao thủ bí ẩn trong mộ kia, cả cao thủ gặp trên đường muốn cho ngươi đạo khí. Những kẻ được gọi là thần này đều có khát vọng sống mãnh liệt, nhưng chuyện này rất bình thường, sống càng lâu lại càng không muốn chết. Nếu ta đoán không lầm thì bây giờ những thần ở đây đều đã biết đến sự xuất hiện của chúng ta. Bọn họ đang hành động, nếu chúng ta đi đến cổ thần đô lấy được thần khí kia. Nói đến đây, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, thời khắc mấu chốt, ta giúp ngươi một chuyện, sau này ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Được chứ? Diệp Quân đáp. Không thành vấn đề. Cổ Bàn gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Quân lại nói, khi nói ngươi nói muốn giết cả nhà ta là đang thăm dò đúng không? Cổ Bàn gật đầu. Diệp Quân im lặng nhìn chằm chằm gã. Cổ Bàn nhẹ giọng nói, ta muốn hợp tác với ngươi thì đương nhiên phải xem lá bài tẩy thật sự của ngươi. Mà khi nãy chủ nhân bút đại đạo rất sợ, vẻ sợ hãi đó của ông ta không phải giả vờ. Hơn nữa trong khoảnh khắc nào đó, ta chợt có cảm giác ta thật sự đã biến mất khỏi thế gian này. Nói đến đây, gã dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục, dù người nhà ngươi không xuất hiện ở nơi này, nhưng cũng có thể xuất hiện ở nơi khác. Đương nhiên việc này không quan trọng, quan trọng là chắc chắn ta không thể động đến người nhà của ngươi. Diệp Quân gật đầu, đây mới là nguyên nhân chính để đối phương hợp tác với hắn. Nét mặt Cổ Bàn hơi phức tạp, vào khoảnh khắc khi gã cảm nhận mình biến mất. Gã biết cả chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân trước mắt đều là người mà gã không thể gây hấn. Nếu đánh không lại thì hợp tác thôi. Con người sống trên đời, có lúc vẫn phải biết điều một chút thì tốt hơn. Chẳng mấy chốc, hai người đã nhìn thấy một tòa thành ở cuối tầm mắt. Thành Khâu Ung. Bước chân của hai người nhanh hơn, nhưng chẳng mấy chốc, hai người lại nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng đột nhiên có nhiều tiếng bước chân ở hai bên đường chính hơn một chút. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không nhìn thấy người.
Diệp Quân đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn xung quanh, rồi gầm lên giận dữ, chủ nhân bút đại đạo đang ở đây, các người còn không nhanh chóng rút lui, là muốn ăn phân à? Cổ bàn! Mà đám sinh linh ẩn nấp trong bóng tối ở bốn phía này nghe thấy vậy thì lập tức nổi giận. Những sinh linh trong bóng tối ở bốn phía rất tức giận, khí tức bắt đầu dâng lên như thủy triều, nhưng lại không dám đến gần đường chính. Sau khi Diệp Quân nói xong thì lập tức vội vàng bỏ chạy. Hắn cũng không dám bảo đảm rằng những sinh linh này chắc chắn sẽ không dám tiến vào đường chính, nhỡ đe dọa đám người kia đến mức nóng nảy, bọn họ xông vào đường chính thì bây giờ hắn không thể ngăn cản được. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân và Cổ Bàn đã đi đến thành Khâu Ung kia, nhưng lúc này, cổng thành cũng đã đóng chặt, Cổ Bàn vô thức muốn bay vào trong thành, nhưng lại bị Diệp Quân chặn lại. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, lúc này đã là thời khắc bóng tối, một mảng đen kịt, không thể nhìn thấy gì cả. Lúc này Cổ Bàn cũng nhận ra vấn đề, thành này cao có mười mấy trượng, nếu lúc bay lên rời khỏi phạm vi của đường chính thì sẽ đau chứng lắm. Cổ Bàn đi đến trước cổng thành, dùng sức gõ vào cổng thành, mau mở cửa, chết tiệt, chúng ta không phải là người xấu. Diệp Quân, bên trong thành không hề có động tĩnh. Sắc mặt của Cổ Bàn đột nhiên tối sầm lại, đang định gõ cửa lần nữa thì Diệp Quân đột nhiên nói, chờ một chút đi. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân liếc mắt quan sát xung quanh một cái, trời sắp sáng rồi. Cổ Bàn gật đầu, được. Hai người ngồi ở cổng thành, mà trong bóng tối xung quanh tràn ngập đủ loại khí tức, rất mạnh mẽ. Diệp Quân nói khẽ, trận chiến năm đó thực sự rất dữ dội. Cổ Bàn cũng nói một cách nặng nề, không biết đó rốt cuộc là vật thần tiên gì, mà lại làm cho nhiều cường giả ở chỗ giao giới của hư chân phải đến cướp đoạt như vậy. Diệp Quân gật đầu, ta cũng rất tò mò. Cổ Bàn đang muốn nói chuyện, gã đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang đi tới, cả người của người đàn ông đó đều là máu, rõ ràng là đã bị thương rất nặng. Người tới không phải ai khác, chính là chủ nhân bút đại đạo. Nhìn thấy dáng vẻ của chủ nhân của đại đạo như vậy, vẻ mặt của cả Diệp Quân và Cổ Bàn đều trở nên kỳ lạ. Chủ nhân của đại đạo nhìn chằm chằm vào Cổ Bàn, ánh mắt kia giống như là thực sự hận không thể muốn ăn tươi nuốt sống Cổ Bàn. Cổ Bàn không sợ chút nào, tay phải của gã nắm chặt, trên người gã đột nhiên tỏa ra khí tức của một linh hồn lớn mạnh. Đương nhiên là chủ nhân bút đại đạo không thể chịu đựng được, đang định ra tay, nhưng vào lúc này, ông ta đột nhiên cảm giác được khí tức thần thức của Diệp Quân đang bao phủ lấy ông ta. Chủ nhân của đại đạo nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân mỉm cười và nói, chủ nhân bút đại đạo, bây giờ chính là thời khắc bóng tối, không thích hợp để chiến đấu, ông nghĩ sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, lại nhìn Cổ Bàn, cười lạnh một tiếng, nhưng lại không ra tay. Ông ta đi tới ngồi xuống một bên, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cổ Bàn nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quân cũng lắc đầu. Hắn đương nhiên biết ý đồ của Cổ Bàn, nhưng hắn biết, trên người chủ nhân bút đại đạo có linh hồn thần bí kia giúp đỡ. Cho dù không đánh lại được hắn với Cổ Bàn, nhưng để tự bảo vệ mình thì chắc chắn là không có gì trắc trở. Ba người cứ chờ đợi như vậy, cuối cùng, nơi chân trời phía xa xuất hiện một vệt màu trắng bạc. Trời đã sáng. Diệp Quân nhìn xung quanh, khí tức trong bóng tối ở xung quanh đều đã biến mất, tất cả lại trở lại bình thường. Lúc này, cổng thành mở ra, một gã thị vệ đi ra từ bên trong cổng thành, nhìn thấy ba người Diệp Quân thì lập tức hơi sửng sốt. Ba người Diệp Quân đứng dậy đi vào bên trong cổng thành. Sau khi vào thành, Diệp Quân liếc mắt nhìn xung quanh một cái, thành Khâu Ung, này cũng không lớn, trông rất sơ sài, đa số người dân trong thành đều là người bình thường, chỉ có một số ít người là người đã tu luyện võ đạo, nhưng đều rất rất yếu, thậm chí còn chưa chạm đến, khí. Lúc này, một người đàn ông trung niên nho nhã đột nhiên đi tới trước mặt ba người, người đàn ông trung niên nhìn ba người, mỉm cười, ba vị. Đến từ bên ngoài à? Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại lập tức khôi phục bình thường. Ông ta chắp tay, ba vị, ta là Lý Sĩ, là thành chủ của thành Khâu Ung. Không biết ba vị đến thành Khâu Ung của ta? Nhìn thấy Lý Sĩ ở trước mặt hơi căng thẳng, Diệp Quân cười nói, Lý thành chủ, chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi, cũng không có ý khác. Vẻ mặt của Lý Sĩ lập tức thả lỏng, sau đó nói, ba vị có cần ta giúp gì không? Diệp Quân suy nghĩ,
sau đó nói, Lý Thành Chủ, không biết có thể tìm hai người giúp ta được không, bọn họ là dân làng của thôn Nguyên, tên là Nguyên Trấn và Tần Liên. Thôn Nguyên, Lý Sĩ nói, chờ một chút. Nói xong, ông ta quay đầu lại nhìn về phía một ông lão cách đó không xa, ông lão vội vàng bước tới, ông ta lấy một cuốn sách ra và lật xem, một lúc sau, ông ta nói, bọn họ đã từng đến thành Khâu Ung, nhưng lại rời đi rồi. Diệp Quân nhìn ông lão, rời đi rồi. Ông lão vội vàng gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nhíu mày lại. Lý Sĩ hơi nghi ngờ và nói, bọn họ không trở về thôn Nguyên. Ông lão lắc đầu, không. Vẻ mặt của Lý Sĩ tối sầm lại, cái này. Diệp Quân liếc mắt nhìn hai người một cái, đương nhiên là hắn có thể nhìn ra được là hai người này không hề nói dối. Nói cách khác, hai người Nguyên Trấn kia đã rời khỏi thành Khâu Ung, nhưng cũng không có khả năng quay về Nguyên Thành. Lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này, ông lão kia đột nhiên nói, cổng thành mà bọn họ rời đi không phải là cổng Nam. Diệp Quân nhìn về phía ông lão nhìn vào quyển sách và nói, trên ghi chép là bọn họ rời đi bằng cổng phía Bắc. Cổng phía Nam chính là cổng mà ba vị đại nhân vừa mới đi vào, từ cổng này là hướng quay về thôn Nguyên, mà đi từ cổng Bắc, chính là rời xa thôn Nguyên. Diệp Quân nói, có thể điều tra được bọn họ đã làm gì ở trong thành không? Ông lão cười gượng, chuyện này không được. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, đi ra ngoài từ cổng Bắc, chính là thông với đường đến Cổ Thần Đô à? Cổ Thần Đô? Ông lão hơi nghi ngờ. Mà vẻ mặt của Lý Thành Chủ kia thì đột nhiên thay đổi. Ánh mắt của ba người Diệp Quân dừng lại ở trên người của Lý Sĩ. Lý Sĩ cười gượng, ba vị đại nhân, đối với Cổ Thần Đô này, ta cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết là trong truyền thuyết. Chúng ta đều cho rằng nó không tồn tại. Nhưng không ngờ. Diệp Quân nói, các ngươi cũng không biết ư. Lý Sĩ gật đầu, không biết, ta cũng chỉ là từng thỉnh thoảng nghe người của thế hệ trước nhắc đến. Chúng ta căn bản không dám rời đi quá xa, cho dù rời đi, cũng nhất định không qua đêm ở bên ngoài, chỉ cần qua đêm ở bên ngoài, cơ bản là không thể quay về. Vẻ mặt của Diệp Quân tối sầm lại, hắn nghĩ đến Nguyên Trấn và Tần Liên, Nguyên Trấn và Tần Liên đã rời đi từ cổng Bắc. Nhưng chẳng mấy chốc. Hắn đã nhận ra được có gì đó không hợp lý, theo lý thì hai người này hẳn là biết bên ngoài có nguy hiểm, nhưng vẫn muốn rời khỏi từ cổng Bắc. Bọn họ cố ý. Chẳng lẽ không phải là người địa phương ư? Diệp Quân không thể không suy nghĩ nhiều một chút, bởi vì hành vi của hai người này hơi khác thường. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, đừng lãng phí thời gian, đêm nay tập hợp ở bên ngoài cổng Bắc. Nói xong, ông ta quay người đi sang một bên. Diệp Quân quay đầu lại liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo đang rời đi, người kia đã bị đánh hội đồng mà vẫn còn có thể sống sót, đúng là mạng thật sự rất cứng mà. Diệp Quân và Cổ Bàn đi đến một sân nhỏ dưới sự sắp xếp của Lý Sĩ, hai người quay trở về phòng của riêng mình. Tiểu Tháp nói, ngươi tin tưởng Cổ Bàn này à? Diệp Quân nói, tin một nửa. Tiểu Tháp hơi nghi ngờ, chỉ có một nửa thôi ư. Diệp Quân gật đầu, hắn hợp tác với ta cũng chỉ là hợp tác vì lợi ích. Mà hợp tác vì lợi ích thì đương nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn được. Tiểu Tháp nói một cách nặng nề, thằng nhóc kia, ta luôn cảm thấy lần này ngươi sẽ xảy ra chuyện lớn. Vẻ mặt của Diệp Quân đầy những vạch đen, Tháp gia, ngươi đừng như vậy. Tiểu Tháp nói, thật đó, cảm giác của ta luôn rất chính xác. Diệp Quân đột nhiên cảm thấy hơi đau chứng. Tiểu Tháp nói, trước đó, Tháp gia không bị phong ấn, cho nên ngươi có thể không sợ hãi, nhưng bây giờ... Tháp gia đã bị phong ấn, cho nên, ngươi phải cẩn thận chú ý trong mọi việc, hiểu chưa? Diệp Quân. Hai mắt của Diệp Quân chậm rãi nhắm lại, hắn cũng không cảm thấy là Tháp gia đang nói chuyện giật gân, bởi vì hắn cũng cảm thấy sự việc càng ngày càng phức tạp. Nước cổ thần. Giao giới ở hư chân. Bây giờ hắn đang bị cuốn vào vòng xoáy này. Mặc dù hắn và chủ nhân bút đại đạo đều có những giới hạn, nhưng cho dù là hắn hay là chủ nhân bút đại đạo, hắn thì ngoại trừ việc gọi người, chủ nhân bút đại đạo thì ngoại trừ việc vận dụng sức mạnh của mình ra thì bọn họ đều có thể dùng mọi thủ đoạn. Mà bây giờ hắn đang ở thế bất lợi bởi vì kiến thức của hắn ít hơn chủ nhân bút đại đạo rất nhiều, cho nên, về mặt thu hút người, hắn kém hơn chủ nhân bút đại đạo nhiều lắm. Thua. Trong mắt Diệp Quân hiện lên một tia phức tạp, hắn biết, lần này hắn đã thua đến mức không dậy nổi, nếu thua thì sau này cũng chỉ có thể làm vua dựa dẫm. Nhưng nghĩ lại thì làm vua dựa dẫm hình như cũng không tệ. Diệp Quân mỉm cười, Tháp gia,
ta biết sự việc lần này rất không đơn giản, nhưng không sao cả, chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Nói xong, hai mắt của hắn từ từ nhắm lại, thần thức của hắn bắt đầu nghiên cứu cái bùa đế khí kia, cho dù là đại đạo hà này hay là lá bùa này, bây giờ hình như cũng đều không ở trạng thái bình thường. Hắn cũng nghĩ đến việc trực tiếp kích hoạt lá bùa này để cùng bị hủy diệt với chủ nhân bút đại đạo, sau đó để cô làm cho mình sống lại. Bằng cách này thì mình cũng coi như đã thắng. Nhưng khi hắn nghĩ đến việc chủ nhân bút đại đạo là một phân thân, hắn thì lại bỏ đi. Rất lỗ. Hơn nữa, nhớ cô không làm cho mình sống lại nữa. Vậy thì đúng là sẽ chết ngay tại chỗ đó. Hắn đã cảm giác được rằng bây giờ cô sẽ không dễ dàng giúp hắn làm chuyện này nữa. Cho dù có làm thì hắn cũng phải trả một cái giá đắt cực kỳ nghiêm trọng. Ban đêm, ba người đi đến bên ngoài cổng Bắc, Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo đã thay sang một bộ áo đạo sĩ mới tinh, trông rất thần kỳ. Mặt của Cổ Bàn không hề thay đổi, như thể ai đó đang thiếu nợ gã mấy triệu. Ba người đi về phía đường chính ở phía xa. Trên đường, không ai trong ba người nói gì. Không biết đã đi bao lâu, đột nhiên xuất hiện một đám cổ thần vệ ở phía xa, thấy vậy, ba người vội vàng đi theo. Bọn họ đi theo phía sau đám cổ thần vệ kia, mà bọn họ phát hiện ra rằng nơi nào có cổ thần vệ thì trong bóng tối xung quanh không còn xuất hiện khí tức nào nữa, cũng không có cường giả nhìn trộm. Ba người đi theo đám cổ thần vệ rất lâu, cuối cùng đi tới một cao nguyên, vừa mới bước vào vùng cao nguyên này, vẻ mặt của ba người lập tức trở nên nghiêm nghị. Tinh thần chiến đấu. Tinh thần chiến đấu vô tận tràn ngập toàn bộ cao nguyên. Chư thần, đều chết. Bên trên cao nguyên có tiếng gầm vang vọng như tiếng sấm. Vẻ mặt của ba người cứng lại. Khí tức này, ít nhất cũng phải là cảnh giới chín phần chân đỉnh cao. Ba người cũng không dám tiến lên. Diệp Quân đột nhiên nói, chủ nhân bút đại đạo, không phải ông nói ông là thần à? Vẻ mặt của chủ nhân bút đại đạo không hề thay đổi, ta nói như vậy à? Ta không phải là thần, ta căm ghét nhất chính là thần. Cậu đừng nói nhảm. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía trên cao nguyên, trên vùng đất cao nguyên đó, không nhìn thấy người, chỉ nghe được âm thanh này, chỉ nhìn thấy chiến ý ngập trời. Vẻ mặt của ba người đều vô cùng nghiêm túc. Bởi vì những chiến ý này thực sự rất khủng bố, cho dù ở cách xa chục nghìn trượng, bọn họ vẫn bị đè ép đến mức ngạt thở như cũ, hơn nữa những chiến ý này liên tục không dứt, vô cùng vô tận. Điều đáng sợ nhất chính là, khi đối mặt với những chiến ý này, trong lòng của ba người lại không thể dâng lên chiến ý và suy nghĩ chiến đấu. Lúc này cảm giác của bọn họ chính là, căn bản không có cách nào chống lại được. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào vùng đất cao nguyên kia, lúc này, kiếm ý vô địch của hắn cũng dâng lên từ trong cơ thể, chống lại luồng chiến ý kia. Kiếm tu. Kiếm ý vô địch. Hắn có thể cho phép mình bị đánh bại, nhưng nhất định không cho phép mình đầu hàng mà không chiến đấu. Hắn liều chết mà nhìn chằm chằm vào phía trên của vùng cao nguyên kia, chiến ý trong mắt càng ngày càng dày đặc hơn. Mà bên cạnh hắn, chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn cũng đang nhìn chằm chằm vào phía trên của vùng cao nguyên kia. Đương nhiên là bọn họ cũng sẽ không cho phép mình bị đánh bại bởi một đạo chiến ý. Ba người đều đang chống lại luồng chiến ý kia. Mà những cổ thần vệ này thì lại quỳ xuống với vẻ mặt cung kính. Đúng lúc này, chiến ý tỏa ra từ bên trên cao nguyên dường như cảm thấy được rằng ba người Diệp Quân đang khiêu khích, nên trong chớp mắt, chiến ý ngập trời thổi quét xuống giống như nước lũ, đi thẳng đến chỗ ba người Diệp Quân. Vẻ mặt của ba người lập tức thay đổi lớn. Nhưng đồng thời, đều đồng loạt tiến lên phía trước một bước, chống đỡ chiến ý kia. Đợt tấn công của Diệp Quân là hung ác nhất, vô số kiếm ý vô địch trực tiếp hóa thành một thanh kiếm ý rồi phá vỡ không trung để tiến lên, nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị luồng chiến ý kia đàn áp. Hai tay của Diệp Quân siết chặt lại, đôi mắt dần dần chuyển sang màu đỏ, mặc dù kiếm ý bị luồng kiếm ý kia đàn áp, nhưng kiếm ý của hắn cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Mà cách đó không xa, chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn cũng đang chống lại luồng chiến ý kia, hai người cũng không hề thoải mái, bởi vì bây giờ hai người cũng đều không phải ở trạng thái đỉnh cao. Nhưng chiến ý kia lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc, ba người đã lộ ra vẻ mặt đau đớn. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào vùng cao nguyên kia, khắp người của hắn tỏa ra kiếm ý vô địch cực kỳ khủng bố, kiếm ý vô địch của hắn cũng rất mạnh, nhưng lúc này đã gần như hoàn toàn bị luồng chiến ý kia đàn áp. Căn bản không thể cựa quậy, cùng lúc đó, sâu trong lòng hắn lại xuất hiện một âm thanh.
không cách nào chống cự được. Luồng chiến ý này căn bản không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể chống cự. Hơn nữa, ý nghĩ trong đầu này càng ngày càng mạnh mẽ. Ít nhất thì đối phương cũng đã chạm tới cảnh giới 9 phần chân. Mà sức chiến đấu hiện tại của hắn tính ra cũng chỉ mới là cảnh giới gần 5 phần chân, sao có thể đối đầu với đối phương được chứ? Cùng với suy nghĩ này, kiếm ý vô địch của Diệp Quân đột nhiên yếu đi 30%, hơn nữa còn tiếp tục suy yếu. Nhận ra cảnh tượng này, Diệp Quân đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hắn ngẩng đầu lên và nhìn về phía trên vùng cao nguyên kia, vẻ mặt của hắn trở nên hung ác, mở lòng bàn tay ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm ý, ngay sau đó, nó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, đánh về phía vùng cao nguyên kia một cách hung ác. Mà trong giây phút bị đánh ra ngoài kia, cơ thể và thần hồn của hắn bị đốt cháy, không chỉ có vậy, giờ phút này, máu cũng sôi sùng sục. Dùng hết sức dồn vào một kiếm. Diệp Quân biết, trước mặt chiến ý này, hắn đã cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn đã bắt đầu kiếm cớ cho chính mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, trong lòng của Diệp Quân hắn đây nhất định sẽ bị tổn hại. Tục ngữ nói, đánh bại kẻ trộm ở trong núi thì dễ, nhưng đánh bại kẻ trộm ở trong lòng thì khó. Mà để đánh bại được kẻ trộm ở trong lòng, thì chỉ có một phương pháp, đó là đối mặt với khó khăn, nhìn thẳng vào nó. Nói một cách đơn giản thì đó chính là phải hành động. Từ xưa đến nay, có rất nhiều nguyện vọng tốt đẹp và lý tưởng cao đẹp, đều cần phải có hành động nỗ lực thực tế mới có thể thực hiện được, mà hầu hết mọi người chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không thực hiện, cả ngày sống trong ước mơ, nhấn mình vào chỗ sâu giữa ảo tưởng và hiện thực và quanh quẩn ở đó, hơn nữa liên tục kiếm cớ cho mình. Sau thời gian dài, con người cũng trở nên vô dụng. Khi Diệp Quân nhìn thấy trong lòng mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi thì hắn biết là, kẻ trộm, trong lòng mình đang quấy phá, muốn mình rút lui. Hắn nhất định sẽ không cho phép. Khi một kiếm này của hắn đánh ra ngoài, chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn ở cách đó không xa đều ngây ngẩn cả người. Cả hai người đều rất bất ngờ, đều không ngờ rằng Diệp Quân lại đột nhiên đánh ra một kiếm như vậy, hơn nữa, còn là trực tiếp liều mạng. Không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của chủ nhân bút đại đạo tối sầm lại, ông ta liều chết mà nhìn chằm chằm vào Diệp Quân đã lao về phía cao nguyên kia, ánh mắt nặng nề, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Quân dùng hết sức lực đánh ra một kiếm, đương nhiên là sức mạnh không giống bình thường, một kiếm này phá vỡ không trung mà đến, trong nháy mắt cũng đã tiếp cận phía trên cao nguyên. Ồ! Nhưng vào lúc này, một âm thanh kinh ngạc đột nhiên truyền đến từ trên cao nguyên kia. Im lặng một lúc, đột nhiên, chiến ý ngập trời thổi quét xuống như một dòng nước lũ hàng triệu khoảnh, lập tức đánh vào trên người của Diệp Quân. Đùng đoàng! Kiếm ý vô địch tỏa ra xung quanh Diệp Quân vang dội tiếng vỡ vụn, sức lực mạnh mẽ cứng rắn đánh hắn từ phía trên cao nguyên xuống dưới. Trong nháy mắt, Diệp Quân trực tiếp rơi xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, vẫn chưa vỡ vụn, bởi vì trên mặt đất này cũng tràn ngập chiến ý khủng bố. Diệp Quân bị thương nặng. Nhìn thấy Diệp Quân như vậy, chủ nhân bút đại đạo lập tức trở nên hăng hái, không hề do dự mà trực tiếp bước một bước lớn lao về phía Diệp Quân rơi xuống đất. Nhân lúc cậu ốm yếu, muốn mạng của cậu. Chủ nhân bút đạo đạo nhìn Diệp Quân rơi xuống đất, cả người phấn khởi như uống máu gà. Mẹ nó, cuối cùng ông ta cũng thắng. Nhưng vào lúc này, hình như ông ta cảm nhận được cái gì, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, xoay người lại một cách mạnh mẽ, chỉ thấy một quyền hung ác kia của cổ bàn đánh về phía ông ta. Trong nắm đấm của cổ bàn mang theo lực linh hồn khủng bố, rõ ràng là gã đã trực tiếp sử dụng sức mạnh của vùng đất hồn tức. Nhìn thấy cổ bàn ra tay, vẻ mặt của chủ nhân bút đại đạo lập tức trở nên u ám, ông ta đành phải buông tha cho Diệp Quân, bởi vì tốc độ của cổ bàn rất nhanh, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt ông ta. Chủ nhân bút đại đạo đánh một quyền qua, một quyền này vừa đánh qua, bên trên nắm đấm có một đạo ấn lóe lên và một sức mạnh bí ẩn. Đúng là sức mạnh của linh hồn bí ẩn đó. Gã sẽ không giúp chủ nhân bút đại đạo giết Diệp Quân, nhưng gã cũng không sợ cổ bàn. Đùng đoàng. Ngay khi sức mạnh của hai người vừa mới tập trung lại, một sức mạnh khủng khiếp từ làn sóng va chạm đột nhiên bùng nổ, khiến cho hai người bị chấn động đến mức liên tục bị đẩy lùi một cách dữ dội. Sau khi chủ nhân bút đại đạo dừng lại, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía cổ bàn, thực ra ông ta cũng không thấy bất ngờ, bởi vì hai người này rõ ràng là đã cấu kết với nhau làm việc xấu, hơn nữa, nếu người trước mặt muốn sống thì nhất định không thể để Diệp Quân bị thua. Mọi hành động của đối phương đều hợp lý.
Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào cổ bàn, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta ư? Cổ bàn nói một cách bình tĩnh, vậy thì thử xem. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, ông ta mở lòng bàn tay ra, một đạo ấn hiện lên bên trong lòng bàn tay của ông ta, trong nháy mắt, trong trời đất đột nhiên có vô số sức mạnh đạo pháp xuất hiện. Là loại đạo pháp không thuộc về thế giới này. Trong khoảnh khắc này, hơi thở của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên tăng vọt lên. Hai mắt của cổ bàn hơi nheo lại, đúng là ông đã che giấu sức mạnh. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, mới phát hiện à. Nói xong, ông ta đột nhiên âm thầm niệm một câu thần chú cổ xưa, ông ta vừa đọc câu thần chú thì đột nhiên, khu vực thời không ở chỗ cổ bàn đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, thời không vỡ ra, vô số đạo ấn mang theo sức mạnh đạo pháp khủng bố thổi quét tới. Lúc này, sức mạnh của chủ nhân bút đại đạo ít nhất cũng là cảnh giới gần 8 phần chân. Cổ bàn nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo, nói đạo khác, pháp của đạo khác. Nói xong, gã đột nhiên siết chặt hai tay, cơ thể lập tức bốc cháy lên, ngay sau đó, hai tay của gã đột nhiên giơ lên, gầm lên, thương tinh liệt cửu. Ầm, bầu trời đột nhiên nứt ra, trong nháy mắt, hàng tỷ ngôi sao tập trung lại, ngay sau đó, hàng tỷ ánh sao ở trên bầu trời tự nứt ra kia trực tiếp rơi xuống. Mà chỗ của cổ bàn và chủ nhân bút đại đạo trực tiếp bị bao phủ bởi vô số ngôi sao. Lúc này, cả di tích cổ xưa đều bị rung chuyển. Mặc dù sức mạnh của cổ bàn không thể phá vỡ phong ấn ở đây, nhưng sức mạnh của gã lại xuyên thấu qua phong ấn ở đây. Điều này làm sao có thể xảy ra chứ? Phải biết là ngay cả những thần này cũng không thể làm rung chuyển phong ấn ở đây được. Khi chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy hàng tỷ ngôi sao kia, cũng cảm thấy hoảng sợ. Ông ta cũng không ngờ sức mạnh của tên này lại khủng bố như thế. Lúc cổ bàn phát huy chiêu này ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới gần 8 phần chân, hơn nữa còn là đỉnh cao. Đùng đoàng, ầm ầm. Đột nhiên, vô số ngôi sao rơi xuống, thời không chỗ cổ bàn và chủ nhân bút đại đạo kia bị bao phủ bởi sức mạnh đạo pháp, hai loại sức mạnh khủng bố điên cuồng đánh vào thời không này. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ cao nguyên bị rung chuyển dữ dội, giống như động đất vậy. Mà vùng cao nguyên này có sức mạnh bị phong ấn, cho nên sức mạnh của hai người cũng không đủ để lan rộng ra ngoài. Bành! Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên ầm ầm, ngay sau đó, hai bóng người cùng liên tục bị đẩy lùi một cách dữ dội. Sau khi cổ bàn và chủ nhân bút đại đạo dừng lại, trước mặt bọn họ là vô số sức mạnh sao trời và sức mạnh đạo pháp còn đang chiến đấu một cách điên cuồng, cực kỳ khủng bố. Điều đáng sợ nhất chính là trên bầu trời bị nứt ra kia. Hàng tỷ ngôi sao đang nhanh chóng tổ chức tiến vào, mà ở phía xa, tay phải của cổ bàn từ từ chuyển động, hàng tỷ ngôi sao kia cũng chậm rãi chuyển động theo, đột nhiên, gã gầm lên giận dữ và đánh vào chủ nhân bút đại đạo một quyền thật mạnh. Một quyền này vừa được đấm ra, trên bầu trời, hàng tỷ ngôi sao đang tổ chức tiến vào kia lại trực tiếp biến mất. Nhưng trên cổ tay phải của cổ bàn, lại xuất hiện những ngôi sao dày đặc. Cú đấm này đã đạt đến cảnh giới gần 9 phần chân. Đôi mắt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên co lại, lúc này, ông ta không dám giữ lại gì nữa, linh hồn trên người ông ta đột nhiên chồng lên chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo mở lòng bàn tay ra, nắm thật chặt, giữa lông mày của ông ta xuất hiện một đạo ấn, trong nháy mắt, ánh sáng chín màu của đạo trên người ông ta chiếu sáng hàng chục nghìn con đường. Đùng đoàng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, một làn sóng va chạm sức mạnh khủng bố đột nhiên bùng nổ từ trong trời đất. Chủ nhân bút đại đạo liên tục bị đẩy lùi một cách dữ dội hàng chục nghìn trượng, khi ông ta dừng lại, ánh sáng của đạo khắp người ông ta đã mở đi, đạo ấn giữa hai lông mày cũng hư ảo giống như trong suốt. Cổ bàn đứng ở phía xa, cả người giống như một dải ngân hà, các ngôi sao sáng ngời, gã nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo với vẻ tức giận, ta sinh ra ở đại khư, trong vòng chưa đầy 100 năm, ta đã trở thành một người mà trong cả đại khư không có ai có thể đánh bại được. Tự nghĩ ra chiến kỹ thương tinh liệt cửu này, dưới hư chân, không có ai có thể đánh bại. Ông thực sự nghĩ rằng ta đã bị mật Phật kia phong ấn à? Trước khi chết, mẹ ta đã cầu xin ta đừng giết ông ấy, bảo ta báo đáp công ơn đã sinh thành. Nếu không, ông ấy đã chết 10.000 lần rồi. Nói xong, gã đột nhiên tiến lên phía trước một bước, dùng một ngón tay chỉ vào chủ nhân bút đại đạo, ngươi quá yếu, không đủ để ông đánh. Để bản thể của ngươi ra đây, ông đây muốn đánh 10 đòn. Chủ nhân bút đại đạo ở phía xa bỗng bật cười, hay cho chiêu thương tinh liệt cửu, dùng sức một người lay chuyển hàng trăm triệu tinh vực,
đồng thời xếp chúng lại với nhau, biến thành đại đạo. Đúng là chiến kỹ hàng đầu hư chân. Dứt lời, ông ta nhẹ nhàng vung tay, một tia sáng xuất hiện, những sức mạnh tinh quang trên người ông ta nhất thời bị quét sạch. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm cổ bàn, trước đây ta thật sự đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi vẫn có chút bản lĩnh đó chứ. Cổ bàn bật cười, ta cũng rất muốn gặp bản thể của ông một lần. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, ngươi chưa đủ tư cách đâu, ta không có ý định sỉ nhục ngươi, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Cổ bàn cũng không tức giận, nếu có một ngày ta chết trận, ta cảm thấy đó cũng không phải chuyện xấu, nếu ta bị giết chết trong nháy mắt thì lại càng tốt hơn. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm cổ bàn, vậy ta sẽ giúp ngươi được như ý. Dứt lại, ông ta chậm rãi siết chặt tay phải, sức mạnh mới ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nhưng đúng vào lúc này, một chiến ý bỗng lao xuống từ trên cao nguyên với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã di chuyển tới dưới chân Diệp Quân phía xa. Lúc này Diệp Quân còn hơi ngơ ngác, vì sau chiêu kiếm khi nãy, hắn đã bị thương rất nặng, lúc này cả cơ thể và thần hồn đều rất yếu ớt. Thấy chiến ý kia di chuyển đến trước mặt mình, hắn tỏ vẻ nghi ngờ. Chủ nhân bút đại đạo ở phía xa thì xa sầm mặt. Cổ bàn bỗng cười to, Diệp huynh, đây là sự công nhận của thống lĩnh cổ thần vệ với huynh, mau đi lên đi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, đối phương cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Cổ bàn nói, ta sẽ giữ chân ông ta. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn. Dứt lời, hắn đi lên cùng với chiến ý kia. Chủ nhân bút đại đạo siết chặt tay phải, sức mạnh trong lòng bàn tay ông ta ngày càng mạnh hơn. Đương nhiên ông ta biết Diệp Quân đi lên như thế sẽ có ý nghĩa thế nào. Đối phương chỉ mời một mình Diệp Quân. Lúc này, linh hồn ở trên người chủ nhân bút đại đạo chợt nói, nước cổ thần đã chọn hắn rồi. Chủ nhân bút đại đạo buông tay, xoay người rời đi, ông ta nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Diệp Quân nhanh chóng đi theo chiến ý đó lên trên cao nguyên, hắn đưa mắt nhìn quanh, cách đó nghìn trượng có một cái đầu lâu đang lơ lửng, xung quanh đầu lâu có hai cánh tay, hai cái chân, tay chân đều bị một sức mạnh bí ẩn trấn áp. Diệp Quân đưa mắt nhìn về phía đầu lâu, rõ ràng người trước mặt là thống lĩnh cổ thần vệ, mà tất cả chiến ý đều phát ra từ trong cái đầu lâu này. Cái đầu kia chợt lên tiếng, người ngoại vực. Diệp Quân gật đầu. Cái đầu kia hỏi, người đến đây vì mục đích gì? Diệp Quân nghiêm chỉnh đáp, tìm báu vật. Cái đầu kia nói, nơi này là một mảnh đất thị phi. Đến đây tìm báu vật, một khi lấy được báu vật thì người cũng sẽ dính phải thị phi, người không sợ sao? Diệp Quân nói ngay, không sợ. Đương nhiên hắn biết đối phương đang muốn trao đổi với mình. Hắn cũng biết trên đời không có bữa trưa miễn phí, Diệp Quân hắn muốn có được thì nhất định cũng phải trả giá, nếu lấy đồ của người khác thì đương nhiên phải bỏ công. Cái đầu kia im lặng một lát rồi nói, thôi được, thiếu niên kiếm tu, đi gặp vua của ta đi. Gã ta vừa dứt câu, một lệnh bài chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nghi ngờ nhìn lệnh bài trước mặt. Cái đầu kia nói, đây là thủ lệnh của ta, ngươi sử dụng lệnh này. Tất cả cổ thần vệ ở đây đều sẽ nghe lệnh ngươi. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi, hắn cúi thấp người, cảm ơn. Cái đầu kia đáp, đi đi. Diệp Quân cất lệnh bài, sau đó xoay người rời đi. Khi đi tới dưới núi, hắn lấy lệnh bài ra, những cổ thần vệ đang có mặt lập tức quỳ xuống. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cổ bàn nói, lúc huynh đi lên, ông ta cũng bỏ đi luôn. Diệp Quân gật đầu, lập tức đi tới nước cổ thần. Cổ bàn nhìn chằm chằm Diệp Quân, huynh có sự lựa chọn rồi à? Diệp Quân đáp, phải. Cổ bàn im lặng. Diệp Quân nói, còn phải xem nước cổ thần có chọn ta hay không nữa. Ở nơi này, Diệp Quân nhất định phải chọn một bên, vì hắn biết chắc chắn chủ nhân bút đại đạo cũng sẽ làm thế. Hơn nữa thế lực đầu tiên mà chủ nhân bút đại đạo muốn chọn chắc chắn là nước cổ thần, vì món thần khí tối cao kia của bọn họ. Mà bây giờ hắn lấy được cơ hội này. Đương nhiên là hắn không thể bỏ qua. Hắn cũng có thể đoán được chắc chắn bây giờ chủ nhân bút đại đạo đã chọn điểm giao hư chân. Hắn phải nhanh chóng đi đến cổ thần đô. Diệp Quân cất lời, đi. Chẳng mấy chốc, dưới sự hộ tống của nhóm cổ thần vệ, Diệp Quân và cổ bàn đi thẳng đến cổ thần đô, trên đường đi, không có một sinh linh nào dám làm phiền. Không chỉ thế mà ngày càng có nhiều cổ thần vệ gia nhập vào đội hộ vệ. Khoảng một canh giờ sau, nhóm người đi tới một cánh rừng u ám. Lúc này,
Cổ thần vệ đi đầu dừng lại, gã nhìn chằm chằm vào khu rừng, không di chuyển. Diệp Quân hơi nghi ngờ, hắn cũng đưa mắt nhìn về phía cánh rừng, ngay sau đó, hắn sa sầm mặt, vì trên một thân cây trong cánh rừng có hai cái xác đang treo lơ lửng. Một nam một nữ. Trong lòng Diệp Quân nhất thời dâng lên dự cảm chẳng lành, hắn vung tay áo, hai tia kiếm quang bay ra, nhưng hai tia kiếm quang vừa mới tiếp cận cánh rừng u ám đó đã lặng lẽ biến mất. Diệp Quân híp mắt, Cổ Bàn nhìn chằm chằm cánh rừng kia, e rằng ở đây có một vị thần. Diệp Quân gật đầu. Cổ Bàn quay đầu nhìn Diệp Quân, đi đường vòng à? Diệp Quân đáp, không cần. Dứt lời, hắn nhìn về phía cổ thần vệ dẫn đầu, vì hắn nhìn thấy chiến ý trong mắt gã. Lúc này, cổ thần vệ bỗng giơ cao trường thương trong tay, ngay sau đó, bọn họ đồng loạt lao vào trong khu rừng. Mấy trăm tia kim quang chạy vào rừng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đất trời được chiếu sáng như ban ngày. Mấy trăm tia kim quang đã di chuyển vào chỗ sâu trong khu rừng. Ầm, ở nơi đó lập tức có những tiếng nổ vang lên. Diệp Quân bỗng mở lòng bàn tay, hai tia kiếm quang bay ra, một nam một nữ bị treo ở phía xa bị kiếm quang kéo đến trước mặt hắn. Diệp Quân đi tới trước mặt hai người, khi thấy khuôn mặt của họ, hắn nhất thời sa sầm mặt, quả nhiên đúng như suy đoán của hắn, hai người trước mắt là Nguyên Trấn và Tần Liên, cũng là con trai và con dâu của Nguyên Phan. Sao bọn họ lại ở đây? Diệp Quân rất nghi ngờ. Lúc này, Cổ Bàn chợt nói, bọn họ còn sống. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn, gã trầm giọng nói, bọn họ chỉ bị nhốt thần hồn thôi, nhưng nó vẫn còn ở trong cơ thể. Diệp Quân quay đầu nhìn hai người, quả nhiên hắn cảm nhận được hơi thở linh hồn ở sâu trong cơ thể bọn họ. Cổ Bàn lại nói, hai người này cũng là người tu luyện. Diệp Quân gật đầu, nhìn ra rồi, Cổ Huynh, Huynh có cách nào phá bỏ phong ấn trong cơ thể bọn họ không? Cổ Bàn đáp, để ta thử xem sao. Dứt lời, gã đi tới trước mặt hai người, sau đó mở lòng bàn tay, ngôi sao hội tụ, chẳng mấy chốc, vô số tinh quang bay vào trong cơ thể hai người. Không biết bao lâu trôi qua, trong cơ thể hai người chợt có một làn khí đen bay ra. Khụ khụ, hai người ho dữ dội. Người đàn ông mở mắt ra trước, khi thấy Diệp Quân và Cổ Bàn, ông ta nhất thời sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, Liên Nhi. Lúc này cô gái cũng chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bà ta hơi mờ mịt, rõ ràng vẫn chưa nhận ra là mình còn sống. Nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông, ánh mắt bà ta mới minh mẫn hơn một chút. Thấy thế, Nguyên Trấn thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân chợt lên tiếng, sao hai người lại ở đây? Nghe thấy câu hỏi của Diệp Quân, Nguyên Trấn quay đầu nhìn hắn, ông ta vội vàng đỡ Tần Liên dậy, sau đó cung kính cúi người, đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Sau đó, ông ta im lặng một lát rồi nói tiếp, vợ chồng chúng ta đi đến đây là vì bị lạc đường. Thấy hai người nói dối, Diệp Quân nhất thời nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm bọn họ. Hai người đến từ điểm giao hư chân. Sắc mặt hai người đồng thời thay đổi. Thấy thế, Diệp Quân cũng hơi ngạc nhiên, hắn vốn chỉ muốn dò xét, nhưng không ngờ hai người này thật sự đến từ điểm giao hư chân. Khi thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Nguyên Trấn lập tức hiểu ra thiếu niên trước mặt đang thăm dò bọn họ, ông ta lập tức thấy hối hận, mắc bẫy của tiểu tử này rồi. Diệp Quân nhìn chằm chằm hai người, nếu các người đến từ điểm giao hư chân thì sao lại yếu vậy? Hai người cười khổ. Diệp Quân nói, sở dĩ ta cứu hai người là vì thôn trưởng của thôn Nguyên và Nguyệt Nhi cô nương. Nguyệt Nhi. Tần Liên vội hỏi, công tử, con bé vẫn khỏe chứ? Diệp Quân gật đầu, vẫn khỏe. Nguyên Trấn khẽ thở dài, không giấu gì ngươi, vợ chồng chúng ta đúng là đến từ điểm giao hư chân, ta đến từ thánh vực, vợ của ta đến từ huyết vực. Hai chúng ta là hai thế lực đối đầu nhau, nhưng ta và vợ yêu nhau thật lòng, vì ở cạnh nhau. Năm đó chúng ta nghe theo lời kêu gọi chư thần đến nơi này tiêu diệt nước cổ thần. Sau khi đến đây, chúng ta lựa chọn ở ẩn, nhưng không ngờ thực lực của đế chủ nước cổ thần quá mạnh, không chỉ đánh bại chư thần còn phong ấn nơi này, chúng ta vốn rất yếu, còn bị ông ta phong ấn, cho nên tu vi lập tức mất sạch. Diệp Quân hỏi, vì sao hai người lại đi ra bên ngoài? Nguyên Trấn đáp, ta muốn tìm trưởng bối của thánh địa. Lúc trước bọn họ chết ở đây, nhưng vì lạc đường. Trời xui đất khiến đi tới rừng khấp hồn, sau đó bị vị thần trong kia phong ấn linh hồn. Diệp Quân nói, hai người muốn trở về à? Nguyên Trấn do dự một lát rồi nói, đúng là muốn trở về xem sao. Diệp Quân nói,
thực lực của các ông bây giờ quá yếu, ở nơi này rất nguy hiểm, quay lại thôn Nguyên đi. Nguyên Chấn gật đầu, công tử, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, vợ chồng chúng ta không có gì báo đáp. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, một miếng ngọc bội xuất hiện. Ông ta đưa ngọc bội cho Diệp Quân, công tử, sau này nếu có cơ hội đi tới điểm giao hư chân, ngươi đưa thứ này cho thánh chủ của thánh địa, có lẽ nó sẽ giúp ích được cho ngươi. Diệp Quân vốn muốn từ chối, nhưng Nguyên Chấn lại khẩn cầu, xin công tử đừng từ chối, nhờ ngươi đấy. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Sau đó, hắn nhận lấy ngọc bội. Nguyên Chấn lại nói, nếu vị thánh chủ kia hỏi về ta, xin công tử nói là ta đã hy sinh ở đây rồi. Dứt lời, ông ta đỡ Tần Liên bên cạnh cúi thấp người với Diệp Quân, sau đó xoay người đi về phía xa. Hai người đi chưa bao lâu thì gặp phải một người đàn ông mặc áo đạo sĩ. Người này là chủ nhân Bút Đại Đạo. Hai người đều khá đề phòng. Chủ nhân Bút Đại Đạo mỉm cười, đừng căng thẳng, ta không có ác ý, chỉ muốn thương lượng một chuyện với các người thôi. Nguyên Chấn trầm giọng hỏi, các hạ muốn thương lượng chuyện gì? Chủ nhân Bút Đại Đạo đáp, là thế này, cả đời ta lười biếng đã quen, chỉ từng thu nhận một học trò. Bây giờ ta muốn nhận thêm một học trò nữa. Hai người đều tỏ vẻ nghi ngờ, Nguyên Chấn hỏi, ông vừa ý ta sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo vội xua tay, không không không. Ta thích con gái của hai người, chính là Nguyệt Nhi cô nương kia. Sắc mặt hai người nhất thời thay đổi. Sắc mặt Nguyên Chấn và Tần Liên rất khó coi, ngoài ra còn có vẻ khó tin. Chủ nhân Bút Đại Đạo mỉm cười nói, thuật ẩn thân của các người đúng là rất lợi hại, nhưng đó cũng chỉ là trò vặt với ta mà thôi. Nguyên Chấn trầm giọng nói, các hạ, chúng ta có thể suy nghĩ thêm không? Chủ nhân Bút Đại Đạo gật đầu, đương nhiên là được rồi. Sau đó, ông ta bật cười, yên tâm, ta không phải kiểu người thích ép buộc người khác, nếu các người thật sự không muốn cũng chẳng sao, nhưng ta có thể cho các người biết, có sự giúp đỡ của ta, các người sẽ không thể tưởng tượng ra thành tựu của cô bé đâu. Hai người im lặng. Sau khi Nguyên Chấn và Tần Liên biến mất, Diệp Quân nhìn miếng ngọc bội trong tay. Điểm giao hư chân. Sau một lúc im lặng, Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía khu rừng vô cùng tĩnh lặng, không có tiếng động gì. Diệp Quân hơi lo lắng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên từ trong rừng. Ầm. Khắp khu rừng u ám trở nên rung động dữ dội, sau đó khu rừng bỗng bốc cháy, ngọn lửa hừng hực bốc lên cao, lao thẳng lên bầu trời, vô cùng chói mắt. Lúc này, mấy trăm cổ thần vệ chậm rãi bước ra từ bên trong, trên người bọn họ ngoài kim quang ra còn có cả ánh lửa. Diệp Quân đi đến trước mặt bọn họ, một cổ thần vệ bỗng lấy một chiếc nhẫn không gian ra đưa cho Diệp Quân. Thấy cảnh này, Diệp Quân sửng sốt. Trong nhẫn không gian có khoảng mấy trăm nghìn chân linh tinh, không chỉ thế còn có mười mấy món tiên khí. Những người này cướp sạch đồ của vị thần kia rồi. Cổ bàn chợt lên tiếng, xem ra sau khi bị phong ấn, thực lực của mấy thần này đã giảm đi nhiều. Diệp Quân đáp, đương nhiên rồi. Sau đó, hắn cầm lấy nhẫn không gian trước mặt, bật cười, hắn không ngờ những cổ thần vệ này lại được việc như thế. Nếu dẫn mấy người này đi một vòng ở đây thì sẽ thu hoạch được bao nhiêu bảo bối đây nhỉ? Dù rất hấp dẫn nhưng hắn vẫn không làm như thế. Chính sự quan trọng hơn. Đi tới cổ thần đô trước đã. Diệp Quân nhìn về phía cổ thần vệ dẫn đầu kia, đi tới cổ thần đô. Cổ thần vệ kia cung kính hành lễ, sau đó vung tay, mấy cổ thần vệ sau lưng lập tức đứng sang hai hàng, tạo thành một con đường. Diệp Quân nhìn thoáng qua mấy cổ thần vệ, hắn và cổ bàn cùng nhau đi tới khu rừng đang bốc cháy kia, lúc đi ngang qua khu rừng, hắn nhìn thấy một ngôi mộ cổ, bên trong có hơi thở mạnh mẽ ẩn hiện. Thần! Hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân thu hồi tầm mắt, dẫn một nhóm cổ thần vệ biến mất ở chỗ xa. Dưới sự hộ tống của nhóm cổ thần vệ, con đường đi tới phương Bắc của Diệp Quân và cổ bàn vô cùng thuận buồm xuôi gió, không có chút trở ngại nào. Thực lực của nhóm cổ thần vệ ở đây đương nhiên không phải mạnh nhất, nhưng lại có thể đánh bại kẻ được gọi là thần. Lúc này những người đó đều đang bị phong ấn, nên bọn họ bây giờ có thể nói là những tồn tại không thể động vào. Khoảng 3 ngày sau khi Diệp Quân và cổ bàn đi qua một con sông, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một tòa thành nguy nga. Cổ thần đô. Nhìn từ vị trí của bọn họ, cổ thần đô kia tọa lạc trên một cao nguyên, tòa thành không được trọn vẹn cho lắm,
tường thành ở một vài chỗ bị sụp, nhưng trông vẫn rất nguy nga. Trên những tường thành bị sụp đó còn có một vài pho tượng khổng lồ cao đến mấy trăm trượng, những pho tượng kia cũng đều không được lành lặn. Khắp nơi xung quanh tòa thành đều có những dấu vết đổ nát, nơi đó còn có một vực sâu to lớn không thấy đáy, giống như một cái động đen, sâu không lường được. Cổ Bàn nhìn về phía xa, khẽ nói, trận chiến năm đó dữ dội thật đấy. Diệp Quân gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của nhóm cổ thần vệ, mọi người chậm rãi tiếp cận cổ thần đô, mà ngay sau đó, Diệp Quân và Cổ Bàn lập tức cảm nhận được một luồng khí đáng sợ. Khí đế vương. Diệp Quân và Cổ Bàn nhìn nhau, ánh mắt hai người đều rất nặng nề. Khí đế vương này thật sự hơi đáng sợ, bên trong chứa đựng uy nghiêm vô thượng, khiến người khác không nhịn được muốn quỳ xuống đất. Nhưng khi khí đế vương đến gần bọn họ, nhưng nó không nhằm vào bọn họ mà chủ động tách ra, nhường đường cho bọn họ. Đây rõ ràng là công lao của những cổ thần vệ kia. Chẳng mấy chốc, đoàn người đi tới trước cổng chính của cổ thần đô, cổng chính đã bị phá hư, cửa rơi khắp dưới đường, mà bên trên đó vẫn thấy thấp thoáng một vài phù văn cổ xưa. Lúc này, những cổ thần vệ kia bỗng dừng lại, bọn họ đi tới trước cổng lớn, sau đó cung kính nhặt cửa lên, đặt nó sang một bên rồi quay lại bên cạnh Diệp Quân và Cổ Bàn, tiếp tục hộ tống hai người đi vào. Sau khi đi vào thành, nơi này vô cùng yên tĩnh, khắp nơi đều đống đổ nát, bị tàn phá nặng nề, chỉ có một vài kiến trúc cao tầng còn cho thấy sự huy hoàng trước đây của tòa thành này. Nước cổ thần. Hai người đều hơi bùi ngùi. Có thể tưởng tượng nước cổ thần trước đây huy hoàng thế nào, mà bây giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn như thế. Trên đường phố rộng rãi vô cùng vắng lặng. Càng đi sâu vào thì khí đế vương kia càng dày đặc, cũng may có những cổ thần vệ này hộ tống, nếu không bọn họ hoàn toàn không thể xuyên qua khí đế vương này để đi vào trong thành. Không biết đã đi bao lâu, mấy cổ thần vệ kia bỗng dừng lại, trước mặt bọn họ là một bậc thang rộng lớn, bậc thang dài tận nghìn trượng kéo dài lên trên, cao tận mấy trăm trượng, cuối cầu thang là một đại điện nguy nga lộng lẫy. Mấy cổ thần vệ kia đột nhiên quỳ xuống, còn cổ thần vệ dẫn đầu thì cúi thấp người với Diệp Quân, sau đó đưa tay ra hiệu. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi lên bậc thang, sau khi đi được hai bước, hắn bỗng dừng lại rồi quay đầu nhìn Cổ Bàn cách đó không xa, vì Cổ Bàn không hề di chuyển. Cổ Bàn cười nói, người họ mời là huynh. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, không cần lắm chuyện thế đâu, cùng nhau đi vào đi. Cổ Bàn nhìn chằm chằm Diệp Quân, huynh chắc chứ? Diệp Quân cười nói, Cổ huynh, huynh không thấy tò mò về đế chủ của nước cổ thần sao? Cổ Bàn cười đáp, đương nhiên ta cũng muốn gặp nhân vật như thế, nhưng đây là cơ duyên của huynh. Diệp Quân lại nói, không cần phải suy nghĩ nhiều vậy đâu, đi thôi. Thấy Diệp Quân không giống đang nói đùa, Cổ Bàn cũng không từ chối nữa, gã gật đầu rồi đi theo. Hai người đi về phía cung điện trên bậc thang. Cổ Bàn bỗng tò mò hỏi, Diệp huynh, nếu huynh thắng được chủ nhân bút đại đạo thì sẽ thế nào? Diệp Quân cười nói, xây dựng trật tự, huynh sẽ giúp ta xây dựng trật tự. Cổ Bàn hỏi, nếu thua thì sao? Diệp Quân khẽ nói, vậy thì chỉ có thể ngậm ngùi làm vua dựa dẫm vô địch thôi. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, vua dựa dẫm vô địch. Diệp Quân gật đầu, ta không đùa, nếu ta thật sự đi đến bước đó, một mình có thể càn quét toàn bộ điểm giao hư chân. Không đúng không đúng, ta hơi khiêm tốn, phải là càn quét tất cả mọi thứ. Cổ Bàn. Diệp Quân cười nói, thật ra cảm giác đó chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Cổ Bàn nói một cách nghiêm túc thì gọi người cũng là một loại năng lực. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn lại nói, đương nhiên chắc chắn cao thủ chân chính đều dựa vào bản thân mình, lúc nào cũng vậy, dựa vào người khác không bằng dựa vào mình. Lựa chọn của huynh là đúng, bản thân mình có, không cần cầu xin người khác, mới có thể sống ngay thẳng, sống có tự tôn nhất. Diệp Quân cười nói, anh hùng quan điểm giống nhau. Khi hai người sắp đi đến đại điện, một ông lão mặc áo bào trắng bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt. Hai người nhóm Diệp Quân phát hiện bọn họ không phải bản thể mà chỉ là một hư ảnh. Ông lão nhìn lên người Diệp Quân, ông ta quan sát hắn một lúc lâu rồi mới nói, mời công tử đi theo ta. Dứt lời, ông ta xoay người đi về phía đại điện, lúc đi tới trước cửa, cửa điện chậm rãi mở ra. Diệp Quân và Cổ Bàn cùng nhau đi vào, đại điện vô cùng rộng lớn, trong đại điện có tận mấy chục nghìn cây trụ đá, mỗi trụ đá đều to tận mười mấy trượng, bên trên điêu khắc phù văn cổ xưa.
Đại điện không chỉ rất rộng mà còn rất dài, ông lão áo trắng dẫn Diệp Quân và Cổ Bàn đi sâu vào trong, ở cuối tầm mắt là một ngai vàng, trước ngai vàng có một cái quan tài băng. Thấy quan tài băng, Diệp Quân lập tức cảm thấy tò mò. Còn Cổ Bàn thì lại tò mò quan sát xung quanh bằng ánh mắt hiếu kỳ. Ông lão dẫn Diệp Quân và Cổ Bàn đi tới trước quan tài băng, ông ta hành lễ với quan tài, sau đó xoay người nhìn Diệp Quân, Diệp Quân cũng nhìn ông ta, tiền bối, đế chủ kia ở bên trong à? Ông lão lắc đầu, không phải. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Ông lão nói, mời công tử tiến lên. Diệp Quân đi đến trước quan tài băng, nắp quan tài chậm rãi mở ra, có một cô gái nằm bên trong, cô gái mặc váy trắng như tuyết, khuôn mặt tựa ngọc. Xinh đẹp đến mức khiến người ta thấy ngạt thở. Diệp Quân quay đầu nhìn ông lão với vẻ hoài nghi. Ông lão nhìn Diệp Quân, đế chủ đã biết công tử đến, cũng biết mục đích của công tử, ngài ấy có thể đồng ý với công tử. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông ta, vì sao? Ông lão nói, các người ưu tú, còn rất đặc biệt, công tử bên cạnh cầu tuy chỉ là một ý thức, nhưng lại có đại đạo độc nhất vô nhị trên thế gian, thiên phú như thế không thua kém đế chủ năm đó một chút nào. Dứt lời, ông ta xoay người nhìn về phía Cổ Bàn, đế chủ nói chiêu thương tinh liệt củ đó của ngươi rất được, thật sự là chiến kỹ đứng đầu dưới thần. Cổ Bàn bình tĩnh nói, ta còn có chiêu khác mạnh hơn. Ông lão gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Quân, còn về một người đàn ông mặc áo đạo sĩ khác. Đương nhiên người đó cũng không đơn giản chút nào, ông ta đạo ngoại đạo, pháp ngoại pháp, rất lợi hại, đế chủ nói đạo pháp đó đã vượt qua nhận thức của thế giới này và điểm giao hư chân. Còn ngươi, nói đến đây, ông ta thoáng dừng lại, sau đó mới tiếp tục, ngươi rất ưu tú, cũng rất yêu nghiệt, nhưng lựa chọn ban đầu của đế chủ không phải ngươi. Diệp Quân nói, lựa chọn lúc đầu của ngài ấy là chủ nhân bút đại đạo sao? Ông lão gật đầu, nhưng cuối cùng đế chủ lại từ bỏ. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Ông lão đáp, vì ngươi tu luyện đạo trật tự. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Ông lão cười khẽ. Vẫn còn nhớ chuyện ngươi làm ở thôn Nguyên chứ? Diệp Quân thấy khó hiểu, chuyện gì cơ? Ông lão nói, đào giếng. Diệp Quân sửng sốt. Ông lão nhìn hắn chằm chằm, một người biết trân trọng mạng sống của người bình thường chắc chắn sẽ không dâng hiến chúng sinh, cũng sẽ không dâng hiến. Nói đến đây, ông ta bỗng dừng lại. Diệp Quân nghe mà chẳng hiểu gì. Ông lão quay đầu nhìn về phía quan tài, công tử, thân phận của cô nương này khá đặc biệt. Năm đó đại chiến diễn ra, đế chủ đích thân phong ấn cô ta, tạm dừng lại tuổi thọ của cô ta. Đế chủ sẽ tặng toàn bộ đế khí và báu vật của nước cổ thần cho cậu, thậm chí cả thần khí tối cao kia. Ngài ấy chỉ có một điều kiện là cậu phải bảo vệ cô ta, để cô ta không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối. Chuyện này ta không dám hứa bừa, vì ta không biết cô nương này. Có nhân quả đáng sợ nào không? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, có, nhân quả còn lớn hơn cả trời. Diệp Quân im lặng. Ông lão lại nói, nước cổ thần chúng ta có 16 đế khí, 90.000 tiên khí, ngoài ra còn có hàng trăm triệu chân linh tinh. Diệp Quân chợt nói, nhân quả này, huynh đệ chúng ta sẽ nhận. Hả? Cổ Bàn ngây người, huynh đệ, huynh nói ta sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Cổ Bàn, nghe được lời nói của Diệp Quân. Cổ Bàn vội vàng nói, đừng, đừng, người tự lấy đi. Mặc dù gã cứng rắn, nhưng cũng không ngốc. Có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể làm được, mà nhân quả trên người cô gái trước mắt này rõ ràng không phải là nhân quả bình thường, nhân quả gì là đáng sợ nhất? Nhân quả không biết mới là đáng sợ nhất. Diệp Quân đột nhiên nói, sẽ chia cho ngươi một nửa đồ vật. Hắn biết, đây nhất định không phải là chuyện hắn có thể giải quyết một mình được. Nhất định phải tìm người cùng nhau gánh vác. Phân chia một nửa. Cổ Bàn im lặng một lúc, rồi mới nói, không thành vấn đề. Trước mặt có nhiều đế khí như vậy, không biết nhân quả hình như cũng không đáng sợ như vậy. Ông lão áo trắng liếc mắt nhìn hai người một cái, các ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quân gật đầu, chắc chắn. Đã đến chỗ này rồi thì hắn cũng không có đường lui nữa. Ông lão áo trắng gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra. Trong tay ông ta xuất hiện một chiếc nhẫn băng, quan tài băng kia đột nhiên hóa thành một tia sáng bằng băng chìm vào trong chiếc nhẫn băng, ông ta đưa chiếc nhẫn băng cho Diệp Quân. Diệp Quân nhận lấy chiếc nhẫn băng, mà lúc này, ông lão áo trắng đột nhiên nói, công tử, nước cổ thần của chúng ta được công tử đồng ý,
nhất định sẽ dùng hết sức để giúp đỡ cho công tử, và xin hãy bảo vệ cho vị cô nương này thật tốt. Nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt của ông lão áo trắng, Diệp Quân hơi do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta phải bảo vệ cô ấy cả đời à. Ông lão áo trắng lắc đầu, nếu cô ấy tự nguyện rời đi thì công tử không cần phải bảo vệ nữa, nhưng nếu cô ấy đi theo bên cạnh công tử, vậy thì xin công tử vẫn tiếp tục bảo vệ đi. Diệp Quân nói, có thể tiết lộ nguồn gốc của cô ấy một chút không? Ông lão áo trắng lại lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Quân bỗng nhiên hơi nhức đầu. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân, chờ đợi câu trả lời của Diệp Quân. Diệp Quân cũng không rối rắm nữa, nhận lấy nhẫn không gian, nếu ta còn sống thì cô ấy cũng còn sống. Ông lão áo trắng gật đầu, mỉm cười và nói, nước cổ thần của ta tin tưởng công tử. Nói xong, ông ta mở rộng lòng bàn tay ra, một đạo kim quang rơi xuống mặt đất. Ông lão áo trắng nhìn về phía Diệp Quân, công tử, xin mời bước vào kim quang. Diệp Quân hỏi, đây là... Ông lão áo trắng nói, nước cổ thần của ta có ba thánh địa lớn, kho vũ khí của cổ thần, kho báu của cổ thần, và di tích của cổ thần. Bên trong kho vũ khí của cổ thần này chứa đựng tất cả những sách cổ về thần thông và sách cổ về võ thuật của nước cổ thần của ta từ xưa đến nay. Cho dù những sách cổ về võ thuật và sách cổ về thần thông này được đặt ở giao giới của hư chân thì cũng là cao cấp nhất, còn về kho báu của cổ thần, tất cả đế khí, tiên khí và tinh thể chân linh đều ở bên trong. Mà di tích của cổ thần này là nơi tu luyện của nước cổ thần của ta, chỉ có những con cháu thuộc dòng chính của hoàng thất của nước cổ thần của ta mới có thể đi vào trong đó để tu luyện. Nói xong, ông ta nhìn về phía đạo kim quang trước mặt Diệp Quân, đây là một trận pháp dịch chuyển. Công tử bước vào trong đó là có thể tiến vào kho vũ khí của cổ thần. Diệp Quân gật đầu, hắn đi vào, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn về phía cổ bàn đang đứng ở bên cạnh, còn ngây ra đó làm gì vậy? Vào đi! Cổ bàn nhận ra một cách muộn màng, ồ! Gã bước vào. Kim quang lóe lên, chẳng mấy chốc, ba người đã xuất hiện bên trong một mảnh ngân hà rực rỡ. Bên trong mảnh ngân hà này có hàng triệu tia sáng của đạo nổi lơ lửng ở xung quanh, mỗi một tia sáng đều ẩn chứa một loại thần thông và võ thuật. Ông già áo trắng ở bên cạnh hai người dùng giọng nói nhẹ nhàng nói, tất cả thần thông và võ thuật của nước cổ thần của ta đều ở chỗ này, từ giờ phút này trở đi, chúng nó chính là của hai vị. Mà cổ bàn ở bên cạnh tiện tay cầm một quyển lên xem, sau khi nhìn hai lần, gã lắc đầu, sau đó đặt sang một bên. Rõ ràng là không coi trọng. Ông lão áo trắng mỉm cười và nói, các hạ không ưng à. Cố bàn gật đầu, đúng là không ưng lắm. Ông lão áo trắng đột nhiên chỉ vào một chỗ phía xa, các hạ có thể đi đến đó. Cổ bàn ngẩng đầu nhìn sang, cuối tầm mắt có một tòa lầu nhỏ. Ông lão áo trắng nói, năm đó nó được đế chủ xây dựng, ngoài những thứ do đế chủ sáng chế thì còn có những thứ do chính ngài ấy sưu tầm, các hạ có thể đi nhìn một cái. Cổ bàn gật đầu, cơ thể run lên. Khi xuất hiện lại thì đã ở bên trong tòa lầu rồi. Gã tùy tiện cầm một quyển lên, vừa mở ra xem thì trong mắt lập tức hiện lên một tia cực kỳ ngạc nhiên. Cổ bàn đột nhiên nói, Diệp huynh, nơi này có một quyển kiếm kỹ, ngươi có muốn lấy không? Diệp Quân còn chưa kịp nói chuyện thì cổ bàn đã đưa bản kiếm kỹ đến trước mặt hắn. Diệp Quân mở ra xem thì nhìn thấy, đạo pháp kiếm. Diệp Quân trở nên hứng thú, hắn cẩn thận đọc một chút, dần dần. Vẻ mặt hắn càng trở nên nghiêm túc. Đạo pháp kiếm, dùng đạo pháp của chính mình để ngưng tụ thành tâm kiếm, một khi tâm kiếm hoàn thành thì tất cả các đạo đều sinh ra, tự đạt được tất cả các pháp, mỗi một điểm nhỏ trên thế gian đều là kiếm. Đây cũng không phải là một loại kiếm kỹ đơn giản, mà là một loại đại đạo, học kiếm kỹ này thì phải có hiểu biết sâu sắc về đạo và pháp, sau đó cô đọng đại đạo của mình vào trong tâm kiếm chuyên dùng để giết tâm, chuyên pháp, chuyên phá vỡ đạo. Sau khi tu luyện đến mức cuối cùng, chỉ bằng một suy nghĩ trong lòng, tất cả các pháp và các đạo đều sẽ bị tiêu diệt hết. Dùng đại đạo ngưng tụ thành kiếm. Diệp Quân im lặng. Đại đạo của hắn là kiếm đạo vô địch và kiếm đạo trật tự. Hắn cũng có thể đủ khả năng để ngưng tụ đại đạo của mình thành kiếm được, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hợp nhất kiếm vào trong tim, dùng trái tim để điều động nó. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã có thể nhận ra được cốt lõi của kiếm kỹ này. Thứ nhất là đạo, thứ hai là tâm, thứ ba mới là kiếm. Tâm có thể chứa đựng được tất cả. Đại đạo, kiếm đạo, đều có thể được chứa đựng trong tâm.
Đây chính là ý nghĩa thực sự của câu nói mà người đời thường nói kia, trong lòng có kiếm, mọi thứ đều có thể là kiếm. Diệp Quân nở nụ cười. Mặc dù sức mạnh của kiếm kỹ này rất mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng nhất kiếm quyết sinh tử và thuật trảm thiên bạt kiếm của hắn, nhưng kiếm kỹ này lại cung cấp cho hắn một cách suy nghĩ khác, một cách suy nghĩ hoàn toàn mới về kiếm đạo, khiến cho hắn nhận ra rằng kiếm đạo có nhiều tính chất hơn. Cho dù là nhất kiếm quyết sinh tử hay là thuật trảm thiên bạt kiếm, đối với hắn thì bây giờ hai kiếm kỹ này đã đạt đến bình cảnh rồi, nếu gặp phải kẻ địch có cùng cấp bậc thì đương nhiên không có vấn đề gì, hắn hoàn toàn có thể đè bẹp được. Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn không gặp được người nào có cùng cấp bậc với hắn, cho nên, đối với hắn thì bây giờ hai kiếm kỹ này đã không còn đủ dùng nữa rồi. Phải thay đổi. Diệp Quân bỗng nhiên khẽ thở dài, hắn chợt nhận ra rằng không có kẻ thù nào của Diệp Quân hắn đây là bình thường cả, đương nhiên, hắn cũng có thể hiểu được điều đó. Bởi vì kẻ thù bình thường chắc chắn không thể trở thành đối thủ của Diệp Quân hắn được, cho nên, cha già mới có thể khiến cho hắn phải chiến đấu với những kẻ thù không bình thường này. Hắn thực sự là hơi đau chứng. Quá yếu thì không có hứng thú. Quá mạnh thì lại thật sự không thể đánh lại. Mình thực sự quá khó khăn. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cổ bàn bên trong tòa lầu kia, ta muốn đi xem kho báu, ngươi có đi không? Cổ bàn liên tục xua tay. Không đi, không đi. Lúc này, gã đã xem đến mức say mê. Còn là một kẻ cuồng võ thuật. Diệp Quân nở nụ cười, cổ huynh, ngươi không sợ ta sẽ độc chiếm báu vật của nước cổ thần à? Cổ bàn còn không quay đầu lại, đều là vật bên ngoài, có cũng được, không có cũng được. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn nhìn thoáng qua cổ bàn, sau đó quay đầu nhìn về phía ông lão áo trắng ở bên cạnh, ông lão áo trắng mỉm cười và nói, ta dẫn ngươi đi. Diệp Quân gật đầu, được. Chẳng mấy chốc, hai người đã biến mất khỏi đây. Khi hai người xuất hiện lại lần nữa thì đã ở trong một tòa đại điện cực kỳ rộng lớn, trong tòa đại điện này bày đủ loại thần vật, cấp thấp nhất cũng là tiên khí. Ánh mắt của Diệp Quân sáng lên. Đương nhiên là hắn cũng không để ý đến những thần vật này lắm, dù sao thì hắn cũng có tháp gia và kiếm thanh huyên, hai thần vật này không phải là thứ mà đế khí có thể so sánh được. Nhưng thế lực đằng sau hắn cần những thứ này. Có những thứ này của nước cổ thần thì toại cổ kim kia có thể tạo ra được một siêu thế lực cực kỳ khủng bố trong thời gian rất ngắn. Hắn tin vào khả năng của toại cổ kim, chỉ cần đưa tiền và tài nguyên cho cô ta, không bao lâu nữa, một siêu thế lực còn khủng bố hơn cả nước cổ thần sẽ xuất hiện trên thế gian. Ông lão áo trắng bên cạnh Diệp Quân đột nhiên chỉ về phía xa, công tử, bên đó có một thanh kiếm, đó là đế khí, ngài muốn lấy không? Diệp Quân nhìn theo ngón tay của ông lão áo trắng, nơi tầm mắt rơi xuống là nơi có một thanh kiếm thần với ngọn lửa màu đen tỏa ra quanh thân đang trôi nổi. Ông lão áo trắng nói, thanh kiếm này tên là Tiết Độc, trước đây là thanh kiếm của Sầm Âm, bậc thầy về kiếm đạo của nước cổ thần của ta, thanh kiếm này đã từng giết thần, nhưng sau khi giết thần thì nó bị ngọn lửa đen quấn quanh, linh lực của nó đã bị tản đi hết, bản thân linh hồn của kiếm cũng bị giam cầm trong kiếm không thể thoát ra được. Nói xong. Trong mắt ông ta hiện lên một tia phức tạp, đây là cái giá của việc giết thần. Diệp Quân hơi tò mò, giết thần còn có giá phải trả ư? Ông lão áo trắng gật đầu, có, hơn nữa còn rất nặng. Diệp Quân đột nhiên cảm thấy hơi may mắn và nghĩ lại mà sợ, nếu lúc trước Ngụy Thần không đi trên chọc cha già thì bây giờ với khả năng của hắn, cho dù có thật sự liều mạng thì cũng không thể đánh bại được vị Ngụy Thần kia. Cha già vẫn có bản lĩnh đấy. Ông lão áo trắng nói. Công tử, người có muốn lấy thanh kiếm này không? Diệp Quân thu hồi ý nghĩ, ánh mắt dừng lại ở trên thân kiếm, hắn đi tới, mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm này khẽ rung lên. Ông lão áo trắng nói, công tử phải cẩn thận, bây giờ bên trên thanh kiếm này có thần lực bám vào. Mà lúc này, thanh kiếm đã bay vào trong tay của Diệp Quân. Trong khoảnh khắc Diệp Quân cầm kiếm kia, đôi mắt của hắn đột nhiên mở to. Bởi vì một luồng thần lực cực kỳ khủng bố đã trực tiếp muốn xâm nhập vào cơ thể của hắn một cách mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Quân lập tức kích hoạt huyết mạch phong ma trong cơ thể, huyết diễm bùng cháy, trong nháy mắt đã đàn áp được luồng thần lực kia, không những vậy, huyết mạch phong ma hùng mạnh còn thuận tiện chảy vào bên trong thanh kiếm, tiết độc này, toàn bộ thanh kiếm trực tiếp bốc cháy, điên cuồng đốt cháy luồng thần lực kia. Ông lão áo trắng ở bên cạnh lập tức hơi ngạc nhiên, bởi vì ông ta phát hiện sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân đang cắn nuốt thần lực kia. Đây rốt cuộc là loại huyết mạch gì?
thậm chí còn có thể cắn nuốt cả thần lực ư. Chẳng bao lâu sau, thần lực trên thân của thanh kiếm, tiết độc này đã hoàn toàn bị huyết mạch phong ma của Diệp Quân cắn nuốt sạch sẽ. Mà khí tức của Diệp Quân cũng được tăng lên rất nhiều. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, rồi khen ngợi, đúng là thần lực rất thuần khiết. Ông lão áo trắng. Trước mặt Diệp Quân, sau khi thần lực trên thanh kiếm, tiết độc, này bị loại bỏ thì linh hồn của kiếm lại nhìn thấy ánh mặt trời, nó xoay quanh Diệp Quân, phát ra từng tiếng kiếm minh hưng phấn. Ông lão áo trắng mỉm cười và nói, nó đang cảm ơn ngươi. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm tiết độc này lập tức rơi vào trong tay hắn. Hình như là nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân nhìn về phía ông lão áo trắng, tiền bối, chủ nhân bút đại đạo kia bây giờ đang làm gì? Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân, có hai tin xấu, người muốn nghe tin nào trước? Diệp Quân sầm mặt, tiền bối, hai tin này đều là tin xấu, nghe tin nào trước có ý nghĩa gì với ta không? Ông lão áo trắng trầm giọng nói, ta nghe được rằng bây giờ chủ nhân bút đại đạo đã liên kết với vài thần. Diệp Quân nhìn ông lão áo trắng, đế chủ có thể phong ấn họ, đúng chứ? Ông lão áo trắng nói, trước kia thì có thể, nhưng bây giờ. Đây là tin xấu thứ hai mà ta nói. Sắc mặt Diệp Quân sa sầm, nếu những vị thần đó bị phong ấn thật ra cũng không đáng sợ như vậy, nhưng nếu không bị phong ấn. Những kẻ này đều là những tồn tại đáng sợ trên cả cảnh giới gần 10 phần chân. Có đánh cũng không thắng. Hoàn toàn không có khả năng thắng. Ông lão áo trắng nói, công tử, xin hãy cất hết bảo vật ở nơi này đi. Diệp Quân quay đầu lại nhìn các đế khí và tiên khí xung quanh, đây đều là củ khoai bỏng tay. Diệp Quân bật cười, có được lợi thì phải trả giá, thế gian này nào có chuyện tốt gì được cho không đâu. Hắn vung tay lên, cất hết tất cả đồ vật ở đó vào. Một lát là xong. Diệp Quân nhìn ông lão áo trắng, bắt đầu từ lúc này nước cổ thần sẽ toàn lực hỗ trợ ta, đúng không? Ông lão áo trắng gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, chúng ta còn chiêu đặc biệt nào nữa không? Ông lão áo trắng lặng thinh. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, tiền bối, lẽ nào chỉ một mình ta sao? Ông lão áo trắng cười nói, ta muốn nói, vừa rồi ta quên nói một chuyện, thật ra vẫn còn một tin xấu nữa. Diệp Quân, ánh mắt ông lão áo trắng hiện lên vẻ lo lắng, công tử, thật ra cho dù không có chủ nhân bút đại đạo, phong ấn của các vị thần đó cũng sẽ được giải. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông lão áo trắng, đế chủ không chống đỡ được à? Ông lão áo trắng gật đầu, năm đó một mình đế chủ tự chống lại các vị thần, mặc dù cuối cùng cô ấy đã đánh bại và phong ấn họ bằng thần khí siêu cấp đó. Nhưng bản thân cô ấy cũng bị thương nặng, hơn nữa. Nói đến đây, ông ta không nói tiếp nữa. Diệp Quân hơi đau đầu, không đúng là đau chứng. Cực kỳ đau. Ông lão áo trắng lại nói, công tử, bây giờ vẫn còn chút thời gian, cậu phải quý trọng chút thời gian này, chúng ta đến cổ thần khư đi. Nói rồi cơ thể hai người bỗng trở nên hư ảo. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đến một thế giới màu xám, xung quanh có rất nhiều tấm bia đá chọc trời sừng sững. Diệp Quân thấy linh khí ở đây cực kỳ dồi dào, không chỉ thế, nó còn khác hẳn với linh khí ở thế giới bên ngoài. Ông lão áo trắng nói. Công tử, nơi này là thánh địa tu luyện của nước cổ thần bọn ta, mỗi cột đá chọc trời ở đây đều tượng trưng cho một đại đạo. Tất nhiên kiếm đạo của công tử đã được thành lập, hơn nữa hai loại kiếm đạo đều là kiếm đạo cực kỳ mạnh trên thế gian, thế nên không cần đi đến bất kỳ loại nào trong đó nhưng cũng có thể học hỏi từ nó, hoàn thiện kiếm đạo của mình. Diệp Quân gật đầu, ta cũng có ý này. Kiếm đạo trật tự của hắn chỉ cần có đủ sức mạnh tín ngưỡng thì trở thành sự tồn tại vô địch. Nếu không có sức mạnh tín ngưỡng thì uy lực sẽ có hạn. Thế nên hắn thật sự rất cần hoàn thiện kiếm đạo vô địch. Tâm vô địch của hắn vẫn chưa đủ mạnh. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng xòe tay ra, sông đại đạo đó xuất hiện trong tay hắn, tiền bối, đế khí này có vấn đề gì à? Ông lão áo trắng nhìn sông đại đạo đó, dòng sông này cũng là một trong các đế khí của nước cổ thần ta, năm đó nó đã đầu hàng trong trận chiến với một vị thần. Đầu hàng. Diệp Quân sửng sốt. Ông lão áo trắng nhìn chằm chằm sông đại đạo đó, trong dòng sông này có ý thức linh hồn của vị thần đó đang nuôi dưỡng bản thân trong đó, nhưng hiện tại nó đang ở trạng thái ngủ say, nếu cậu muốn chinh phục được dòng sông này thì sẽ đánh thức vị thần đó, với thực lực hiện giờ của cậu, một khi nó thức tỉnh, chắc chắn cậu sẽ tự hủy diệt mình. Diệp Quân gật đầu, cũng không bất ngờ,
vì chủ nhân bút đại đạo chưa từng làm việc gì giống người. Diệp Quân lại lấy lá bùa hắn lấy được từ Ngụy Thần, nói, tiền bối, cái này thì sao? Ông lão áo trắng hơi nhíu mày, bùa Ngụy. Diệp Quân nói, sau khi đánh chết Ngụy Thần, ta lấy được thứ này từ trên người ông ta. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân, cậu có chắc đã đánh chết không? Diệp Quân gật đầu. Xét về lý luận thì cha hắn đánh chết cũng chẳng khác gì hắn đánh chết cả. Thấy Diệp Quân gật đầu, ông lão áo trắng lắc đầu khẽ cười, cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa, ông ta nhìn lá bùa, công tử có được truyền thừa của Ngụy Thần rồi à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Ông lão áo trắng nói, vậy thì chúc mừng công tử. Diệp Quân hơi khó hiểu. Ông lão áo trắng mỉm cười nói, thứ mạnh nhất của Ngụy Thần không phải là thực lực của ông ta, mà là thuật khôi âm của ông. Thứ mà thuật khôi âm này mạnh nhất không phải là luyện chế những con rối, mà là con rối sống. Diệp Quân nhíu mày, con rối sống. Ông lão áo trắng gật đầu nói, đúng vậy, chính là luyện hóa người sống thành con rối. Đáng sợ nhất là sau khi luyện hóa người sống thành con rối, không những có thể giữ lại hoàn toàn sức mạnh của đối phương, mà còn có thể tăng cường đáng kể sức chiến đấu của đối phương bằng bùa tế này. Năm đó những con rối sống của Ngụy Thần này đã gây ra tổn thất nặng nề cho nước cổ thần ta. Diệp Quân nhìn ông lão áo trắng, cũng có thể luyện chế thần thành con rối sống không? Ông lão áo trắng nói, được chứ, năm đó Ngụy Thần có một con rối sống cấp thần đấy. Con rối sống. Diệp Quân như suy nghĩ điều gì đó, nếu luyện chủ nhân bút đại đạo thành con rối sống, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Ông lão áo trắng nói, bùa tế này của cậu thuộc đế khí rất có tính công dụng, mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng có tác dụng rất lớn, nếu cậu có nhiều con rối sống, thì sẽ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Diệp Quân gật đầu, sau đó nhìn ông lão áo trắng, thấy Diệp Quân nhìn sang, ông lão áo trắng vội nói, ta đã là người chết, không thể luyện chế ra con rối sống. Diệp Quân bật cười khanh khách, tiền bối, ông nghĩ đi đâu vậy? Mặc dù ta nghĩ như thế nhưng sẽ không làm đâu. Ông lão áo trắng. Lần đầu tiên ông lão áo trắng cảm thấy người này hơi nguy hiểm, ông ta vội nói, cậu tu luyện ở đây, ta ra ngoài nghe ngóng tin tức cho cậu. Nói rồi ông ta xoay người chạy ra ngoài. Diệp Quân nhìn xung quanh, hắn đi về phía mấy cột đá chọc trời. Đột nhiên, thần quang chiếu ra từ những cột đá, đi vào biển ý thức của Diệp Quân. Thoáng chốc trong đầu Diệp Quân hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Truyền thừa. Hắn không muốn kế thừa những đại đạo này mà là muốn mượn những đại đạo này để hoàn thiện kiếm đạo vô địch của mình. Trong mỗi cảnh tượng đều có một cường giả đỉnh cấp đang cho hắn mọi thứ, mà những cường giả này đều là cường giả đỉnh cấp ở các đời của nước cổ thần, trong đó có một số người đã đạt đến cấp thần. Võ đạo của họ có một đặc điểm chung là mạnh mẽ và cần cù, tiến bộ và bất khuất. Đại đạo rộng như biển lớn, không có giới hạn, nếu không có sự mạnh mẽ cần cù, tiến bộ bất khuất thì không thể đi đến cuối cùng, thành lập ra đạo của mình. Diệp Quân cũng phát hiện, sau khi thành lập đạo của mình, những người này đều đang bắt đầu đi vào con đường riêng. Con đường của người khác dù tốt đến đâu cũng là của người khác, nếu đi theo thì không thể vượt qua họ, chỉ có đi con đường của chính mình mới có thể đứng ở đỉnh cao. Lúc Diệp Quân giao lưu về đại đạo với những người đi trước đó, Cổ Bàn lại vô cùng thích thú nhìn thư viện võ học. Đối với gã, thật ra những võ học này không nhất thiết phải mạnh hơn sự sáng tạo của gã, nhưng những võ học này lại cho gã một tư tưởng khác. Nói như vậy dễ so sánh hơn, một miếng đậu phụ có thể luộc, cũng có thể xào. Bất kể thứ gì cũng có thể có tính đa dạng, có nhiều khả năng. Đại đạo cũng thế. Võ học lại càng như thế. Đôi khi thay đổi cách nghĩ có lẽ sẽ có thu hoạch không ngờ đến. Ở một bên khác, chủ nhân bút đại đạo đang ở một thành trên bầu trời, thành này từng thuộc về nước cổ thần, hơn nữa còn là thành phố hiến tế của nước cổ thần, còn người hiến tế là ai lại không một ai biết. Lúc chủ nhân bút đại đạo đến thành này, cả thành đều trống không, chỉ có một đại điện hiến tế. Chủ nhân bút đại đạo đi về phía đại điện hiến tế, lúc ông ta đến gần đại điện, một sức mạnh bí ẩn lại ngăn ông ta lại. Ông là chủ nhân bút đại đạo à? Một giọng nói bỗng vang lên trong đại điện hiến tế. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, là ta. Lúc này, một người đàn ông chậm rãi bước ra từ trong đại điện, người đàn ông mặc áo vải, tóc dài xõa ngang vai, rất tao nhã. Người đàn ông nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, ta từng nghe đến ông, năm đó ông từng chống lại ngoại vực giúp ngôn vương. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu,
có duyên với ông ta nên giúp một tay. Người đàn ông nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, người đến đây lẽ nào cũng vì thần vật đó à? Chủ nhân bút đại đạo nói, không phải. Người đàn ông lại nói, vì thiếu niên đó. Chủ nhân bút đại đạo nói, người biết hắn. Người đàn ông cười nói, sao lại không biết chứ? Bây giờ hắn đã được nước cổ thần chọn. Nói rồi gã ngồi xuống bậc đá trước cửa đại điện, chủ nhân bút đại đạo, ông đến tìm ta là vì cuộc tranh giành đại đạo gì đó giữa các ông nhỉ? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, ừ. Người đàn ông nở nụ cười đầy thích thú, ông cho ta được gì? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, để ngươi sống. Ha ha! Người đàn ông bật cười, chủ nhân bút đại đạo, ông có biết ta là ai không? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, ma thần. Người đàn ông nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, cười nói, vậy thì ông ta còn nói để ta sống. Cho dù năm đó cái tên cổ đạo thiên nắm giữ thần khí tối cao, cũng không thể giết ta, ông. Chủ nhân bút đại đạo không nói gì, ông ta xòe tay ra, một đạo ấn xuất hiện trong tay ông ta nhìn chằm chằm người đàn ông, không nói gì. Nụ cười trên môi người đàn ông biến mất, đạo ấn đó là một đạo, đạo ngoài đạo. Chỉ có người đạt đến cấp bậc của họ thì mới biết điều này có nghĩa là gì. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm người đàn ông, ta có thể tùy ý làm gì đó với những thứ mà ngươi theo đuổi cả đời. Đừng khoe khoang trước mặt ta, có hiểu không? Người đàn ông lặng thinh. Thấy đối phương im lặng, chủ nhân bút đại đạo biết ông ta đã đe dọa được đối phương, lúc này ông ta nghĩ đến cổ bàn. Ông ta sợ nhất hai loại người, một dĩ nhiên là vua dựa dẫm. Hai là kiểu như cổ bàn, loại người có chút thực lực, mặc dù không nhiều nhưng chắc chắn sẽ dám đánh người đi vào chỗ chết. Người đàn ông im lặng đứng trước đại điện. Chủ nhân bút đại đạo thu đạo ấn về, người cũng biết thằng danh kia không đơn giản, mà nó đã lựa chọn theo cổ thần. Ta cho người biết, cổ thần có thể không đủ sức để hoàn toàn tiêu diệt các ngươi, nhưng nó thì có. Người đàn ông cười, hắn ta đúng là không đơn giản, nhưng giết chúng ta. Người đang dọa ta đấy à? Chủ nhân bút đại đạo, ta không có thời gian khua môi múa mép với ngươi, xin thương. Bây giờ ta sẽ phân tích tình hình cho ngươi nghe một lần duy nhất, nếu còn già mồm nữa thì ta sẽ đi ngay. Ông ta đi đến vài bước, cổ đạo thiên phong ấn được các ngươi là nhờ món thần khí tối thượng đó, nhưng ta biết cổ đạo thiên không giáng thêm được bao lâu nữa, và phong ấn sẽ tự động mất hiệu lực. Ngươi cũng đang ỷ vào điều này đúng không? Xin thương liếc ông ta. Chủ nhân bút đại đạo. Tình hình bây giờ là một khi phong ấn biến mất, các ngươi lại tiếp tục đánh với nước cổ thần, nhưng lần này bọn họ lại được thằng danh kia giúp. Ta biết bọn, thần, các ngươi cũng tò mò về nó và đồng ý rằng nó không đơn giản, nhưng các ngươi chẳng ai để nó vào mắt cả. Ông ta lại nói, nhưng ta cho ngươi biết, thằng đó còn đáng sợ hơn cả nước cổ thần, dã tâm cũng to lớn hơn nhiều. Si thương bật cười, đạo trật tự, hắn còn muốn thống nhất vũ trụ à? Chủ nhân bút đại đạo. Chính là vậy đấy. Si thương nhíu mày, chỉ bằng hắn. Chủ nhân bút đại đạo bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng cũng biết vì sao mấy kẻ địch của Diệp quân cứ toàn thua rồi. Vì không có ai thật sự đánh giá hắn nghiêm túc cả. Tuổi còn quá trẻ nên khiến nhiều người tự động xem nhẹ, lại vì thân thế mà người ngoài sẽ chú ý đến thân nhân của hắn hơn và bỏ qua hắn. Nhưng ai suy nghĩ cẩn thận một chút sẽ thấy hắn là một tên yêu nghiệt. Có thể không rõ ràng lắm. Vì kẻ địch của hắn toàn vượt xa hắn về cảnh giới, nhưng nếu đặt vào cùng tuổi tác hoặc cảnh giới, Diệp Quân là vô địch. Bản thân chủ nhân bút đại đạo tuy cũng khinh thường Diệp Quân nhưng nội tâm ông ta vẫn luôn thừa nhận thằng danh này, dẫu sao nó cũng là người ban đầu ông ta lựa chọn. Ông ta không cho rằng mấy tên thần này ngu dốt lắm. Sức mạnh của nhà họ Dương vượt xa nhận thức của họ nên họ xem thường hoặc không để ý đến Diệp Quân là lẽ thường. Nhưng ông ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra ở đây. Vì đây không chỉ là cuộc chiến giữa nước cổ thần và điểm giao hư chân, mà còn là giữa ông ta và Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo, đừng xem thường suy nghĩ đó của hắn, vì trên đời này nếu có người làm chuyện ấy thì chính là hắn. Si thương chỉ nhìn ông ta. Chủ nhân bút đại đạo, nước cổ thần đã chọn hắn thì sẽ dốc toàn lực giúp nó mạnh lên, thậm chí là đưa thần khí đó cho hắn. Si thương lắc đầu, hắn không thu phục được nó, cổ đạo thiên cũng không làm được. Chủ nhân bút đại đạo, người khác thì không, nhưng hắn thì có. Si thương nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo, quỷ thần còn chết dưới tay hắn thì còn gì không thể. Si thương,
người thật sự cho rằng hắn giết quỷ thần. Chủ nhân bút đại đạo, đừng nói tin hay không tin, tóm lại là quỷ thần muốn chơi hắn, sau đó lăn ra chết. Si Thương im lặng. Chủ nhân bút đại đạo, người còn chưa hiểu à? Thằng danh đó chính là một biến số với các ngươi. Si Thương cười, người muốn chúng ta chú ý đến hắn. Chủ nhân bút đại đạo, chính xác. Si Thương, người đối phó được hắn không? Chủ nhân bút đại đạo, chỉ cần các ngươi nghe ta thì có thể. Si Thương, người có kế gì? Chủ nhân bút đại đạo thì thầm gì đó. Si Thương lập tức biến sắc, mắt trợn trừng, người chắc chứ? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Si Thương, nếu ngươi làm được, thì chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, bây giờ thì phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, là hắn thừa kế được thần khí tối thượng và phát huy được một nửa uy lực. Si Thương lắc đầu ngay, không thể nào. Chủ nhân bút đại đạo nhìn sang, là hắn thì có thể. Si Thương nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo, nếu không dự tính trước tình huống xấu nhất để đối phó thì người bị thiệt là chúng ta. Si Thương, hay là các ngươi tìm chỗ khác mà tranh đại đạo đi được không? Gã không biết lai lịch Diệp Quân ra sao, nhưng gã biết chủ nhân bút đại đạo là một kẻ đáng sợ. Người như vậy lại kiêng kỵ tên kia, chứng tỏ hắn cũng không phải tay vừa. Không trêu vào được thì chẳng lẽ không chạy được à? Chủ nhân bút đại đạo, người nghĩ xem. Si Thương im lặng. Chủ nhân bút đại đạo, ta và hắn đều không còn đường lui. Giờ cho dù ta đi nơi khác, đợi hắn cũng đi ra rồi thì phân thân này không phải đối thủ của hắn. Hắn cũng thế thôi, không còn lựa chọn nào khác. Si Thương, vậy thì ngươi phải đi thuyết phục Hạo Thần. Y mới là người phát động trận chiến năm ấy, bao nhiêu thần ở đây đều nghe y. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, ta đến đây lần này cũng là để tìm y, đi ngang đây thì ghé qua gặp ngươi, ma thần. Y là người phát động nhưng thái độ của ngươi mới là mấu chốt, đúng chứ? Trong các thần năm xưa, hai người mạnh nhất chính là Hạo Thần và ma thần trước mắt này đây. Chỉ khi giải quyết được cả hai thì kế hoạch của ông ta mới thành công. Si Thương rơi vào trầm tư. Chủ nhân bút đại đạo cũng không vội, người nên vội là các thần nơi ranh giới hư chân này mới đúng. Một hồi sau, Si Thương nói, ta có một câu hỏi cuối cùng. Tên kia có chết được không? Chủ nhân bút đại đạo, không. Si Thương nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo, đánh bại hắn là được. Si Thương gật đầu, hiểu rồi, ta sẽ toàn lực phối hợp. Chủ nhân bút đại đạo, tốt. Rồi xoay người đi. Một hồi sau, Si Thương ngồi xuống thềm đá, ngẩng đầu nhìn lên cao. Vì phong ấn nên nơi đó chỉ có một màu đen như mực, sâu không thấy đáy. Gã cười lên, cũng định xem bọn ta như quân cờ à. Cổ thần khư. Diệp Quân vẫn đang tiếp nhận truyền thừa, nói đúng hơn là đang luận đạo với các tiên hiền đời trước của cổ thần. Ý thức của hắn rơi vào một vùng hư vô, đang tranh luận kịch liệt với ảnh ảo của các vị kia. Chủ đề là tu cảnh giới hay không? Tiên hiền, không tu cảnh giới mà ngươi nói là tạo ra con đường của mình rồi đi đến cuối. Nhưng cái cuối này có tiêu chuẩn không? Ngươi có biết giới hạn của nó là gì, ở đâu không? Ông lão áo trắng bên ngoài nhìn vào màn hình, thấy vị tiên hiền nước cổ thần này bỗng mở miệng thì giật mình, không ngờ vị này lại ló mặt. Bên trong thời không hư vô, Diệp Quân gật đầu, ta có tiêu chuẩn, cũng biết giới hạn của nó ở đâu. Tiên hiền nước cổ thần, tiêu chuẩn gì? Diệp Quân, trưởng bối trong nhà chính là tiêu chuẩn. Tiên hiền nước cổ thần hỏi lại, vậy ngươi có bao giờ nghĩ không tu cảnh giới của họ thật ra chỉ là họ đạt đến trình độ nhất định rồi không còn cảnh giới nào dùng để đánh giá họ nữa? Diệp Quân nhíu mày. Tiên hiền nước cổ thần, nói cách khác, bọn họ cũng có thể có cảnh giới, nhưng chỉ có họ biết nó ra sao, mà ngươi chưa gì đã đòi học theo. Ta thấy không phù hợp, ngươi còn chưa tu luyện tới cảnh giới cao nhất được biết đến mà đã theo đuổi cảnh giới không biết. Ngươi không thấy phi thực tế à? Diệp Quân ngẫm nghĩ, ta cho rằng cảnh giới cũng chỉ là một cái tên. Mục đích của người tu đạo là để có sức mạnh, đó mới là nòng cốt. Tiền bối thấy thế nào? Tiên hiền nước cổ thần, người có lý, nhưng người quên rằng hệ thống cảnh giới của mỗi thế giới đều là một cách để mạnh lên. Như phải đi từ giới ngoại mới đến hư thần, sau đến hư chân thể. Trên giới ngoại thì lấy được pháp tắc của thần, tạo ra thần thể. Ta thấy người dù chưa làm được nhưng cũng đã đến hư chân thể. Người không nhận ra à, người vẫn đang đi trên đường của người khác, lại lầm tưởng là đường của chính mình mà thôi. Diệp Quân điếng người.
Tiên hiền nước cổ thần nói tiếp, người sinh ra đã tự có bản tâm, mọi nhân quả đều từ tâm, không màng đúng sai, chỉ mong được sống, bàn gì đến có hay không. Ông ta dừng lại, chàng trai à, con người lừa gạt nhau, nội tâm cũng lừa gạt nhau, bản thân cũng dối gạt chính mình. Vậy nên mới nói, không màng đúng sai, chỉ mong được sống. Thế nhân sinh ra lại phân chia, hữu vô, một cách vô căn cứ, tất cả là tâm sinh mà ra, vậy nên mới, mọi nhân quả đều từ tâm. Đạo của ngươi không sai, nhưng ngươi không nhận thức được bản tâm. Đúng hơn là ngươi bị chính bản tâm của mình che mắt, nghĩ rằng, không tu cảnh giới của mình giống với của người nhà ngươi. Diệp Quân im lặng. Tiên hiền nước cổ thần lại nói, là kiếm tu, ngươi phải, siêu việt hữu vô, đạt đến cảnh giới không phân thật giả. Diệp Quân ngẩng đầu, tiền bối, ta phải làm sao? Tiên hiền nước cổ thần, không hư kỳ hoài, minh tâm chân cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể ngộ được tâm cảnh, thiên địa sinh cùng ta, vạn vật là một với ta, vật ngã câu nhất được. Vật ngã cụ nhất. Diệp Quân đứng giữa thời không hư vô, rơi vào trầm tư. Vị tiên hiền này nói đến tâm cảnh. Nó giống như một lưỡi dao sẽ mòn dần theo thời gian, vì vậy phải không ngừng mài sắc. Lại còn cảnh giới. Trước kia hắn vẫn cho rằng mình không hề tu cảnh giới, bây giờ vị tiên hiền lại nói rằng khái niệm này của hắn không giống với người nhà. Bọn họ không tu cảnh giới vì họ đã vô địch, không còn cảnh giới nào có thể hình dung họ. Còn hắn? Hắn đã làm được đâu? Tâm là nơi thị phi, chứa nhiều ảo tưởng. Hắn vốn không nên phân vân giữa tu hay không tu cảnh giới, mà trước tiên phải học tập hệ thống tu luyện của các nền văn minh để hoàn thiện đạo pháp bản thân. Tóm lại, phải lấy cái hay của người ta bù lại cái thiếu hụt của mình. Diệp Quân bỗng cười lớn. Chúc mừng. Vị tiên hiền kia nói, gạt bỏ tất cả thị phi. Rồi dần dần biến mất. Diệp Quân hành lễ, đa tạ tiền bối. Đạo tu hành chính là tu tâm, chưa kể hắn tu kiếm lại càng chú trọng việc này. Đề cao tâm cảnh chính là đề cao kiếm đạo. Thông qua lần luận đạo này, hắn không chỉ đề cao sức mạnh mà còn cả tâm cảnh, sẽ khiến con đường sau này thuận lợi hơn. Diệp Quân không rời khỏi thần khư chi địa mà tiếp tục ở lại tu luyện, dự định học hết những đại đạo nào có lợi cho mình từ mấy vị tiên hiền nước cổ thần. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, vì là truyền thừa nên mọi đại đạo kia đều tràn vào đầu hắn. Giống như thừa kế, đó cũng là con đường tắt ngắn nhất trên đời. Trong kho vũ khí cổ thần, cổ bàn khi thì cười lớn, khi thì phát điên. Không ai biết gã đang làm gì. Chủ nhân bút đại đạo đi đến một vùng hư không nọ, nơi có một người đàn ông đang trôi lơ lửng với hai tay giang ngang, trên mỗi cánh tay là một vòng sáng vàng quấn chặt như cầm tù. Đây là Hạo Thần, người phát động đại chiến năm xưa. Y tóc tai bù xù, đầu gục xuống, không cảm nhận được khí tức. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hai vòng sáng kia, phát hiện nó không chỉ chứa sức mạnh pháp tắc mà còn có một loại ý chí nào đó. Ông ta nhíu mày khi cảm nhận thấy điều này, lại là nó. Ngươi biết nó à? Hạo Thần bất ngờ ngẩng đầu lên, để lộ hai tròng mắt sâu thẳm. Chủ nhân bút đại đạo, là nó thì chẳng trách sao ngươi không phá được. Hạo Thần chỉ dương mắt nhìn. Chủ nhân bút đại đạo, ta có thể giúp. Hạo Thần nheo mắt, chắc chứ? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Hạo Thần hỏi, mục đích của ngươi là gì? Chủ nhân bút đại đạo, chúng ta có cùng một kẻ thù. Hạo Thần ngẫm nghĩ một hồi, vì sao ngươi biết thứ này? Chủ nhân bút đại đạo, năm xưa Chu Du vũ trụ từng nghe nói, không ngờ nó lại ở nơi này. Hạo Thần nhìn ông ta một hồi mới nói, được, hợp tác. Chủ nhân bút đại đạo, sảng khoái. Hạo Thần, phong ấn này chỉ cần 10 năm nữa sẽ. Chủ nhân bút đại đạo, không cần, ta có thể giúp ngươi ngay bây giờ. Hạo Thần nheo mắt, thế thì lại tốt quá. Chủ nhân bút đại đạo thoáng nhìn hai vòng sáng vàng, tự nhủ không ngờ ý chí kia lại đến tận nơi này. Đây là chuyện gì vậy? Ôi đệt con mẹ nó! Ông ta bỗng xa sầm mặt. Quần nhau với thằng danh kia ở cái nơi cấp thấp này lâu quá, ông ta đã bị tách rời khỏi những nơi cao hơn rồi. Đúng là thằng chỉ biết hại người. Ông ta hoàn hồn lại, ngoắc tay gọi đạo ấn bay về phía Hạo Thần, lơ lửng trên đầu y. Hạo Thần, đạo pháp của ngươi chống lại được ý chí của nó à? Chủ nhân bút đại đạo, dưới tam kiếm, ta vô địch. Hạo Thần, ở thần khư chi địa, Diệp Quân gọi ý kiếm xuất hiện. Hắn động tâm niệm, nó đã run lên, thả ra vạn đạo.
hắn đã tu tập thứ này trong lúc nhận truyền thừa, nên bây giờ nó cùng hòa vào trong kiếm. Kiếm lại run lên, vạn đạo hợp nhất. Kiếm đạo vô địch. U, tiếng kiếm minh vang khắp nơi. Chúc mừng. Ông lão áo trắng lại xuất hiện, hớn hở nói, dung hợp được vạn đạo trong thời gian ngắn như vậy, đúng là thiên tài. Diệp Quân, đều nhờ ơn dạy bảo của các vị tiên hiền. Sở dĩ hắn có thể dung hợp vạn đạo, nâng cao kiếm ý là nhờ có họ dốc lòng truyền thụ. Ông lão, chúng ta đi gặp đế chủ thôi. Diệp Quân, được. Rồi nhìn xung quanh, vị cổ huynh kia. Ông lão cười, ta vừa đi hỏi, gã nói không có hứng thú, đang tự nghiên cứu cách chiến đấu. Diệp Quân cười, thế thì thôi vậy. Ông lão dẫn hắn cùng biến mất, xuất hiện ở vùng hư không khác. Diệp Quân nhíu mày. Nơi này không phải thời không ban nãy. Hắn ngạc nhiên hỏi, đây là điểm giao hư chân sao tiền bối. Ông lão, chính là lối vào nơi ấy. Diệp Quân, đế chủ tiền bối đang ở đây. Ông lão gật đầu. Diệp Quân thấy một người đàn ông mắt vàng với cơ thể tản ra những tia sáng vàng kỳ dị. Lơ lửng phía trên ông ta là một pháp án hoàng kim, hiên ngang chắn trước lối vào điểm giao hư chân. Người này chính là đế chủ. Cổ đạo thiên. Ông lão khom lưng hành lễ, tham kiến đế chủ. Diệp Quân lại không ngờ lại chính là người này là vị tiên hiền từng luận đạo với hắn ở thần khư chi địa. Cổ đạo thiên mỉm cười, chúc mừng. Sức mạnh của ngươi ít nhất đã đến 8 phần chân, thêm huyết mạch nữa thì có thể đánh với cường giả 9 phần. Diệp Quân, phải cảm ơn các tiền bối đã giúp đỡ. Cổ đạo thiên lắc đầu, nhờ thiên phú đáng sợ của ngươi. Dù sao ngươi cũng đã đến bình cảnh, chỉ cần một cơ hội thôi. Ông ta ngẩng đầu nhìn pháp ấn án trước lối vào, gọi một cái ấn vàng xuất hiện trong tay. Nó tỏa ra ánh sáng vàng ùa vào cơ thể ông ta, từ đó tuôn vào trận pháp của pháp ấn nơi lối vào kia. Diệp Quân không hiểu gì. Cổ đạo thiên, năm xưa ta dùng thứ này để phong ấn lối vào điểm giao hư chân mới khiến cho bọn thần kia không còn đường về, bọn ở trên cũng không xuống được. Diệp Quân hết hồn, nơi này là do tiền bối phong ấn. Cổ đạo thiên gật đầu. Chính nó ngăn bọn thần đi xuống, nhưng không có tác dụng với sinh linh yếu ớt. Ông ta nói với Diệp Quân, ta vẫn luôn duy trì nó nhiều năm qua, đến nay tâm huyết không còn, không thể tiếp tục. Diệp Quân, cổ đạo thiên nhìn cái ấn, thế nhân ai cũng muốn có nó, ai lại ngờ rằng nó chính là thứ gây họa đâu. Diệp Quân khó hiểu, tiền bối, thần vật này là ấn thần linh. Cổ đạo thiên đáp, đến từ ngoại vực điểm giao hư chân. Nhưng thật ra ta cũng không chắc. Nó mang theo ý chí của thần linh, ai sử dụng sẽ nhận được sức mạnh to lớn, nhưng nó phải trở thành tín ngưỡng của ngươi, để ý chí của nó làm chủ ý chí của ngươi. Nói cách khác, muốn có được sức mạnh đó, ngươi phải thần phục nó. Ông ta mỉm cười, nó khá giống với trật tự đạo của ngươi, nhưng của ngươi lại không cưỡng chế. Diệp Quân hạ giọng, chẳng lẽ chủ nhân của ấn này cũng tu đạo trật tự? Cổ đạo thiên lắc đầu, ta đâu biết. Ông ta nhìn phong ấn trên cao, vốn ta có thể tiếp tục 10 năm nữa, nhưng bây giờ ta cảm nhận được chủ nhân bút đại đạo đang phá nó đi. Lợi hại thật, kết giới pháp trận ấn thần linh mà cũng phá được. Diệp Quân vội nói, tiền bối à. Diệp công tử. Cổ đạo thiên ngắt lời hắn đầy nghiêm túc, đừng để chư thần hạ giới. Rồi ông ta chợt bốc cháy. Ông lão áo trắng tái mặt, vội vàng quỳ xuống lắp bắp, đế chủ. Cổ đạo thiên, Diệp công tử. Ta tặng ấn thần linh và vận khí nước cổ thần cho ngươi. Thế giới này và cô nương kia, cũng nhờ ngươi. Những tia sáng vàng trên người ông ta dâng trào rồi ùa về phía Diệp Quân như thủy triều. Cái ấn vàng kia cũng chậm chậm bay tới. Cổ đạo thiên thì hóa thành tia sáng lao vào pháp trận phong ấn. Ông ta đang hiến thân tế trận. Vào lúc lựa chọn Diệp Quân, ông ta cũng biết hắn chỉ có một cơ hội chiến thắng duy nhất, đó là giữ cho phong ấn tồn tại. Khi ấy chư thần mới không thể hạ giới, mà các thần đang ở nơi đây cũng không thể nào khôi phục sức mạnh. Lúc cổ đạo thiên thiêu đốt cả thân xác lẫn thần hồn rồi lao vào trận pháp, Diệp Quân sững sờ tại chỗ, hắn không ngờ rằng vị tiền bối mà hắn chỉ mới gặp hai lần lại quyết đoán như vậy. Tất nhiên hắn cũng hiểu được ý đồ của đối phương. Trận chiến này không thể khiến những người được gọi là thần ở trên đó xuống, nếu không phe của họ không có cơ hội chiến thắng. Cho dù nước cổ thần thời kỳ hoàng kim cũng chắc chắn sẽ không thể ngăn chặn toàn bộ điểm giao hư chân chứ đừng nói là nước cổ thần hiện tại. Không thể khiến thần ở trên xuống,
Hơn nữa phong ấn này còn phải tồn tại, trấn áp những thần bị phong ấn ở đó ở đây. Đương nhiên, cho dù là hắn hay cổ đạo thiên đều hiểu thì việc này cũng rất khó khăn, bởi vì có thêm chủ nhân bút đại đạo, phong ấn này chưa chắc có tác dụng. Nhưng với cổ đạo thiên, gã đã không còn lựa chọn nào khác. Trong hư không, chủ nhân bút đại đạo đang phá trận pháp như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng phát đầu lên, tận cuối tầm mắt ông ta chính là phong ấn màu vàng đó. Nhìn thấy cố đạo thiên hiến thân cho trận pháp, chủ nhân bút đại đạo chợt nheo mắt lại, ông ta không ngờ cố đạo thiên lại liều mạng như vậy, hiến thân cho trận pháp. Sau khi cổ đạo thiên hy sinh cơ thể của mình cho trận pháp vốn đã yếu ớt bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, bao trùm thế giới. Trận pháp mạnh hơn. Khu vực cổ thần, tiếng gầm gừ của rất nhiều thần bỗng vang vọng. Họ vốn là có hy vọng, vì biết cố đạo thiên không thể trụ được bao lâu, cho nên họ không ngừng kiên trì, vì họ có hy vọng được thoát ra, nhưng họ không ngờ rằng lúc này cố đạo thiên lại hiến thân mình cho trận pháp. Tia hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan vào giây phút này. Trong phút chốc, cả khu vực cổ hư vang lên vô số tiếng gầm, trời đất rung chuyển dữ dội, như thể mọi thứ sắp bị hủy diệt. Những người dân sống ở khu vực cổ hư đều ngẩng đầu lên, hoảng sợ bất an, trong mắt họ đầy vẻ lo sợ. Họ biết bên ngoài nguy hiểm, nhưng trước đó chưa từng xuất hiện sự việc chấn động như vậy. Thôn Nguyên, tất cả dân làng đều tụ lại một chỗ, họ bất an nhìn xung quanh, ánh mắt đầy vẻ lo sợ. Trưởng thôn Nguyên Phiên dẫn đầu liên tục trấn an mọi người. Nguyên Trấn và Tần Liên cũng ở trong đám người đó, vẻ mặt họ cực kỳ nghiêm túc, vì họ biết sắp xảy ra chuyện gì. Hai người nhìn nhau, đều cười gượng. Vốn dĩ muốn sống ở đây thật tốt, nhưng giờ xem ra không thể làm vậy được nữa. Hai người cùng nhìn Nguyệt Nhi rất nhát gan, ôm chặt lấy cánh tay Tần Liên. Nguyên Trấn truyền âm bằng huyền khí, chúng ta có thể chết, nhưng không thể để Nguyệt Nhi chết ở đây. Tần Liên gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Lúc này Nguyệt Nhi bỗng nói nhỏ, cha, mẹ, vị công tử đó sẽ đến cứu chúng ta chứ? Tần Liên và Nguyên Trấn nhìn nhau, Tần Liên lắc đầu cười nói, nhóc con, vị công tử kia cũng không phải người bình thường. Người như hắn cho dù có ở điểm giao hư chân thì cũng là người sáng chói nhất. Sao hắn có thể quan tâm đến một người phàm như chúng ta được? Vẻ mặt Nguyệt Nhi trở nên thất vọng, hơi cúi đầu xuống. Hai người biết rõ suy nghĩ của cô bé, Tần Liên xoa đầu Nguyệt Nhi, có phải con thích Diệp công tử không? Mặt Nguyệt Nhi đỏ bừng, cô ấy lắc đầu, con chỉ cảm thấy. Hắn rất mạnh. Tần Liên cười nói, Diệp công tử đó có lai lịch không tầm thường, hơn nữa bản thân hắn cũng là yêu nghiệt, người này cho dù là ở toàn thế giới cũng là người vô cùng xuất sắc, chứ đừng nói ở đây. Nhưng Nguyệt Nhi cũng đừng tự ti, thân phận của con cũng không đơn giản. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Liên, mặt đầy vẻ khó hiểu. Ngay lúc này, ngoài thôn bỗng có tiếng vó ngựa. Mọi người đều nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một người đàn ông dẫn theo hàng trăm cận vệ cổ thần bước đến. Người đàn ông đi đầu chính là Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, mắt Nguyệt Nhi sáng lên, cô ấy phấn khích nói, mẹ, là hắn. Tần Liên và Nguyên Trấn đều rất bất ngờ. Diệp Quân bước vào trong thôn, hắn nhìn Nguyên Trấn, trưởng thôn. Nói rồi hắn lại nhìn Nguyệt Nhi cách đó không xa, mỉm cười nói, Nguyệt Nhi cô nương, lại gặp nhau rồi. Nguyệt Nhi hơi cúi đầu xuống, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng, Diệp Quân nói, Nguyệt Nhi cô nương, trưởng thôn, các ngươi đi theo ta đi, nơi này đã không còn an toàn nữa. Nguyệt Nhi nghe Diệp Quân nói thế, bỗng cười rất tươi, cô ấy nắm lấy tay Tần Liên ở bên cạnh, phấn khích nói, mẹ, hắn nhớ tới chúng. Chúng ta, thấy con gái mình như thế, Tần Liên lắc đầu cười khổ. Đương nhiên bà ta hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Nguyên Trấn gật đầu, ông ta bước ra ngoài, sau đó lại nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, người dẫn dân làng ở đây đi đi. Diệp Quân nhìn Nguyên Trấn, các ông không đi à? Nguyên Trấn lắc đầu. Diệp Quân biết đối phương không phải người bình thường nên cũng không ép buộc, ngược lại nhìn Nguyệt Nhi, ngay lúc Nguyệt Nhi đang định lên tiếng, Tần Liên nói, Diệp công tử, Nguyệt Nhi tự có nơi khác để đi. Diệp Quân im lặng một hồi rồi nói, có cần ta giúp không? Tần Liên lắc đầu. Diệp Quân nhìn Nguyệt Nhi nhìn Diệp Quân, lại nhìn Tần Liên, cô ấy do dự, sau đó nói, ta đi theo mẹ và cha, nhưng... Cảm ơn ngươi. Diệp Quân mỉm cười nói, đừng khách sáo, cô bảo trọng. Nguyệt Nhi gật đầu, Diệp Quân xoay người rời đi.
Nguyệt Nhi bỗng nói, đợi, một chút. Diệp Quân dừng bước, quay đầu nhìn Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước đến trước mặt Diệp Quân, lấy một cái bọc nhỏ từ trong ngực ra rồi đặt vào trong tay Diệp Quân, cái này. Cho ngươi. Diệp Quân nhìn bọc nhỏ, trong đó là một đôi giày. Hắn khá ngạc nhiên. Nguyệt Nhi cúi đầu xuống, run giọng nói, bảo trọng. Diệp Quân mỉm cười nói, cảm ơn, cô cũng bảo trọng. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc hắn và các thân vệ cổ thần dẫn dân làng rời đi. Sau khi đám người Diệp Quân rời đi, Tần Liên quay đầu nhìn Nguyên Chấn gật đầu, họ dẫn Nguyệt Nhi sang một bên, Tần Liên lấy một quyển trục ra, bà ta nhìn Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi, viên đá quý mẹ đưa con trước kia đâu? Nguyệt Nhi vội lấy một chiếc vòng cổ bằng đá quý từ trong cổ áo ra, đó là một viên đá quý màu đen, có kích thước bằng ngón tay cái, được xuyên qua bằng một sợi dây gai rất bình thường, trên đó cũng có một viên hồ lô đường. Nhìn thấy viên hồ lô đường, sắc mặt Nguyệt Nhi bỗng đỏ bừng. Tần Liên cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt phức tạp nhìn viên đá quý, khẽ xoa đầu Nguyệt Nhi, khẽ nói, Nguyệt Nhi, lát nữa cha mẹ dẫn con về quê. Về quê? Nghe thế Nguyệt Nhi chẳng hiểu gì cả. Tần Liên gật đầu, ừ, nhà lúc trước của chúng ta. Nguyệt Nhi hơi lo lắng, mẹ. Tần Liên mỉm cười, đừng sợ, mẹ đi với con. Nói rồi bà ta bỗng bóp nát viên đá quý, một tia sáng lao lên trời, đi thẳng vào tận sâu trong điểm giao hư chân. Cảnh tượng này khiến những người ở đó ngây người. Một lúc sau, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng bỗng vang lên từ sâu trong bầu trời, kẻ phản bội, ngươi còn dám chủ động liên lạc với huyết vực ta à? Hửm, ngươi còn liên lạc với thánh địa, ngươi muốn làm gì? Ở một bên khác, một tia thần thức cực mạnh rơi vào trên người Nguyên Chân từ cách đó vô số thời không. Cường giả thánh địa. Tần Liên nhìn thẳng vào tận sâu bầu trời, ta và Nguyên Chấn có tội đáng chết, nhưng Nguyệt Nhi vô tội. Mong lão tổ thánh địa và lão tổ huyết vực cứu nó về điểm giao hư chân. Nực cười. Giọng của lão tổ huyết vực không giấu nổi sự tức giận, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi không màng đến thanh danh huyết vực ta, lén lút với một người thánh địa, còn sinh ra một đứa con gái, đã khiến cho huyết vực ta mất hết mặt mũi, bây giờ ngươi bảo bọn ta cứu nó. Ngươi điên rồi sao? Tần Liên nhìn chằm chằm tận sâu bầu trời, Nguyệt Nhi là thần thể bẩm sinh. Thần thể bẩm sinh. Không trung rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, tất cả các thần ở khu vực cổ khư đều nhìn sang trưởng thôn Nguyên. Thần thể. Những người được gọi là thần như họ đã tu luyện hàng trăm triệu năm mới có thể tu luyện được thần thể, mà thật ra thần thể này là một cơ thể chứa đựng ý chí của thần minh. Dĩ nhiên cũng có một kiểu người bẩm sinh đã có ý chí thần minh. Tức là thần thể bẩm sinh. Người này cho dù có ở điểm giao hư chân thì cũng chỉ có trong truyền thuyết. Họ không ngờ ở đây lại có. Lúc này tất cả các thần đều ngơ ngác. Đời người có đôi khi sẽ như thế, người vất vả cả một đời cũng không bằng người khác, vì người ta sinh ra đã như thế rồi. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Tần Liên lại nói, nó không chỉ là thần thể bẩm sinh mà trong người còn có thần trùng. Lúc này cả khu vực cổ khư đều không còn bình tĩnh được nữa. Thần trùng. Sau khi trở thành thần, muốn tiến lên một bước nữa thì phải gieo thần trùng vào trong người, như thế mới có thể đạt được sức mạnh ý chí thần minh. Muốn gieo thần trùng cũng là một việc rất khó khăn, cũng có sự khác biệt rất lớn giữa việc gieo thần trùng và không gieo thần trùng. Ở khu vực cổ khư này, chỉ có hai vị thần gieo thần trùng, đó là Hạo Thần và Ma Thần. Bây giờ cô nương này trời sinh đã có thần trùng. Nếu nói thần thể bẩm sinh là tiền vô hạn thì thần trùng bẩm sinh là quyền vô hạn. Tiền và quyền kết hợp. Lúc này, lão tổ huyết vực bỗng mất bình tĩnh, run giọng nói, được rồi. Con nhóc này, ngươi sinh ra một đứa con gái ngoan. Lúc đầu họ đều không đồng ý cho ngươi ở cùng với người đàn ông đó thánh địa đó, chỉ có ta chưa từng nói một lời nào. Không nói thì tức là đồng ý, chỉ có ta đồng ý thôi. Tần Liên, trời sinh có thần thể. Trời sinh là thần trùng. Tập hợp trong một người. Không chỉ có huyết vực điên cuồng, lúc này lão tổ của thánh vực kia cũng điên cuồng. Lão tổ của thánh vực nói với vẻ tức giận, lão quỷ huyết, cô ấy chính là một thành viên trong thánh vực của ta, có quan hệ gì với huyết vực của ngươi? Cút! Lão tổ của huyết vực gầm lên giận dữ, cô ấy là người con gái sinh ra trong huyết vực của ta, đương nhiên là thuộc về huyết vực của ta. Lão tổ của thánh vực tức giận đến mức bật cười. Không có người ở thánh vực của ta,
huyết vực của người có thể sinh ra được không? Nhìn thấy hai người đã gươm súng sẵn sàng, Tần Liên đột nhiên nói, hai vị lão tổ, việc khẩn cấp trước mắt là đưa Nguyệt Nhi trở về giao giới hư chân. Nghe được lời nói của Tần Liên, hai vị lão tổ lập tức bình tĩnh lại. Bây giờ cũng không phải là lúc để tranh cãi. Bây giờ di tích cổ có tình hình gì? Nơi này đã bị phong ấn, mặc dù những người ở bên trên có thể đi xuống dưới, nhưng những cường giả trong cảnh giới, thần, cũng bị bẽ mặt, mà những vị thần ở đây đã trở thành sự tồn tại nguy hiểm nhất với nước cổ thần. Trời sinh có thần thể. Trời sinh là thần trùng. Ai không muốn có được chứ? Vẻ mặt của Tần Liên và Nguyên Chấn trông rất nghiêm túc, đương nhiên là bọn họ cũng biết vấn đề này, nhưng không có cách nào, bởi vì bọn họ đã nhận ra rằng nơi này sẽ có một cuộc đại chiến nổ ra. Bây giờ vị kia của nước cổ thần đã dùng thân xác của mình để tế trận, nếu không có cái siêu thần vật kia trấn áp, với sức mạnh của các vị thần ở đây và những cường giả của nước cổ thần cũng đủ để biến mọi thứ ở đây thành bột mịn. Vì vậy, bọn họ cần phải xin thánh vực và huyết vực ở giao giới hư chân giúp đỡ. Đúng lúc này, giọng nói của lão tổ thánh vực kia đột nhiên xuyên qua vô số thời không truyền đến di tích cổ, các vị đạo hữu, xin cho thánh vực của ta một chút thể diện, đừng làm khó con bé này. Thánh vực của ta vô cùng cảm kích. Lúc này lão tổ của huyết vực cũng nói, huyết vực của ta cũng vô cùng cảm kích. Trong di tích cổ là một mảnh im lặng. Chẳng mấy chốc, những cường giả đỉnh cấp của thánh vực và huyết vực chậm rãi đi đến di tích cổ, đương nhiên là không có một vị thần nào, nhưng thấp nhất cũng đều là cảnh giới gần 9 phần chân. Có khoảng hơn 200 người. Toàn bộ cường giả ở cảnh giới gần 9 phần chân của cả hai bên đều đã đến đây. Nhưng đội hình này đặt ở đây vẫn chưa đủ để nhìn, bởi vì mặc dù bọn họ có thể xuống dưới, nhưng cảnh giới cũng bị phong ấn của thiên đạo cổ kia trấn áp, toàn bộ đều đã biến thành cảnh giới gần 5 phần chân. Đè ép mấy cảnh giới xuống một cách cứng rắn. Mà những cường giả có cấp bậc này ở đây cũng không đủ để nhìn. Lúc này, Tần Liên và Nguyên Chấn cũng cực kỳ căng thẳng. Ở bên cạnh bọn họ, vẻ mặt của Nguyệt Nhi tràn đầy nghi ngờ. Cô ấy căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, 200 cường giả ở cảnh giới gần 5 phần chân đều đồng loạt đi đến thôn nguyên kia, hai bên vừa nhìn thấy mặt thì đã tỏa ra mùi thuốc súng. Đều cảm thấy khó chịu với bên kia. Một ông lão đứng đầu thánh vực ở bên trái bước nhanh đi đến trước mặt Nguyệt Nhi, hành lễ một cách cung kính, thánh nữ. Nguyệt Nhi nhìn về phía Nguyên Chấn với vẻ hơi căng thẳng, cha. Nguyên Chấn cũng hơi nghi ngờ. Ông lão kia vội vàng giải thích, trước khi thuộc hạ đến, lão tổ đã phong cô ấy làm thánh nữ, cô ấy chính là thánh chủ tiếp theo của thánh vực của chúng ta. Nguyên Chấn cười khổ. Trước đây, địa vị của ông ta ở thánh vực thực ra cũng không thấp, là nhân vật nòng cốt, nhưng cũng chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như này. Thánh nữ gì cơ? Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên của huyết vực kia đột nhiên đi ra, ông ta liếc mắt nhìn ông lão một cái một cách lạnh lùng. Sau đó nói, cô ấy chính là huyết chủ của huyết vực của ta. Trực tiếp trở thành huyết chủ. Đám người Nguyên Chấn đều ngây ngẩn cả người. Người đàn ông trung niên kia bước tới trước mặt của Nguyệt Nhi, hành lễ thật sâu, ra mắt huyết chủ. Ông lão nói với vẻ tức giận, cô ấy đến từ thánh vực của ta. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào ông ta, đối chọi gay gắt, cô ấy đến từ huyết vực của ta. Nhìn thấy hai bên sắp đánh nhau thì Tần Liên đột nhiên nói. Hai vị, chúng ta đưa Nguyệt Nhi quay về giao giới hư chân trước. Nghe vậy, lúc này hai người mới bình tĩnh lại. Hai bên không cãi nhau nữa, sau đó bảo vệ ba người đi về phía giao giới hư chân. Nhưng vào lúc này, một tia thần thức trực tiếp khóa chặt bọn họ. Thần thức của thần, nhưng không biết đó là thần gì. Vẻ mặt của mọi người thay đổi lớn. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua không trung mà tới, chém thần thức kia lui lại. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy người ra tay chính là Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân lại xuất hiện, Nguyệt Nhi lập tức hơi vui vẻ. Diệp Quân nhìn cô ấy, mỉm cười và nói, ta tiễn cô một đoạn đường. Nguyệt Nhi vội vàng gật đầu, được. Lão tổ của thánh vực kia nhìn về phía Nguyên Chấn gật đầu. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, dọc đường đi, cường giả của hai bên cảm giác như đang phải đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, cực kỳ đề phòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, càng ngày càng có nhiều thần thức đè ép về phía bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của các cường giả của thánh vực và huyết vực đều tối sầm lại, bởi vì thần thức này thật sự quá mạnh,
bọn họ căn bản không thể chịu đựng được. Lui ra. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu trên trời cao. Các thần đều ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy người nói chuyện chính là Hạo thần kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.